Chương 281 Lâm Thất Dạ thấy người đàn ông áo bạc thực sự nhìn thấu được điều này, có chút tiếc nuối lắc đầu, vừa lúc khối Rubik hỗn loạn trong tay cũng không thể tiếp tục làm xáo trộn không gian, liền cố định không gian xung quanh tại chỗ. Khối Rubik hỗn loạn không thể làm xáo trộn không gian trong thời gian dài, ít nhất là ở cảnh giới này thì không được, trong cuộc diễn tập ở ba tòa nhà, nó chỉ có thể làm xáo trộn vài phút một lần, thời gian kéo dài sẽ không lâu, mặc dù hiện tại đã hy sinh một phần phạm vi để kéo dài thời gian xáo trộn, nhưng dù sao cũng có giới hạn. Tuy nhiên, mượn khoảnh khắc cuối cùng, Lâm Thất Dạ vẫn di chuyển liên tiếp hai khối lập phương đất đá lên phía trên người đàn ông áo bạc, đợi đến khi không gian hỗn loạn tan đi, đất đá ở hai nơi này lập tức đập xuống người đàn ông áo bạc bị thương nặng, trực tiếp chôn vùi hắn dưới lòng đất. Tương tự như vậy, xương mù bạc của Trang Kỳ cũng bị hắn chôn vùi dưới lòng đất. Đôi chân của Lâm Thất Dạ đạp mạnh xuống đất, lao ra với tốc độ kinh người, lưỡi dao màu xanh nhạt cắt không khí, thẳng tắp chém vào cổ Trang Kỳ. Sau khi mất đi xương mù lưỡi dao, trang kỳ về cơ bản không còn phương tiện đối phó với kẻ địch bây giờ hắn phải nắm bắt cơ hội này trang kỳ dù sao cũng là một thợ săn dày dạn kinh nghiệm mặc dù không giỏi cận chiến hơn nữa con dao săn cũng không có trong tay nhưng phản ứng vẫn cực kỳ nhanh trong khoảnh khắc lưỡi dao của lâm thất dạ sắp chạm vào hắn hắn đã né người mình đi lưỡi dao thẳng tắp lướt qua vai trang kỳ để lại một vết dao đầy máu trang kỳ nhịn đau quay người chạy sang một bên ở đó một lưỡi dao bạc nhỏ bé chém đứt lớp đất dày sắp quay trở lại bên cạnh hắn, đôi mắt Lâm Thất Dạ hơi nheo lại, một bóng tối cực độ lan tỏa ra từ trung tâm của hắn, con dao thẳng trong tay khẽ run lên, bay ra với tốc độ cực nhanh. Phụt! Sau một tiếng động nhẹ, con dao thẳng xuyên qua khoảng cách mười mấy mét, trực tiếp đâm vào lưng Trang Kỳ. Trang Kỳ rên lên một tiếng, cơn đau dữ dội khiến khóe miệng hắn co giật điên cuồng nhưng dù sao hắn cũng là cảnh giới xuyên, thể chất cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù con dao thẳng đã đâm vào lưng hắn nhưng không thể trực tiếp đâm thủng tim hắn trong đất đá trước mặt hắn, ngày càng có nhiều sương mù bạc thấm ra, trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng. Ngay lúc này, bóng người mặc chiếc áo khoác quân đội màu đen như ma quỷ xuất hiện sau lưng hắn. Một tay nắm lấy chuôi dao cắm trên lưng hắn, hung hăng đâm vào thêm nửa đoạn nữa. Lần này, con dao thẳng đã hoàn toàn đâm xuyên qua cơ thể hắn, lưỡi dao đâm ra từ ngực, đôi mắt trang kỳ mở to, tia vui mừng trong mắt nhanh chóng tối sầm lại. Lưỡi dao sương mù bạc mà hắn điều khiển đến trước người, giống như những hạt cát bình thường, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trang kỳ, cường giả cảnh giới xuyên tử vong. Lâm Thất Dạ không chút biểu cảm rút con dao thẳng ra, ánh mắt nhìn về phía mặt đất không ngừng dung chuyển cách đó không xa, người đàn ông áo bạc bị hắn chôn vùi dưới lòng đất, sắp phá vỡ lớp đất trở lại mặt đất. Nghỉ ngơi xong chưa? Lâm Thất Dạ bình tĩnh lên tiếng. Khối Rubik hỗn loạn lơ lửng trong lòng bàn tay hắn sáng lên, một giọng nói máy móc vang lên, xong rồi, đừng để hắn ra ngoài, bóp chết hắn trong đất. Vâng ánh sáng bạc quanh khối rubik hỗn loạn một lần nữa tỏa sáng ngoại trừ mảnh đất dưới chân lâm thất dạ tất cả đất đá xung quanh đều bị nó điều động điên cuồng xoay chuyển về phía nơi người đàn ông áo bạc đang ở mỗi khi người đàn ông áo bạc phá vỡ một khối đất lập tức sẽ có một khối đất mới xuất hiện trên đầu hắn khi hắn liên tục phá vỡ hai khối khối rubik lại xoay vị trí của hắn trở lại vị trí thấp nhất trôn vùi những khối đất đá mới lên đầu hắn hắn chạy về hướng nào cũng đều là đất đá vô tận hắn là cảnh giới xuyên hắn rất cứng rắn rất mạnh mẽ nhưng điều này không có nghĩa là hắn không cần thở giữa những lần phá vỡ liên tiếp cảm giác ngạt thở dần tràn lên não cùng với đó là sự tuyệt vọng ngày càng dày đặc trong biển đất đá vô tận này hắn như một người sắp chết đuối không thể thoát ra được một lúc lâu sau ánh sáng của khối rubik trong lòng bàn tay lâm thất dạ dần tối đi sức mạnh của tôi đã cạn kiệt giọng nói máy móc vang lên bên tai lâm thất dạ lâm thất dạ cao mày đi đến một khối đất từ từ ngồi xuống dùng tinh thần lực thăm dò xuống dưới. Nơi sâu dưới lòng đất 90 mét này, người đàn ông áo bạc vẫn còn sống và vẫn đang cố gắng trèo lên. Rất kiên trì, là một đối thủ đáng kính. Lâm thất dạ vừa rút con dao thẳng ra, vừa bình tĩnh nói, nhưng thật đáng tiếc điều này không có tác dụng gì. 90 mét, 80 mét, 70 mét, 20 mét, 10 mét. Ngay cả khi ở vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ngay cả khi sự tuyệt vọng tràn ngập não bộ, người đàn ông áo bạc vẫn không từ bỏ, hắn kiên định phá vỡ từng lớp đất trên đầu, muốn trở lại mặt đất ngay khi hắn còn cách mặt đất chưa đầy một mét hắn rõ ràng cảm thấy đất xung quanh nới lỏng hắn sắp ra ngoài rồi hắn như hồi quang phản chiếu trong mắt một lần nữa bùng lên ngọn lửa hy vọng mặc dù sắp ngạt thở nhưng từ trong cơ thể vẫn trào dâng một sức mạnh nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha ngay khi hắn sắp phá vỡ lớp đất mỏng đó trở lại mặt đất một con dao thẳng dài đâm vào đất đâm chính xác vào hốc mắt xuyên thủng hộp sọ của hắn sâu trong hang động dưới lòng đất không giống như đường hầm quanh co mà lâm thất dạ và những người khác đang ở. Đây là một hang động ngầm rộng lớn, nhìn ra xa, nó gần bằng ba sân vận động, dung nham nóng chảy chiếm một nửa không gian, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng toàn bộ hang động tối tăm. Nếu ví những hang động quanh có phức tạp kia như mạch máu thì nơi đây chính là trái tim dưới lòng đất của toàn bộ ngọn núi Thương Nam. Thương Nam không phải là núi lửa, trong quá trình thăm dò của con người, thậm chí nó không thể có dung nham nhưng sự thật là dưới lòng đất của nó thực sự tập trung một lượng dung nham có thể so sánh với núi lửa thực sự. Không khoa học, trái với thông thường thì đó là bí ẩn. Trong thế giới dung nham nóng bỏng, một con địa long màu xám khổng lồ từ từ ngẩng đầu lên, cao khoảng 17-18 tầng lầu, những đường vân đỏ rực trên người nó giống như dung nham đang chảy, mặc dù phân bố không đều nhưng lại có một vẻ đẹp kỳ lạ. Xi, không khí nóng bỏng phun ra từ hai cánh tay của nó, lúc này, con địa long đang ngẩng cao cổ, đôi mắt đỏ ngầu đang tức giận nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt dung nham xung quanh như sôi lên, cuồn cuộn dữ dội. Trước mắt nó, một người đàn ông bị cháy đen một nửa cơ thể đang đứng lơ lửng trong không trung, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con địa long trước mặt, trong nỗi sợ hãi còn xen lẫn một chút phấn khích. Viêm mạch địa long đây chính là viêm mạch địa long sao? Rõ ràng là cùng cảnh giới hải như tôi, vậy mà lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Anh ta tên là Mã Thiên Giật, tín đồ thứ 14, đồng thời cũng là người phụ trách cuộc hành động săn lùng lâm thất dạ lần này cũng chính là hải cảnh cường giả mà lâm thất dạ quan sát thấy trước đó không nhúc nhích. Địa Long là vua của thế giới ngầm, không chỉ có thể di chuyển trong lòng đất như đi trên mặt đất, mà còn có thể dễ dàng gây ra thiên tai về địa chất, sở hữu tuyệt đối thổ vực của riêng mình, có thể di chuyển mọi kẻ thù trên mặt đất xuống thế giới ngầm. Mã Thiên Giật nhìn chằm chằm vào con viêm mạch Địa Long trước mặt, phấn khích nói, con viêm mạch Địa Long càng là vua của loài Địa Long, chỉ cần đại nhân ngôn ngữ có thể thu phục nó, chỉ cần thời gian, giáo hội cổ thần của chúng ta sẽ lại có thêm một mãnh tướng cấp thiên tai. Công lao này không hề nhỏ hơn việc giết chết người đại diện của song thần đó. Có thể một lần kiếm được hai công lao hàng đầu, lần này thực sự là may mắn lớn rồi. Gào gào gào, viêm mạch địa long trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên gầm lên, ngọn lửa dữ dội tụ lại thành một cột lửa thô to, phun về phía mã thiên giật đang lơ lửng giữa không trung. Mã thiên giật nhanh chóng di chuyển nhưng vẫn bị mép cột lửa thiêu đốt, toàn bộ cánh tay phải bốc hơi trong nháy mắt anh ta hét lên một tiếng, thân hình loạn choạng suýt ngã vào dung nham, sắc mặt tái nhợt nhưng vẻ phấn khích trong mắt không hề giảm đi chút nào. Nói chung, khi đối mặt với những điều bí ẩn mạnh mẽ và sở hữu khả năng biến thái như vậy, ngoài một số ít yêu nghiệt, con người cùng cảnh giới căn bản không thể là đối thủ, chỉ có cường giả cảnh giới cao hơn mới có thể ra tay chống lại. Phải thông báo cho đại nhân ngôn ngữ đến đây. Nếu không, tôi e rằng mình thực sự sẽ chết ở đây. Mã thiên giật lấy ra một viên bi nhỏ từ trong túi, dùng sức bóp nát, môi mấp máy, dường như đang nói gì đó ẩm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên những gợn sóng màu vàng lan tỏa giữa các ngọn núi trong nháy mắt săn bằng vài ngọn núi xung quanh trong đám đá vụn và khói bụi bay múa viên cường bị thương khắp người từ từ đứng thẳng dậy hai gợn sóng màu vàng từ hai nắm đấm của anh ta lan tỏa ra tỏa ra uy áp khủng khiếp anh ta nhìn chằm chằm vào đỉnh núi không xa ánh mắt sắc bén như dao ở đó ngôn ngữ không hề hấn gì dựa vào một gốc cây mái tóc dài đen nhánh không hề rối loạn, trông giống như một quý ông lịch lãm, nhìn viên cương bằng ánh mắt đầy trêu chọc. Quả nhiên là phó đội trưởng đội thượng kinh, vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy trong ác mộng của ta. Tụ, viên cương nheo mắt, một tia sáng vàng lóe lên, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ngôn ngữ, nắm đấm phải nắm chặt gợn sóng màu vàng khủng khiếp, ầm ầm giáng xuống. ầm, chỉ một cú đấm, ngọn núi trước mặt đã bị đánh thành vô số mảnh vụn cú đấm trái tiếp tục đánh ra, trực tiếp phát ra tiếng nổ âm thanh chói tai, đánh xuyên không khí vào một ngọn núi khác, để lại một lỗ hồng khổng lồ. Mọi người đều nghĩ rằng ngươi chỉ mới bước vào cảnh giới hải, không ngờ ngươi đã chạm đến trần nhà của cảnh giới, chỉ còn nửa bước nữa là đột phá vào vô lượng. Giọng nói của ngôn ngữ từ trên không trung vang lên, anh ta đứng đó, chân đạp hư không, có chút tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, ngươi đã quá già, cho dù có thể đột phá vào vô lượng thì cả đời này cũng chỉ có thể mắc kẹt ở cảnh giới này, tiềm lực không đủ. Nếu không, ta còn muốn thu ngươi vào dưới trướng của ta, trở thành tín đồ của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng nói vừa dứt, anh ta giơ tay chỉ nhẹ xuống mặt đất, những đám mây đen tích tụ trên bầu trời như sống lại, tạo thành một khuôn mặt quỷ dữ khổng lồ. Trong đó còn có những tia điện dày đặc nhấp nháy, gầm rú lao về phía mặt đất. Khuôn mặt quỷ điện đâm vào mặt đất đã trở thành đống đổ nát, hoàn toàn nhấn chìm bóng dáng viên cương trong đó. Thần khư của ta có thể biến mọi ác mộng thành sự thật, trong tầng ác mộng thuộc về ta này, ta chính là chủ tể thế giới, ngươi không thể thắng ta được. Ngôn ngữ mỉm cười nói, tia điện và mây đen tan đi, viên cương đầy thương tích đứng trong hố sâu, mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn thẳng lưng. Anh ta ngẩng đầu nhìn ngôn ngữ trên bầu trời với vẻ tức giận, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, gợn sóng màu vàng lan tỏa, anh ta giống như một chiến thần. Ngay lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai ngôn ngữ anh ta hơi ngạc nhiên nhướng mày ánh mắt lại đổ dồn về phía viên cương không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn thôi hôm nay chơi đến đây thôi ngôn ngữ tùy ý vung tay thế giới xung quanh vỡ vụn từng mảnh bóng dáng anh ta dần dần nhạt đi viên cương chỉ cảm thấy mình đột nhiên mất trọng lượng tinh thần đột ngột rơi xuống ẩm bóng dáng anh ta nặng nề ngã xuống bên ngoài lều mưa xối xả trên khuôn mặt đầy vết máu của anh ta anh ta đột ngột đứng dậy nhìn xung quanh núi tân nam vẫn còn đó lều chỉ huy tạm thời vẫn còn đó mây đen trên bầu trời vẫn còn đó trận chiến lớn trước đó với ngôn ngữ giống như một cơn ác mộng anh ta cúi đầu nhìn cơ thể mình phát hiện vết thương vẫn còn nói cách khác nếu anh ta chết trong cơn ác mộng đó thì thực sự đã chết trưởng quan là trưởng quan trưởng quan đã trở lại hai giáo quan chỉ huy tạm thời nghe thấy tiếng động bên ngoài bước ra khỏi lều nhìn thấy viên cương toàn thân đầy thương tích kinh hô lên Trưởng quan, trước đó anh đi đâu vậy? Sao lại toàn thân đầy thương tích? Họ nhanh chóng chạy tới, định đỡ viên cương nhưng anh ta chỉ phẩy tay, ánh mắt hướng về phía bên trong núi, trầm giọng nói, những chuyện này không vội, lập tức báo cáo tình hình trong núi cho tôi. Trong hang động dung nham nóng bỏng, những đường vân màu đỏ rực trên khắp cơ thể của viêm mạch địa long liên tục nhấp nháy, ngọn lửa cuồn cuộn gần như tràn ngập từng tấc không gian. Giữa không trung, một bóng người lang bái liên tục nhấp nháy trong khe hở của ngọn lửa cánh tay phải đã biến mất, tóc cũng bị thiêu rụi hoàn toàn, máu ở vết thương bị bỏng thành sẹo, đau đớn không thể tả. Theo thời gian trôi qua, trái tim của mã giật thiên dần chìm xuống, đã vài phút trôi qua kể từ khi báo có tình hình với ngài ngôn ngữ, nhưng đối phương vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ vị đại nhân đó không muốn thu phục viêm mạch địa long? Hay là mình đã làm gì khiến đối phương không vui? Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, anh ta chắc chắn sẽ chết trong tay viêm mạch địa long. Ngay khi mã giật thiên dần tuyệt vọng, một bóng người thanh lịch như ma quỷ xuyên qua vách đá trên đỉnh đầu, đứng giữa không trung, cẩn thận quan sát viêm mạch địa long trước mắt. Ngài ngôn ngữ, mã giật thiên nhìn thấy bóng dáng của anh ta, vui mừng nói. Quả nhiên là viêm mạch địa long, mặc dù cảnh giới hiện tại không cao nhưng tiềm lực rất lớn. Đợi đến khi bồi dưỡng đến vô lượng hoặc lên, hẳn sẽ có tác dụng không nhỏ. Ngôn ngữ hài lòng gật đầu, liếc nhìn mã giật thiên đang lang bạt, bình tĩnh nói, làm tốt lắm, lần này trở về, ta sẽ xin công cho ngươi cảm ơn ngài. Mã giật thiên mừng rỡ ngoài ý muốn. Ngôn ngữ tỏa ra ánh sáng kỳ lạ khắp người, bao trùm toàn bộ hang động dưới ánh sáng kỳ lạ u ám này, dường như ngay cả dung nham sôi sục cũng bị kìm nén. Gầm gừ, viêm mạch địa long dường như nhận ra nguy hiểm, lại gầm lên, dung nham xung quanh cuộn trào dữ dội, cuối cùng hóa thành từng con rồng lửa bay lên trời, hướng về phía ngôn ngữ. Ngôn ngữ cao mày vài sợi xích sắt đen ngòm bay ra từ đầu ngón tay anh ta, va chạm với những con rồng lửa bay lên, dư chấn của vụ va chạm khiến toàn bộ hang động rung chuyển trở thành tín đồ của ta đi ngôn ngữ khẽ ngâm nga đôi mắt bùng lên một tia sáng kỳ lạ một đòn tấn công linh hồn mạnh mẽ trực tiếp tràn vào tinh thần của viêm mạch địa long khoảnh khắc tiếp theo viêm mạch địa long đột nhiên dừng lại đôi mắt rung động dường như đang đấu tranh với điều gì đó anh ta là ngôn ngữ ác mộng thực sự kẻ thao túng tư duy người tạo ra khế ước linh hồn tín đồ là một trong ba thần cổ xưa nhất của giáo hội cổ thần chức quyền của anh ta chính là ác mộng và khế ước linh hồn, lợi dụng đòn tấn công linh hồn mạnh mẽ để trực tiếp điều khiển tâm trí của đối phương, ép buộc đối phương ký kết khế ước tín đồ với bản thân, từ đó khiến đối phương trở thành cấp dưới của mình ở cấp độ tư duy. Đây chính là sở trường của anh ta. Bằng phương pháp này, hắn đã một tay xây dựng toàn bộ tổ chức tín đồ, thậm chí còn thu phục được một số bí ẩn cấp thiên tai, đồng thời bí mật cài cắm quân cờ ở tầng lớp cao của người canh gác. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ ngôn ngữ vừa khống chế tâm trí của viêm mạch địa long vừa mở miệng hỏi người đại diện của song thần đâu mã giật thiên sửng sốt có chút do dự nói ban đầu là trang kỳ và những người khác đi giết nhưng vừa rồi dao động sinh mệnh của họ đã biến mất người đại diện đó có thể vẫn chưa chết vô dụng ngôn ngữ hử lạnh một tiếng tôi sẽ đi giết anh ta ngay không cần đôi mắt của ngôn ngữ hơi nheo lại ta đã dùng ác mộng để thay đổi bố cục của hang động ngầm bọn họ sẽ sớm tự tìm đến cửa lần này biết đâu còn có thể thu thêm vài yêu nghiệt trở thành tín đồ của ta trong hang động sâu thẳm đen ngòm lâm thất dạ nhắm mắt phi nhanh về phía trước đây là hướng mà bách lý béo béo và những người khác vừa trốn thoát mặc dù giữa chừng đã chiến đấu với hai xuyên cảnh rất lâu nhưng bách lý béo béo và thẩm thanh trúc dù sao cũng bị thương sẽ không đi quá xa đột nhiên trong bóng tối một con rơi đập cánh bay về phía lâm thất dạ lâm thất dạ dừng bước mở mắt ra trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc đây là con rơi trước đó bay theo vị cường giả hải cảnh vào hang động đi lòng vòng trong hang động ngầm lâu như vậy không ngờ lại có thể gặp lại nó con rơi bay lượn quanh lâm thất dạ dường như đang kể lể điều gì đó một lúc sau lông mày lâm thất dạ hơi nhíu lại địa long sống trong dung nham lật mình chiến đấu với người đàn ông hải cảnh đó thông qua giao tiếp với con rơi lâm thất dạ nhanh chóng nắm được một số thông tin người đàn ông hải cảnh đó chiến đấu với viêm mạch địa long dường như bị đánh rất thảm nhưng tại sao anh ta lại đi trêu chọc đối phương Lâm thất dạ lắc đầu, cho dù biết được tại sao bọn họ bị cuốn vào dưới lòng đất này, thì cũng không giúp ích gì cho tình hình hiện tại. Việc cấp bách bây giờ là nhân lúc hải cảnh kia chiến đấu với địa long, tìm thấy bách lý béo béo và hồng giáo quan, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Lâm thất dạ chạy về phía trước một lúc lâu, cuối cùng cũng đuổi kịp bách lý béo béo và thẩm thanh trúc đang bước đi tập tĩnh, điều khiến anh mừng rỡ là hồng giáo quan cũng ở cùng họ. Trên người hồng giáo quan tuy cũng đầy thương tích nhưng đều không gây tử vong, sau khi xử lý đơn giản, đã không còn gì đáng ngại hồng giáo quan kẻ địch chiến đấu với ông đâu rồi tất nhiên là chết rồi hồng giáo quan nhướng mày đương nhiên nói đừng coi thường chúng tôi những giáo quan này trước đây chúng tôi cũng đều là những người canh gác có thâm niên giáo quan lợi hại bách lý béo béo mệt đến nỗi ngồi bệt xuống đất giơ ngón tay cái lên lâm thất dạ gật đầu như vậy chỉ còn lại kẻ địch hài cảnh kia bây giờ anh ta đang chiến đấu với một con địa long hẳn là không có thời gian để quản chúng ta địa long. Ba người còn lại nghi hoặc nhìn lâm thất dạ. Lâm thất dạ đơn giản mô tả lại cảnh tượng mà con rơi nhìn thấy. Hồng giáo quan gật đầu như có điều suy nghĩ, nghe có vẻ giống như viêm mạch địa long. Nói cách khác, đây là tuyệt đối thổ vực của nó. Tuyệt đối thổ vực, một loại cấm khư mạnh mẽ chỉ thuộc về địa long, có thể tùy thời tạo ra không gian thuộc về nó. Ở bất kỳ vị trí nào dưới lòng đất, mỗi lần địa long lật mình, sẽ kéo một phần sinh vật trên mặt đất vào không gian này, nếu là viêm mạch địa long thì nơi đây hẳn sẽ có dung nham vậy chúng ta phải làm sao để ra ngoài tuyệt đối thổ vực tuy là không gian do cấm khư tạo ra nhưng vị trí sẽ không thay đổi quá nhiều tức là thực ra chúng ta vẫn ở dưới lòng đất của núi thương nam chỉ là cách mặt đất rất xa nói cách khác chúng ta chỉ có thể phá vỡ lớp đất cưỡng ép trở về mặt đất lông mày lâm thất dạ hơi nhíu lại trừ khi cậu có thể khiến địa long lật mình thêm một lần nữa nếu không chúng ta chỉ còn cách này hồng giáo quan bất đắc dĩ nói nhưng tôi ước tính, nơi này cách mặt đất ít nhất cũng 2 km, muốn phá vỡ lớp đất trở về không dễ như vậy. Vậy chúng ta phải làm sao? Bách Lý béo béo mặt mày ủ rũ hỏi. Lâm thất dạ im lặng một lát, rồi nói, tôi thấy, liều lĩnh phá đất lên trên không phải là một cách hay, vị trí của chúng ta quá sâu, cấu trúc địa chất rất phức tạp, nếu không có điều kiện cấm khư thích hợp để phá đất, ngược lại có thể bị trôn vùi giữa chừng. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã phát đi tín hiệu cầu cứu được hơn một giờ, động tĩnh địa long lật mình lớn như vậy các giáo quan khác chắc chắn có thể liên tưởng đến từ đó sẽ có biện pháp chờ cứu viện mới là lựa chọn tốt nhất tôi đồng ý với quan điểm của lâm thất dạ từ đây phá đất trở về mặt đất là không thực tế chúng ta vẫn nên chờ cứu viện đi hồng giáo quan gật đầu tán thành hai người họ đều đồng ý thẩm thanh trúc và bách lý béo béo đương nhiên không có ý kiến gì ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ lâu sau trong hang động dung nham ánh sáng yếu ớt trong mắt ảo ngữ dần dần lui đi giữa hai lông mày hiện lên chút mệt mỏi dung nham cuồn cuộn trong hang động đã lắng xuống cơn thịnh nộ trong mắt viêm mạch địa long đã biến mất thay vào đó là sự sùng kính và ngoan ngoãn ảo ngữ mỉm cười bước tới viêm mạch địa long lập tức cung kính cuối người không dám làm càn dưới tác dụng của khế ước linh hồn viêm mạch địa long đã giống như những tín đồ khác hoặc thiên tai hoàn toàn trở thành tín đồ của ảo ngữ về mặt tư duy không thể từ chối bất kỳ chỉ thị nào của anh ta đây chính là điều đáng sợ của ảo ngữ ảo ngữ hài lòng nhìn viêm mạch địa long trước mặt dường như nghĩ đến điều gì ngạc nhiên nhìn về phía xa thật không ngờ lại không chọn tiếp tục tiến lên mà ở lại chờ cứu viện cũng khá thông minh nhưng trước sức mạnh tuyệt đối điều này chẳng có tác dụng gì ảo ngữ quay đầu tào nhã ra lệnh cho viêm mạch địa long mời những vị khách kia đến đây viêm mạch địa long gầm lên một tiếng tuyệt đối thổ vực xung quanh lập tức chuyển động những đường hầm trong hang động phức tạp như thể sống lại tự động điều chỉnh hướng đi cùng lúc đó lâm thất dạ và những người khác đang nghỉ ngơi tại chỗ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng không gian giao động trong nháy mắt đã đến một hang động lớn chứa đầy dung nham họ nhanh chóng đứng dậy vẻ mặt đầy nghiêm trọng dung nham viêm mạch địa long cường giả cảnh giới hải đầy thương tích còn có một người đàn ông bí ẩn đây chính là nơi mà con rơi đã nói là trung tâm của hang động ngầm lâm thất dạ lập tức hiểu được hoàn cảnh của họ ánh mắt hồng giáo quan dừng lại trên người người đàn ông yêu dị giữa không trung đồng tử đột nhiên co lại ảo ngữ của giáo hội cổ thần hồng giáo quan liếc mắt đã nhận ra thân phận của anh ta xem ra hình tượng của tôi trong nội bộ những người canh gác các người đã lan truyền rất rộng rãi rồi ảo ngữ mỉm cười nói ngoài đại diện song thần còn có một người siêu nguy hiểm còn có tiểu thiếu gia của gia tộc bách lý chật 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 lần này tôi kiếm lời lớn rồi nếu có thể biến tiểu thiếu gia này thành tín đồ của tôi chẳng phải cả gia tộc bách lý đều trở thành vật trong túi của tôi sao ảo ngữ chăm chú nhìn bách lý béo béo đôi mắt sáng ngời vô cùng, như thể phát hiện ra kho báu gì đó. Bách Lý béo béo tái mặt nhưng anh ta vẫn thẳng lưng, bình tĩnh nói, anh yên tâm, trước khi anh khống chế được tôi, tôi nhất định sẽ tự sát. Đừng hòng thông qua tôi mà làm hại bất kỳ ai trong gia tộc Bách Lý chúng tôi. Ồ, ảo ngữ nhướng mày, người ta đều nói tiểu thiếu gia của gia tộc Bách Lý, các người là một công tử bột chơi bời, không ngờ lại có khí phách như vậy. Hồng giáo quan tiến lên một bước, cười lạnh nói, ảo ngữ của giáo hội cổ thần, chỉ là một con chó nhà có tang bị đội linh môi truy đuổi thôi, bây giờ lại dám ở trước mặt bọn trẻ mà vênh váo. Ảo ngữ nhíu mày, chỉ tay, một sợi xích đen thô to từ hư không sau lưng anh ta vươn ra, trói chặt hồng giáo quan. Vị giáo quan này, anh không cần kích động tôi, tôi biết anh đang nghĩ gì. Ảo ngữ cười nhẹ nói, muốn hy sinh bản thân, tranh thủ thời gian cho bọn trẻ. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Hay là tôi giết hết những hạt giống mà các người canh gác tự hào ngay trước mặt anh. Đầu tiên giết đại diện song thần, sau đó biến người siêu nguy hiểm kia, và tiểu thiếu gia của gia tộc Bách Lý thành tín đồ của tôi, rồi khống chế họ tự tay giết anh. Anh thấy kịch bản này thế nào? Hồng giáo quan trợn tròn mắt, dường như muốn gào thét điều gì đó nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, như thể giọng nói của ông ta bị bóp nghẹt. Thẩm thanh trúc mắt đỏ ngầu, định bùng nổ thì lâm thất dạ bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tại sao anh có thể biến hai người họ thành tín đồ nhưng nhất định phải giết tôi? lâm thất dạ nhìn vào mắt ảo ngữ bình tĩnh nói tôi là đại diện song thần giá trị của tôi không thấp hơn họ chứ ảo ngữ nheo mắt nhìn lâm thất dạ một lúc sau thì cười rất kiên nhẫn trả lời chính vì cậu là đại diện song thần nên tôi mới phải giết cậu bởi vì linh hồn của cậu đã ký kết khế ước với thần minh nếu tôi ký kết khế ước với cậu nữa sẽ bị thần minh phản phệ vì vậy đại diện thần minh không thể trở thành tín đồ chỉ có thể tự nguyện gia nhập giáo hội cổ thần lâm thất dạ gật đầu như có điều suy nghĩ nếu bây giờ tôi nói tôi muốn gia nhập giáo hội cổ thần anh có tin không ảo ngữ quan sát lâm thất dạ một lúc khinh thường cười một tiếng cậu nghĩ sao tôi nghĩ anh sẽ tin lâm thất dạ nghiêm túc nói tôi không bao giờ lừa dối ảo ngữ cười lắc đầu không cần tốn công kéo dài thời gian nữa các người không thể có cơ hội lật ngược tình thế đâu viêm mạch địa long mã giật thiên cộng thêm tôi ở đây có tổng cộng ba cường giả cảnh giới hải cho dù tất cả giáo quan trong trại huấn luyện của các người cộng lại cũng không phải là đối thủ của chúng tôi. Trừ khi có phép màu, nếu không các người sẽ không có lấy một tia sinh cơ." Đôi mắt phượng yêu mị của ảo ngữ nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thất Dạ, nhẹ giọng nói, "Tôi rất tò mò, cậu trở thành đại diện song thần như thế nào? Là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là có nguyên do gì khác?" Đôi mắt của Lâm Thất Dạ tràn đầy sự bình tĩnh, không nói một lời. "Không nói cũng không sao, tôi sẽ đích thân xâm nhập vào sâu trong linh hồn cậu, xem thử bí mật của cậu." Trên mặt ảo ngữ nở một nụ cười kỳ lạ. Lâm thất dạ sửng sốt, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh muốn xâm nhập vào sâu trong linh hồn tôi. Đúng vậy, trước mặt tôi, linh hồn con người chỉ là đồ chơi, chỉ cần hoàn toàn khống chế linh hồn cậu, tôi có thể biết được tất cả bí mật của cậu, sau đó sẽ tự tay xé nát nó thành từng mảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh sáng lóe lên trong mắt Lâm thất dạ, anh ta chớp mắt, ngoan ngoãn ồ lên một tiếng. Ảo ngữ có chút kỳ lạ, sao thế? Cậu không sợ sao? Lâm thất dạ trầm ngâm một lúc, thăm dò mở lời, ái trà tôi sợ lắm sao? Ảo ngữ, giả vờ thần bí. Ảo ngữ trầm giọng nói, ngay sau đó đôi mắt bùng lên ánh sáng u ám chói mắt, linh hồn cường đại trực tiếp tràn vào trong đầu lâm thất dạ. Mặc dù chỉ là một hình chiếu ác mộng của bản thể ảo ngữ, nhưng vẫn sở hữu thực lực đỉnh cao cảnh giới hải. Ngay cả viêm mạch địa long cũng dễ dàng bị hắn thuần hóa thành tín đồ, một đại diện cảnh giới chi thì có thể làm nên cho chống gì. Hơn nữa, dù là thiên sứ hay nữ thần đêm tối, đều không có năng lực về mặt linh hồn, mà đối với ảo ngữ, đây chính là sở trường của hắn, đừng nói lâm thất dạ chỉ có cảnh giới trì, cho dù anh ta cùng cảnh giới với mình, ảo ngữ cũng tự tin có thể chiến thắng trong trận chiến linh hồn. Lần này, chắc chắn thắng. Thất dạ. Thấy ảo ngữ ra tay với lâm thất dạ, bách lý phì phì gầm lên một tiếng, giơ tay định lấy thứ gì đó trong túi thì ngay lúc này mã giật thiên, bước lên một bước, siết chặt cổ tay anh ta, uy áp cảnh giới hải vô tư đè nặng lên ba người còn lại không chỉ vậy dung nham xung quanh còn cuộn trào dữ dội viêm mạch địa long nhìn xuống họ uy lực khủng khiếp của rồng cũng đè xuống dưới sức ép kép này ngay cả hồng giáo quan cũng không thể hành động đồ khốn bách lý phì phì nghiến chặt răng cổ đỏ bừng đừng vội sẽ đến lượt anh mã giật thiên toàn thân đầy thương tích cười khúc khích thế giới tinh thần của lâm thất dạ giữa màn sương mù vô tận ảo ngữ trong bộ vét đuôi tôm như một nghệ sĩ chậm rãi bước đi trong đó ánh mắt lướt nhẹ qua màn sương mù xung quanh ngạc nhiên lên tiếng sao lại có nhiều sương mù thế này trên người cậu quả nhiên giấu rất nhiều bí mật ảo ngữ thử giơ tay xua tan màn sương mù xung quanh một luồng ánh sáng u ám lóe lên trong lòng bàn tay hắn màn sương mù bị ánh sáng u ám khuấy động cuộn trào một lúc rồi nhanh chóng tụ lại lần nữa mờ mịt trong thế giới này ảo ngữ thấy mình không thể xua tan được những màn sương mù này vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm hơn phải biết rằng hình chiếu này của hắn có cường độ cảnh giới hải vậy mà không thể phá giải được những màn sương mù này điều này chứng tỏ bí mật trên người lâm thất dạng ngay cả cảnh giới hải cũng không đủ tư cách để dò xét thú vị thật thú vị bí mật trên người cậu càng nhiều càng quan trọng thì lợi ích đối với tôi càng lớn ánh mắt ảo ngữ hiện lên vẻ phấn khích tôi đổi ý rồi bây giờ tôi sẽ không xóa sổ linh hồn của cậu tôi sẽ đợi bản thể của tôi đến đích thân vén màn bí mật của cậu rồi sẽ xóa sổ cậu lời của ảo ngữ vừa dứt màn sương mù trước mắt đột nhiên tự động cuộn trào một lúc sau, một tòa kiến trúc cổ kính và bí ẩn xuất hiện trước mặt hắn. Ảo ngữ nhìn thấy tòa kiến trúc trước mắt, đầu tiên là sừng sốt, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Sao có thể? Trong sâu thẳm linh hồn cậu sao lại có một tòa kiến trúc? Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn bước lên phía trước, ánh mắt dừng lại trên tấm biển ở một bên cửa lớn, từng chữ từng chữ đọc thành tiếng, bệnh viện tâm thần trư thần. Két, cánh cửa lớn của bệnh viện từ từ mở ra, tiếng động trầm đục vang vọng trong màn sương mù hư vô này, ảo ngữ ngây người đứng ở cửa bệnh viện, không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên chút hàn ý. Màn sương mù vô tận, bệnh viện bí ẩn, cánh cửa lớn mở toang. Nó, muốn mình vào trong. Ảo ngữ hơi nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Hắn là một trong ba vị thần cổ xưa nhất của giáo hội cổ thần. Đương nhiên không phải kẻ não tàn. Tất cả những điều trước mắt này đều quá mức kỳ lạ. Trực giác mách bảo hắn không được vào trong một cách dễ dàng. Nơi này quá kỳ quái, vẫn nên đợi bản thể đến rồi hãy đến khám phá cuối cùng ảo ngữ vẫn đưa ra quyết định, lắc đầu, từ bỏ ý định vào trong. Ngay lúc này, màn sương mù sau lưng hắn lại cuộn trào, một bóng người mặc áo blues trắng đột nhiên xuất hiện từ trong đó, đá mạnh vào eo ảo ngữ. Vào trong đi, ảo, ngữ ở trạng thái linh hồn không có thực lực mạnh mẽ như bên ngoài, bị đá bất ngờ như vậy, trọng tâm cơ thể lập tức nghiêng về phía trước, loạn trọng bước qua ngưỡng cửa bệnh viện tâm thần. Không ổn, đồng tử của ảo ngữ đột nhiên co lại, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng hắn, ngay khi hắn định quay đầu rời khỏi đây thì nghe thấy một tiếng động lớn cánh cửa bệnh viện tâm thần đã đóng lại ảo ngữ nhíu mày bước lên phía trước dùng sức lắc lắc cánh cửa sắt nhưng không hề nhúc nhích quả nhiên có vấn đề hắn quay người lại nhìn tòa bệnh viện tâm thần không lớn không nhỏ này ánh mắt lóe lên cuối cùng vẫn bước về phía trước đã vào rồi thì không có gì phải do dự dù sao đây cũng chỉ là một hình chiếu trong cơn ác mộng mất thì mất thôi có thể nhân cơ hội này tìm hiểu rõ tình hình ở đây dường như cũng không tệ đi qua một hành lang dài ngoài trời, ảo ngữ đi đến sảnh lớn của tòa nhà bệnh viện, đôi mắt cảnh giác quan sát xung quanh, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng yếu ớt, dường như lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Ngay khi hắn chọn một hướng, chuẩn bị đi đến khu hoạt động thì một bóng người nhỏ bé ôm một thùng quần áo bẩn, vừa hát vừa đi tới. Nụ cười của thần tượng Tô Ba, không ngọt ngào bằng em, ánh nắng tháng 8 giữa trưa. Ờ, đây là một cậu bé trông chỉ khoảng 11-12 tuổi, để mái tóc màu xám trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trèo đầy những vết nhện lúc này đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt ảo ngữ cố kìm nén sự bốc đồng ra tay nhíu mày đánh giá cậu bé trông vô hại trước mặt đây là bí ẩn trong tòa kiến trúc kỳ lạ sâu thẳm trong linh hồn lại có bí ẩn ở ảo ngữ lẩm bẩm tự nói dường như đang suy nghĩ điều gì đó khi hắn đánh giá a trúc a trúc cũng đang chăm chú đánh giá hắn hình như mình chưa từng gặp anh ta trong bệnh viện này ngoài mình phi khối rubik bà Nix, chú Merlin thì còn có người khác sao? Suy nghĩ một lúc, A à Trúc như nghĩ ra điều gì, bừng tỉnh ngộ tiến đến bên ảo ngữ đang căng thẳng, cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, anh cũng là công nhân trẻ em bị viện trưởng đen tối lừa đến đây sao? Ảo ngữ, viện trưởng, công nhân trẻ em, cậu ta đang nói gì vậy? Ngay khi ảo ngữ đang ngơ ngác, một người đàn ông từ từ bước tới, chiếc áo blues trắng rộng thùng thình theo gió nhẹ nhàng đung đưa, sống mũi đeo một cặp kính không độ, khí chất của cả người có một sự bí ẩn không thể diễn tả thành lời viện viện trưởng a à, trúc nhìn thấy người đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có chút chột dạ rụt cổ lại tôi không nói xấu ông đâu thật mà lâm thất dạ đi đến bên cạnh cậu ta nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta ôn hòa nói không sao cậu đi làm việc trước đi chỗ này để tôi lo a à, trúc ồ lên một tiếng ôm thùng quần áo bẩn trên mặt đất bước những bước chân ngắn chạy nhanh về phía tiệm giặt ủi khối rubik lâm thất dạ quay đầu nhìn ảo ngữ mỉm cười giang rộng hai tay đứng trước sân chậm rãi nói chào mừng đến với bệnh viện tâm thần của tôi ảo ngữ nhíu chặt mày hắn nhìn chằm chằm lâm thất dạ một lúc sau mới chậm rãi nói thú vị bí mật của anh quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi nhưng mà anh lại dám trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi thật ngu ngốc lời còn chưa dứt trong mắt ảo ngữ đã bùng lên hàn quang cả người nhanh chóng lao đến trước mặt lâm thất dạ bàn tay tỏa ra ánh sáng yếu ớt như tia chớp ấn vào ngực lâm thất dạ không có chuyện gì xảy ra ảo ngữ ngây người nhìn bàn tay mình ấn vào ngực lâm thất dạ ánh sáng yếu ớt trên đó đang bị chiếc áo blues trắng kia nuốt chửng với tốc độ cực nhanh linh hồn công kích đỉnh cao của cảnh giới hải rơi vào bề mặt của chiếc áo này giống như trâu đất xuống biển không còn dấu vết sao có thể như vậy được ảo ngữ tâm thần chấn động giao tranh linh hồn luôn là sở trường của hắn những linh hồn khác trước thần khư của hắn đều yếu ớt như tờ giấy, nhưng Lâm Thất Dạ lại bất động tiếp nhận linh hồn công kích của hắn. Khóe miệng Lâm Thất Dạ hơi nhếch lên, nheo mắt nhìn Ảo Ngữ, chậm rãi nói, "Trong bệnh viện tâm thần của tôi, anh còn muốn làm tôi bị thương sao? Trong tòa bệnh viện này, hắn chính là chủ tể, bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào hắn đều vô hiệu." Hắn đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Ảo Ngữ, dùng sức ném về phía sau. Ảo Ngữ chỉ thấy trước mắt tối sầm, sau một trận trời đất quay cuồng, cả người ngã mạnh xuống đất hắn vội vàng đứng dậy nhưng đột nhiên sững sờ, phát hiện mình đã không còn ở trong đại sảnh ban đầu nữa, mà đã đến một khoảng sân rộng lớn. Trên bãi cỏ không xa hắn, một quý bà mặc váy dài, bằng vải tuyên đen đang ngồi trên ghế bập bênh một cách nhàn nhã, tay cầm một ít kim chỉ, dường như đang đan áo len, vừa đan vừa lẩm bẩm điều gì đó, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, không hề có chút hơi thở nào lộ ra ngoài, bà ta giống như một người bình thường. Ảo ngữ không nhìn thấy bóng dáng Lâm Thất Dạ, do dự một lúc, liền bước tới chỗ quý bà bình thường này. Cùng lúc đó, đôi tay hắn giấu sau lưng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Hắn đã hiểu ra, nơi quỷ quái này rất tà môn. Hơn nữa mọi cuộc tấn công nhắm vào lâm thất dạ đều sẽ bị vô hiệu hóa. Đã như vậy, chỉ có thể nghĩ cách mở ra cục diện từ những nơi khác. Ví dụ như quý bà trước mắt này, chính là một lựa chọn rất tốt. Hắn vừa bước ra một bước, quý bà trên ghế bập binh liền sững sờ, quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ảo ngữ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt ảo ngữ hơi nheo lại, bước chân nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến trước mặt quý bà, giơ cao hai tay. Dầm. Nix ôm chầm lấy cơ thể ảo ngữ, kích động lật ngược cả người hắn, ôm vào lòng mình, giống như một người mẹ đang ôm đứa trẻ sơ sinh, khóe miệng nở nụ cười từ ái. Chắt trai ơi, cháu đến thăm bà cố à. Ảo ngữ, một người đàn ông nặng hơn 140 cân, thực sự giống như một đứa trẻ sơ sinh bị Nix ôm vào lòng, không hề có chút cảm giác không phù hợp nào, mấu chốt là hắn không thể phản kháng ảo ngữ cố gắng nhảy khỏi vòng tay của Nix nhưng dù có dùng sức thế nào, tứ chi của hắn cũng như bị đóng đinh, không thể cử động. Cảnh tượng khiến ảo ngữ kinh hoàng nhất đã xuất hiện, theo từng nhịp đung đưa từ ái của Nix, cơ thể hắn bắt đầu co lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ sau 5 giây, cả người đã teo nhỏ đi 2 phần 3, nhìn từ xa, trông giống như một cậu bé được bà ngoại bế trên tay. Ảo ngữ kinh hoàng nhìn khuôn mặt tươi cười từ ái kia, chỉ thấy ra đầu tê dại, phải biết rằng hắn ở đây không phải là thể xác, mà là linh hồn hắn có thể cảm nhận rõ ràng, linh hồn của mình đang bị quý bà này điên cuồng hút lấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt trong vòng tay của quý bà. Ngay khi ảo ngữ tuyệt vọng dãy ruộng, Nix đột nhiên chủ động buông cơ thể hắn ra, nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất, cầm chiếc áo len đen vừa đan được một nửa, mặc vào người hắn. Cháu ngoan ơi, đến thử xem bà cố đan cho cháu chiếc áo này, có thoải mái không? Chỉ có nửa chiếc áo len đen được mặc vào cơ thể gầy gò của ảo ngữ, sau đó từng sợi chỉ đen của chiếc áo len như sống lại, điên cuồng quấn quanh người hắn, gần như siết chặt khiến hắn không thở nổi. Bóng tối cực độ lấy chiếc áo len làm phương tiện, không ngừng gặm nhấm cơ thể hắn, ảo ngữ có thể cảm nhận rõ ràng, làn da của mình đang từng tấc từng tấc bị bóng đêm xâm chiếm. Cơn đau thấu xương tràn ngập giác quan của hắn, hắn đau đớn co rúm người trên mặt đất, dãy dụ muốn cởi chiếc áo len đen này ra nhưng nó giống như mọc trên người hắn vậy, dù có dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích. Hắn đang dần mất đi cảm giác về cơ thể mình, có một nửa cơ thể như rơi vào vực thẳm vô tận chỉ còn lại nỗi đau đớn và cái lạnh vô tận a à, tiếng kêu thảm thiết của ảo ngữ vang vọng khắp bệnh viện ngay lúc này cửa sổ tầng 2 của bệnh viện bị mở ra lâm thất dạ mặc áo blues trắng lên tiếng mẹ đừng giết chết hắn tôi còn có thể dùng hắn nix quay đầu lại mỉm cười gật đầu với lâm thất dạ được đầu ngón tay của nix khẽ khều chiếc áo len quấn quanh người ảo ngữ hóa thành một vệt bóng đêm bay về tay bà ta Bà ta không vội không vàng đi đến bên ảo ngữ đang thoi thóp, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. "Dám làm con ta bị thương, đáng lẽ phải khiến ngươi hồn phi phách tán, vì còn có thể dùng được nên tạm thời tha cho ngươi một mạng." Nix xách cổ áo ảo ngữ, tiện tay ném đi, ảo ngữ chỉ thấy trước mắt tối sầm, lại nặng nề ngã xuống đất. Lần này, hắn ở trong một thư phòng giản dị. Trên chiếc bàn gỗ ở giữa thư phòng, một thanh niên mặc áo choàng dài màu xanh đang ngồi, chăm chú cầm một cuốn sổ tay chăm sóc sức khỏe cho người trung niên và cao tuổi để đọc thậm chí còn không thèm nhìn hắn bên cạnh hắn lâm thất dạ mặc áo blues trắng nhìn ảo ngữ đang vô cùng chật vật với vẻ thích thú chậm rãi lên tiếng ngài merlin ngài thấy thế nào hắn chỉ là một hình chiếu cho dù linh hồn ở đây bị tiêu diệt cũng chỉ gây ra ảnh hưởng nhỏ đến bản thể giết hắn không đáng merlin phóng hạ sách trong tay bình tĩnh nói có cách nào có thể ảnh hưởng đến bản thể của hắn không có ánh mắt sâu thẳm của merlin dường như nhìn thấu ảo ngữ mặc dù chỉ là hình chiếu nhưng linh hồn đều bắt nguồn từ bản thể, có mối quan hệ chặt chẽ với bản thể. Phép thuật vực sâu của tôi có thể thông qua mối quan hệ này, gây ảnh hưởng đến bản thể của hắn, mặc dù không thể giết chết hắn từ xa, nhưng có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến chính linh hồn của hắn. Ảnh hưởng tiêu cực. Ví dụ như, ví dụ như cưỡng ép nhét một linh hồn nào đó ở một vị diện xa xôi vào linh hồn của hắn. Lâm Thất Dạ sừng sốt, một thể hai hồn. Đúng là như vậy nhưng nếu một linh hồn khác đủ phiền phức, có thể giảm thiểu tối đa mức độ kiểm soát của bản thể đối với chính mình, gây ra rối loạn tinh thần. Nếu nghiêm trọng hơn, trực tiếp bị ép tự sát cũng không phải không thể. Lâm Thất Dạ nhướng mày, nhìn ảo ngữ đang ngã xuống đất kinh hoàng với vẻ vừa cười vừa không cười, ánh mắt đó khiến ảo ngữ rùng mình. Biến hắn thành bệnh nhân tâm thần, nghe có vẻ không tệ. Đúng rồi. Lâm Thất Dạ như nhớ ra điều gì, những chuyện xảy ra với hình chiếu này, bản thể có biết không? Không, mặc dù chúng xuất phát từ cùng một linh hồn nhưng chúng không thông nhau, trừ khi hình chiếu này chết, bản thể mới biết hắn đã biến mất nhưng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Vậy thì tốt. Lâm Thất Dạ gật đầu, vậy làm phiền ngài Merlin ra tay. Chuyện nhỏ. Merlin mỉm cười. Ông ta đưa tay ấn vào hư không, một vòng tròn ma thuật màu đỏ sẫm nhanh chóng được vẽ ra trước mặt ông ta, một luồng uy áp khủng khiếp không biết từ đâu ập đến căn phòng, giống như có một sự tồn tại nào đó đang nhìn vào đây, lạnh lẽo và kỳ lạ. Phép thuật vực sâu thuộc về dòng cấm kỵ, chuyên về linh hồn, cậu vẫn nên ra ngoài trước đi, nếu không sức mạnh từ vực sâu có thể vô tình làm cậu bị thương. Merlin vừa tiến hành nghi lễ chủ trì phép thuật vực sâu, vừa nói với Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ gật đầu, đẩy cửa ra, đi theo cầu thang đến sân, lúc này Lý Nghị Phi đang đứng bên cạnh Nix, cầm trên tay liều thuốc hôm nay. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thấy Lâm Thất Dạ đi ra khỏi phòng, Lý Nghị Phi tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, bệnh viện có một con chuột, Merlin đang dạy nó làm người. Lâm thất dạ phẩy tay. Ồ, Lý Nghị Phi có vẻ hơi tiếc nuối. À chú nói với tôi, anh lại lừa một đứa trẻ khụ khụ, một y tá đến, còn tưởng có thể giảm bớt gánh nặng. Hơn nữa A à, Chu này đầu óc không tốt, chơi mặt trực cũng không hiểu. Hay là lần sau anh chọn một đứa thông minh hơn để giết. Lâm thất dạ, Lý Nghị Phi nói xong, lại lén lút đến gần Lâm thất dạ, nhỏ giọng nói, tôi nói cho anh biết, mới hôm kia tôi đã đột phá đến cảnh giới xuyên. Lâm thất dạ sửng sốt, đột phá rồi sao? Cậu đã làm gì vậy? Lý Nghị Phi vô tội xòe tay, tôi chẳng làm gì cả, tôi lại không biết tu luyện, càng không nói đến rèn luyện. Mấy tháng nay tôi lại béo thêm một vòng tự nhiên lại đột phá, ban đầu tôi còn không biết đây là đột phá, là xà yêu nói cho tôi biết. Lâm thất dạ nhìn Lý Nghị Phi, trầm ngâm xoa cầm. Như vậy, hắn đã có ba đệ tử cảnh giới xuyên, chỉ là không biết sau khi xà yêu nan đã đột phá đến cảnh giới xuyên, cấm khư sẽ có biến đổi gì. Lâm thất dạ lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này, hắn quay sang nhìn Nix, cười khổ nói, mẹ, có lẽ một lát nữa thực sự phải nhờ mẹ ra tay. Mặc dù ảo ngữ tự chui đầu vào lưới, bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn chưa quên bên ngoài còn một con viêm, mạch địa long và một cường giả cảnh giới hải. Trước tranh lệch hai cảnh giới lớn như vậy, ngay cả khi hắn triệu hồi y tá cũng không có chút thắng toán nào. Nix mỉm cười gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì nói thanatos tôi muốn nhắc lại với anh một lần nữa thần cách của tôi hiện tại không hoàn chỉnh nếu lấy thân xác linh hồn đến thế giới của anh chưa chắc đã có thể chiến thắng trong trận chiến lâm thất dạ sửng sốt vì vậy tôi có một đề nghị tốt hơn nix tiếp tục nói đổ sức mạnh linh hồn của tôi vào thần cách của anh thần cách lâm thất dạ ngơ ngác tôi nào có thần cách tất nhiên là anh có nix bước tới dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn một vệt bóng tối quen thuộc đồng thời hiện ra sau lưng hai người cộng hưởng với nhau lâm thất dạ cúi đầu nhìn màu đêm lan tỏa dưới chân mình bừng tỉnh hiểu ra trí ám thần khư hắn nhớ rõ khi rút được năng lực trí ám thần khư này phía sau có ghi chú bốn chữ năng lực thần cách đúng vậy đây chính là thần cách của tôi mặc dù chỉ là một phần nix mỉm cười nói mặc dù tôi không biết tại sao trên người anh lại có thần cách của tôi nhưng vì anh đã sở hữu nó anh có thể chứa đựng linh hồn của tôi sau khi chứa đựng linh hồn sẽ xảy ra chuyện gì cái gọi là thần chủ yếu được tạo thành từ thần cách thần thể và linh hồn bây giờ tôi chỉ còn lại linh hồn và thần cách tàn phá không có thân xác vì vậy ngay cả khi tôi đến thế giới của anh mỗi lần ra tay đều tiêu hao nguồn gốc linh hồn không chỉ sức mạnh không đủ mà còn dễ hồn phi phách tán nhưng nếu chuyển linh hồn của tôi vào thần cách của anh cộng thêm thân xác của chính anh anh sẽ thực sự sở hữu một phần quyền năng đêm tối hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ tiêu hao linh hồn tôi sẽ trở thành một sự tồn tại giống như nữ thần đêm tối sao. Chỉ là trong thời gian ngắn và vì linh hồn của tôi quá mạnh mẽ, thần cách và thân xác của anh quá yếu ớt, nên mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một phần sức mạnh linh hồn của anh, nếu không cần thiết, tốt nhất không nên sử dụng. Lâm thất dạ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, tôi hiểu rồi. Ngay lúc này, cửa phòng tầng 2 của bệnh viện mở ra, Merlin mặc một chiếc áo choàng dài, dắt theo một chú chó bắc, thong thả đi vào sân. Lâm thất dạ sửng sốt, ngài Merlin, đã hoàn thành rồi sao? Hoàn thành rồi, tôi đã nhét linh hồn của một thế giới khác vào tinh thần của bản thể. Merlin cười nói, vậy còn hình chiếu thì sao? Hồn phi phách tán rồi sao? Không, ở ngay đây. Merlin, cúi xuống, dùng tay vỗ đầu chú chó bắc, chú chó cúi đầu, trong mắt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Lâm thất dạ nhìn chú chó bắc, kinh ngạc há hốc mồm, ông đã biến hắn thành chó sao? Đúng vậy, Merlin nhún vai, sau khi bị tôi sử dụng ma thuật vực sâu, linh hồn của hắn bị tổn thương, tinh thần sẽ có một số vấn đề. Ban đầu tôi định trực tiếp đánh tan linh hồn của hắn nhưng lại nghĩ đến việc bệnh viện này, còn thiếu hơi thở cuộc sống nên trực tiếp dùng ma thuật biến hình biến hắn thành chó, ngày thường không có việc gì thì trêu chọc để chơi. Nói xong, ông cúi xuống dùng tay gãi cầm chú chó bắc, trong mắt chú chó Park hiện lên vẻ ngây ngốc, một lúc sau, có chút không chắc chắn há miệng ra. Mèo, lâm thất dạ, lý nghị phi, Merlin, ừm, về mặt tinh thần sẽ có một chút vấn đề một chút thôi. Merlin cười vô hại. Lý Nghị Phi tò mò ngồi xổm xuống, ra hiệu bằng tay xuống dưới, đồng thời nghiêm túc nói với chú chó Park ngồi xuống. Chú chó Park trầm ngâm một lúc, nằm sấp xuống đất, đồng thời phần thân dưới đối diện với đất trong sân điên cuồng vạn vẹo, giống như đang làm một động tác kỳ lạ nào đó. Lý Nghị Phi nhách miệng, nhìn về phía Merlin, chú Merlin, con chó chú nuôi này không đứng đắn lắm nhỉ. Merlin nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không nghe thấy gì. Lâm thất dạ thương cảm nhìn chú chó bắc ngơ ngác, vừa buồn cười vừa bất lực nói, anh vui là được. Tôi đi trước đây, bên ngoài chắc cũng sốt ruột rồi. Tôi sẽ cho họ một bất ngờ. Đôi mắt của Lâm thất dạ hơi nheo lại. Trong hang động ngầm tối tăm và trống trải, mọi người đều tập trung ánh mắt vào ảo ngữ và Lâm thất dạ. Lòng bàn tay mập mạp của Bách Lý bị móng tay cào chảy máu, mồ hôi trên người như mưa rơi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi áp lực của cảnh giới song hải còn mã giật thiên thì ung dung đứng một bên lòng dạ bình tĩnh không hề nghi ngờ kết quả cuối cùng đùa à đại nhân ảo ngữ sao có thể thất thủ được là người có một vị trí trong tín đồ hắn hiểu rõ nhất vị đại nhân đáng sợ này sở hữu sức mạnh như thế nào cũng vô cùng kính trọng ông ta có thể nói nếu không có ảo ngữ giáo hội cổ thần căn bản không thể đi đến bước ngày hôm nay tín đồ càng không thể tồn tại trong lúc mã giật thiên tràn đầy tự tin chờ đợi đôi mắt của lâm thất dạ từ từ mở ra ha ha kết thúc rồi, quả nhiên là đại nhân ảo ngữ, chỉ là song thần đại lý. Ờ, mã giật thiên vừa chuẩn bị định nọt thì đột nhiên cả người chấn động, người ngốc nhìn lâm thất dạ không sao cả, chớp mắt thật mạnh. Sau đó nhìn về phía ảo ngữ đối diện, ảo ngữ vốn tao nhã cao quý, lúc này giống như một bức tượng đá đứng sừng sững ở đó, thần thái trong mắt đã biến mất từ lâu, sắc mặt xám xịt, giống như người chết không có chút sức sống nào. Chuyện này chuyện này sao có thể? Mã giật thiên há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cùng lúc đó, những sợi xích đen trên người Bách Lý mập mạp và những người khác cũng được mở ra cùng lúc, họ nhìn Lâm Thất Dạ tỉnh lại, ngẩn người trong chốc lát, sau đó vui mừng như điên. Thất Dạ, anh, anh anh đã giết chết ông ta sao? Bách Lý mập mạp kích động nhất, cả người gần như muốn nhảy dựng lên. Thẩm Thanh Trúc nhìn Lâm Thất Dạ bằng ánh mắt phức tạp, khi ánh mắt Lâm Thất Dạ cũng chuyển sang Anh ta khẽ run rẩy, giả vờ không có chuyện gì quay mặt sang hướng khác. Thất dạ, anh làm thế nào? hồng giáo quan cũng kinh ngạc lên tiếng dường như ngay cả anh ta cũng không ngờ rằng ảo ngữ ở cảnh giới hải lại thua trong tay lâm thất dạ lâm thất dạ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía xa bình tĩnh nói những chuyện này lát nữa hay nói bây giờ vẫn còn hai phiền phức lớn mã giật thiên cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi sự kinh hãi ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn bốn người áp lực cảnh giới hải đáng sợ một lần nữa bùng nổ mặc dù không biết lâm thất dạ làm thế nào nhưng điều đó không quan trọng quan trọng là khi bản thể của đại nhân ảo ngữ biết được chuyện này chắc chắn sẽ vô cùng tức giận trong điều kiện mất đi một hình chiếu nếu hắn vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ảo ngữ giao phó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì dù thế nào cũng không thể để tên song thần đại lý này sống sót rời đi con viêm mạch địa long ở bên cạnh giường như cũng cảm nhận được cái chết của ảo ngữ dưới sự điều khiển của khế ước linh hồn tư duy hoàn toàn bị khống chế nó giận dữ ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng những đường vân lửa trên người sáng lên dung nham xung quanh cuồn cuộn dữ dội gào 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 tiếng rồng gầm điếc tai vang vọng khắp thế giới ngầm, khiến màng nhĩ đau nhói. Vẻ vui mừng trên khuôn mặt của Bách Lý mập mạp và những người khác đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Ảo ngữ đã chết, trước mắt vẫn còn hai kẻ địch có chiến lực vượt trội. Nếu không vượt qua được cửa ải này, bọn họ vẫn chỉ có con đường chết. Ngọn lửa nóng bỏng gần như tràn ngập toàn bộ hang động ngầm, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, những tàn cho cháy rụi từ từ bốc lên từ dung nham, màu đỏ rực khắp nơi như muốn thiêu đốt cả võng mạc. Viêm mạch, địa long giang rộng đôi cánh, nhẹ nhàng vỗ một cái, thân hình khổng lồ cuộn theo cơn gió nóng rực từ trong dung nham bay lên, đôi mắt giận dữ chứa đựng uy lực khủng khiếp của rồng, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nó há miệng, những đường vân lửa phủ khóc vảy như bùng cháy, một quả cầu lửa có bán kính khoảng 20 mét nhanh chóng ngưng tụ trước người nó, nhiệt độ khủng khiếp khiến không khí xung quanh bị nung nóng đến mức biến dạng. Cảm nhận được năng lượng chứa trong quả cầu lửa này, sắc mặt của hồng giáo quan tái nhợt vô cùng, nếu một đòn này thực sự giáng xuống, chỉ sợ toàn bộ hang động ngầm sẽ bị phá hủy trực tiếp, ngay cả một chút cạn bã cũng không còn sót lại. Lúc này, mã giật thiên cũng nhận ra sự bất thường, cả người nhanh chóng lùi về phía xung quanh vách đá, vừa lùi vừa mắng, con súc sinh này điên rồi sao? Chỉ là mấy con sâu kiến thôi mà, sao lại dùng một đòn tấn công quy mô lớn như vậy? Nó muốn giết luôn cả ta sao? Đúng vậy, viêm mạch địa long thực sự nghĩ như vậy, nó không quên được, lúc nó đang ngủ say, ai là người đã đánh thức nó dậy, còn tấn công nó nữa. Nó thực sự đã ký khế ước linh hồn với ảo ngữ, không thể trái lệnh của ảo ngữ, nhưng điều này không bao gồm các tính đồ phải chung sống hòa thuận. Khi ảo ngữ còn sống, nó đương nhiên không dám làm càn, bây giờ ảo ngữ không còn nữa, nó chính là bá chủ của toàn bộ thế giới ngầm. Những con sâu kiến này phải giết, những kẻ đã chọc giận đồng bọn của nó cũng phải giết, vậy nên hãy hủy diệt tất cả đi quả cầu lửa khủng khiếp vẫn đang ngưng tụ trước người viêm mạch địa long nó đã quyết tâm dùng một đòn để hủy diệt tất cả mọi người mã giật thiên mặt tái nhợt chạy đến một vách đá đưa tay chạm vào bề mặt vách đá cả người biến thành một luồng sáng đen bay vào trong khối đá hồng giáo quan nghiến chặt răng tiến lên nửa bước hít một hơi thật sâu nghiêm trọng lấy ra một huy hiệu từ trước ngực đây là một huy hiệu được chế tác vô cùng tinh xảo hình ảnh ở mặt trước là hai thanh đao thẳng giao nhau thân đao tỏa ra ánh sáng xanh nhạt sao đao là bầu trời đêm được tô điểm bởi vô số vì sao. Bên dưới hình ảnh, khắc hai chữ nhỏ. Hồng hạo. Lâm thất dạ biết loại huy hiệu này, thậm chí trước đây hắn còn từng tự tay chơi đùa một thời gian, chủ nhân của huy hiệu đó, tên là Triệu Không Thành. Còn Thẩm Thanh Trúc và Bách Lý Mập Mạp thì hoàn toàn không biết đây là cái gì, lúc này sự chú ý của họ đã hoàn toàn bị con viêm mạch địa long, trên bầu trời thu hút. Hồng giáo quan nắm chặt huy hiệu này, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Mọi người nghe tôi nói, hồng giáo quan từ từ lên tiếng thẩm thanh trúc và bách lý mập mạp cùng nhìn về phía ông ta một lát nữa tôi sẽ cưỡng ép đột phá đến cảnh giới hải sau đó dùng hết sức tạo ra một đường thông trên bề mặt khối đá các người chạy vào trong với tốc độ nhanh nhất tôi không biết như vậy có thể tránh được đòn tấn công này hay không nhưng có lẽ đó là con đường sống cuối cùng của các người hồng giáo quan bình tĩnh nói chúng tôi bách lý mập mạp nhạy bén nhận ra trọng điểm trong lời nói của ông ta vậy còn giáo quan thì sao còn nữa ông định cưỡng ép đột phá bằng cách nào? Điều đó không quan trọng. Giọng nói của hồng giáo quan mang theo uy nghiêm không thể chối từ. Ông cúi đầu, lật huy hiệu lại, nhìn thoáng qua những lời khắc trên đó, khóe miệng nở một nụ cười khẽ. Các tiểu bối, các người chỉ cần chịu trách nhiệm chạy là được, còn lại là chuyện của chúng ta, những người đi trước. Ngón tay của hồng giáo quan khẽ lướt trên bề mặt huy hiệu, một chiếc kim tiêm cực nhỏ bật ra từ bên trong huy hiệu, ông hít một hơi thật sâu, giơ tay chuẩn bị đâm chiếc kim tiêm này vào cơ thể mình bốp một bàn tay nắm chặt lấy tay của hồng giáo quan hồng giáo quan kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy lâm thất dạ đang đứng lặng lẽ bên cạnh ông ta một tay khác đã tháo huy hiệu khỏi tay hồng giáo quan đeo lại vào ngực ông ta lâm thất dạ cười nụ cười của hắn rất dịu dàng nếu đêm tối cuối cùng buông xuống ta nhất định sẽ đứng trước muôn người đao ngang vực thẳm máu nhộn trời cao đúng không lâm thất dạ khẽ nói hắn quay người ngẩng đầu nhìn con viêm mạch địa long trên không trung nụ cười trên mặt dần thu lại ta sẽ không tận mắt nhìn thấy cùng một thảm kịch xảy ra nữa hắn lẩm bẩm đao thẳng áo choàng huy hiệu đây là ba trang bị tiêu chuẩn mà mỗi người canh gác chính thức đều có đối với một số người canh gác đặc biệt có thể đổi đao thẳng thành các loại vũ khí khác cùng chất liệu còn kiểu dáng áo choàng sẽ thay đổi tùy theo đội mà họ tham gia ví dụ như sau khi gia nhập một đội đặc biệt nào đó họ sẽ được phát lại một chiếc áo choàng có màu sắc của đội đặc biệt đó áo choàng của người canh gác bình thường có màu đỏ sẫm vì màu đỏ sẫm có thể che giấu vết máu áo choàng của đội giả diện có màu xám áo choàng của đội phượng hoàng có màu vàng kim nhưng chỉ có huy hiệu là không thể thay thế không thể cấp lại không thể thay đổi đối với mỗi người canh gác nó đều là duy nhất đây là mạng sống của người canh gác nó có thể giúp người canh gác không có cấm khư kích hoạt cấm khư trong thời gian ngắn có thể giúp người có cấm khư nâng cao một cảnh giới lớn trong thời gian ngắn ngay cả khi điều này khiến họ phải trả giá bằng mạng sống đây là vốn liếng để mỗi người canh gác liều mạng đây là tôn nghiêm cuối cùng của họ trong tuyệt cảnh và là tín ngưỡng giống như bốn lời thề ở mặt sau của nó rõ ràng là hồng giáo quan đang thực hiện tín ngưỡng của mình thì bị gián đoạn thất dạ cậu hồng giáo quan ngây người nhìn lâm thất dạ dù có chết ông ta cũng không ngờ rằng khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của mình lại bị gián đoạn theo cách này lâm thất dạ bước đến trước mặt ba người đối mặt với quả cầu lửa kinh hoàng đang chuẩn bị phát nổ bình tĩnh nói tiếp theo giao cho tôi hắn từ từ nhắm mắt lại, một luồng khí tức bí ẩn tỏa ra từ trong cơ thể hắn, môi hắn hơi hé mở, chịu đựng. Linh hồn của nữ thần đêm tối từ bệnh viện xuyên qua sương mù tinh thần, dáng trần, mỉm cười nhìn Lâm Thất Dạ nhắm mắt, từng bước tiến lên và chồng lên bóng dáng của hắn. Trong cơ thể Lâm Thất Dạ, trên thần cách thuộc về đêm tối, mang theo linh hồn của một vị thần thực sự. Mái tóc ngắn đen sạch sẽ mọc lên với tốc độ kinh người, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một mái tóc dài đen nhánh, tùy ý buông xuống ngang eo, làn da mịn màng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làn da vốn hơi đen vì luyện tập trở nên trắng trẻo và mịn màng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàng mi dài khẽ rung, hắn từ từ mở mắt, đôi mắt sáng ngời như sao trời, sâu thẳm và bí ẩn. Một luồng khí tức vô cùng cường đại bùng phát từ người hắn, uy áp của thần minh thực sự dáng trần. Chỉ cần nhìn hắn một cái, người ta đã nảy sinh ý định cúi đầu bái lại. Bách Lý Phi Phi và những người khác tận mắt chứng kiến cảnh này, đồng thời há hốc mồm sự kinh ngạc trong mắt không thể tăng thêm được nữa đây là lâm thất dạ đúng vậy lâm thất dạ lâm thất dạ mở mắt ra vì vậy trời tối rồi dung nham sôi sục quả cầu lửa tụ lại ánh sáng và màu đỏ rực khắp hang động biến mất ngay lập tức mọi ánh sáng như thể bị ai đó bóp tắt một cách thô bạo đột ngột tắt ngúm dung nham vẫn còn đó quả cầu lửa vẫn còn đó chỉ là ánh sáng không còn nữa bóng tối trở thành chủ đạo của thế giới này và trong thế giới bóng tối, chỉ còn lại một nhân vật chính. Mái tóc dài đen hơi bồng bềnh, hắn mặc chiếc áo khoác quân đội màu đen, vạt áo tung bay trong gió mạnh, như hòa làm một với màn đêm, tay hắn đặt trên chuôi dao ở thắt lưng, đôi mắt sáng như sao trong bóng tối, đang bình tĩnh nhìn con rồng đất trên đầu. Giống như một bức tranh vĩnh cửu. Trong thế giới đen kịt, quả cầu lửa bị tước mất ánh sáng đã chuyển sang màu nâu xám, con rồng đất dường như cũng nhận ra có điều không ổn, không tiếp tục tích tụ sức mạnh nữa mà gầm lên một tiếng bắn thẳng quả cầu lửa khổng lồ trước mặt ra ngoài quả cầu lửa to bằng một tòa nhà giống như một thiên thạch sắp rơi xuống trái đất cuốn theo năng lượng khủng khiếp lao xuống với tốc độ cực nhanh như thể diệt thế trên bầu trời quả cầu lửa màu nâu sắm phóng to nhanh chóng đôi mắt của lâm thất dạ bình tĩnh như nước keng một tiếng động nhẹ vang lên dưới chiếc áo khoác quân đội màu đen một thanh đao thẳng tắp tỏa ra ánh sáng xanh lam được rút ra khỏi vỏ một vết chém như tia chớp chém ngang quả cầu lửa Quả cầu lửa ngay lập tức dừng lại giữa không trung, một sợi tơ đen xuất hiện trên bề mặt quả cầu lửa, bóng tối vô tận trào ra từ giữa sợi tơ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quả cầu lửa. Vì vậy, quả cầu lửa đủ sức hủy diệt toàn bộ dãy núi Thương Nam, giống như một bong bóng bị thổi ra, trong nháy mắt tan biến trong bóng tối hư vô. Đòn tấn công hủy diệt mà con rồng đất tích tụ sức mạnh để tung ra, cứ như vậy tan biến một cách trẻ con dưới lưỡi dao của Lâm Thất Dạ. Nơi này quá nhỏ, chúng ta đổi chỗ khác. Lâm Thất Dạ bình tĩnh lên tiếng, giọng nói của hắn không giống như bình thường, trung tính hơn nhưng trong lời nói lại bộc lộ một sự uy nghiêm khó hiểu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng giơ tay trái lên, chỉ về phía lớp đá trên đầu. Ngay sau đó, một tia sáng đen bắn ra từ đầu ngón tay hắn, trong nháy mắt xuyên thủng lớp đá dày gần 2 km, những tảng đá ở giữa trực tiếp biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một đường hầm tròn khổng lồ. Đường hầm xuyên qua lớp đá này kéo dài lên trên, như thể vô tận, nhìn thoáng qua căn bản không thấy điểm cuối đây là sự xâm lấn của bóng tối, bao phủ thần khư trong phạm vi 2 km xung quanh, trong nháy mắt xé toạc lớp đất dày, trực tiếp đục một đường hầm từ lòng đất lên mặt đất. Thân hình lâm thất dạ lóe lên, trực tiếp biến thành một tia sáng đen bay đến giữa không trung bên dưới con rồng đất, một lòng bàn tay áp vào bề mặt vảy rồng của nó, ngay sau đó một người một rồng cùng biến mất. Một kích xuyên thủng lớp đá, chính là để thông với bầu trời bên ngoài, chỉ khi ở trong phạm vi bao phủ của màn đêm, hắn mới có thể sử dụng nhấp nháy bóng đêm. Con rồng đất rất mạnh nhưng chỉ mạnh khi ở dưới lòng đất, chỉ cần chuyển chiến trường thì sức chiến đấu của đối phương sẽ giảm đi rất nhiều. Tất nhiên, lâm thất dạ làm như vậy không chỉ để mang con rồng đất đi, hắn còn có mục đích quan trọng hơn. Hắn đã đục một đường hầm trở về mặt đất. Bách Lý phì phì kinh hô, chúng ta có thể đi theo đường hầm này trở về. Hồng giáo quan nhau mắt nhìn đường hầm gần như thẳng đứng trên đầu, nhìn về phía hai người, các người biết bay không? Giao cho tôi. Bách Lý phì phì vỗ ngực giao quang trước ngực tụ lại thành một bóng kiếm lớn màu vàng, lơ lửng trước mặt ba người. Ba người bước lên bóng kiếm, bay về phía đường hầm phía trên. Tôi chưa từng chở ba người bao giờ có vẻ hơi nặng. Bóng kiếm màu vàng dưới chân bách lý phì phì từ từ bay lên, lắc lư, tốc độ không nhanh hơn thang máy là bao, có chút ngượng ngùng nói. Tôi có thể chạy thẳng lên nhưng như vậy, chắc chắn tôi sẽ tách khỏi các người vào thời điểm quan trọng như thế này, tốt nhất là không nên tách ra, dù sao thì vẫn còn một kẻ địch không biết đang ẩn núp ở đâu. Hồng giáo quan quay đầu nhìn lại hang động đang dần xa, cao mày nói. Dưới màn đêm, trên tầng mây, hai bóng người đột ngột xuất hiện trên bầu trời, con rồng đất vỗ cánh, những đường vân lửa đỏ trên người sáng lên, nó nhìn chằm chằm vào trước mặt, trong đôi mắt đầy vẻ kiêng rè. Đối diện với nó, Lâm thất dạ mặc một chiếc áo khoác quân đội màu đen lơ lửng trên không trung, lưỡi dao thẳng trong tay phản chiếu rõ ràng ánh trăng, từng con quạ đen bay quanh hắn, kỳ lạ và bí ẩn. Bây giờ, là sân nhà của tôi rồi, lâm thất dạ bình tĩnh nói những đám mây đen dày đặc như thể chia cắt thiên địa thành hai tầng bên dưới đám mây trời đất tối tăm mưa như chút nước là những ngọn núi lầy lội những ngôi làng đổ nát những người lính cứu hộ trong mưa và thành phố xa hoa lộng lẫy trên đám mây ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống những đám mây đen kịt trên bầu trời tĩnh lặng chỉ có một vầng trăng sáng soi vạn vật như trốn tiên cảnh thoát tục như một thế giới khác thoát khỏi phàm trần niềm vui nỗi buồn của thế gian dường như chẳng liên quan gì đến nơi này nhưng lúc này trong thế giới này vẫn còn một người và một con rồng đối đầu nhau gào 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 tiếng rồng gầm vang vọng dưới bầu trời một cột lửa trói mắt xuyên thủng không khí bắn thẳng vào vị trí của lâm thất dạ thân hình lâm thất dạ lóe lên ngay sau đó xuất hiện ngay phía trên con rồng đất chiếc áo khoác quân đội màu đen tung bay tay cầm dao thẳng chém về phía lưng con rồng đất rời khỏi mặt đất sức mạnh của ngươi quả nhiên giảm đi rất nhiều lâm thất dạ khẽ nói hắn chuyển chiến trường lên không trung Ngoài việc tránh cho dư chấn của trận chiến cuốn Hồng Giáo Quan và những người khác vào, còn có một lý do quan trọng, sức mạnh của nó trên mặt đất quá mạnh. Lâm Thất Dạ hiện tại tuy mang trong mình linh hồn của nữ thần đêm tối, nhưng không có nghĩa là hắn có được sức mạnh cấp thần, dưới sự hạn chế của cảnh giới bản thân, hắn có thể phát huy được sức mạnh của nữ thần đêm tối chưa tới 1%. Tuy không biết cảnh giới cụ thể của bản thân hiện tại nhưng Lâm Thất Dạ ước tính, hẳn là ở đỉnh cảnh giới hải hoặc mới bước vào cảnh giới vô lượng, nói một cách nào đó, hắn và con rồng đất đang ở cùng cảnh giới. Tất nhiên, lâm thất dạ mang trong mình linh hồn của thần minh, hiện tại mạnh hơn cái gọi là cùng cảnh giới rất nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể coi thường đối thủ, để con rồng đất rời khỏi mặt đất, đến sân nhà của mình, đây mới là chiến thuật tốt nhất. Dưới màn đêm, thân hình lâm thất dạ như bóng ma xuất hiện trên lưng con rồng đất, con dao thẳng trong tay đâm mạnh vào lưng con rồng đất. Một vệt đen tối ngay lập tức lấy vết thương làm tâm, nhanh chóng lan ra xung quanh cơn đau dữ dội khiến con rồng đất gào lên, đuôi rồng vung vẩy đánh mạnh vào lưng mình, nhưng thân hình lâm thất dạ đã biến mất không còn dấu vết. Đồng thời, nó có thể cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể có một luồng sức mạnh băng giá đang không ngừng ăn mòn cơ thể nó. Tối ám ăn mòn. Dưới sự ăn mòn của vệt đen tối này, một phần ba đường vân lửa trên người nó nhanh chóng tối đi. Trên bầu trời, lâm thất dạ lạnh lùng nhìn xuống con rồng đất đang đau đớn, bàn tay trái mở ra, chậm rãi ngâm nga, đêm chủ phán xét chiếc áo khoác quân đội màu đen như hòa là một với bầu trời đen kịt ngay sau đó hàng chục chiếc gai khổng lồ màu đen từ trên trời xuyên xuống như tia chớp đâm thủng thân rồng cánh rồng thân rồng vuốt rồng xương sống rồng dưới những chiếc gai đen trên bầu trời này thân hình của con rồng đất bị khóa chặt trên không trung giống như một tội nhân bị đóng đinh trên cây thánh giá chờ đợi sự phán xét của chúa tể bóng đêm con rồng đất vùng vẫy dãy ruộng máu tươi chảy ra từ vết thương nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích Lâm thất dạ bước trên màn đêm, chậm, rãi đi đến đỉnh đầu con rồng đất, một lần nữa lên tiếng, ngàn sao rơi. Trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh đột nhiên sáng rực, hàng nghìn vệt sao băng xé ngang bầu trời đen kịt, cọ sát với bầu khí quyển tạo ra những ngọn lửa trói mắt, kéo theo những đuôi lửa dài và sáng rực rơi xuống trần gian. Giống như một trận mưa sao băng dung chuyển lòng người. Tất nhiên, đây chỉ là hình ảnh ảo của các vì sao, chứ không phải sao thật nhưng lâm thất dạ có thể cảm nhận rõ ràng, khả năng này vốn triệu hồi những vì sao thật. Nói cách khác, nếu là Nix thời kỳ đỉnh cao, thực sự có thể kéo thiên thạch trong vũ trụ rơi xuống mặt đất. Đó mới thực sự là sức mạnh thuộc về thần. Mặc dù chỉ là sao băng ảo nhưng cũng đủ để đối phó với con rồng đất. Những ngôi sao băng rực cháy mang theo sức mạnh khủng khiếp giáng xuống con rồng đất, sóng xung kích nổ tung với hình dạng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những mảnh vỡ của các vì sao và ngọn lửa gào thét vỡ tan trong không trung, ánh lửa hoàn toàn bao trùm thân hình con rồng đất. Không khí cũng vì thế mà rung chuyển lâm thất dạ đứng lặng trong không trung cúi đầu nhìn xuống cảnh tượng này đôi mắt hiện lên uy nghiêm vô thượng đợi đến khi ánh lửa và các vì sao tan đi những chiếc gai đen khổng lồ trên bầu trời vốn giam giữ cơ thể con rồng đất đã biến mất còn con rồng đất cũng đã máu thịt mơ hồ đôi cánh tàn tạ không thể nâng đỡ nó bay trên không trung thân thể vỡ vụn không ngừng dỉ máu và thịt vụn đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào lâm thất dạ như thể nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng con rồng đất hấp hối rơi xuống đám mây chớp giật, trở về mặt đất mưa như chút nước, rơi xuống mặt đất. Mưa rơi trên thân thể đầy thương tích của nó, ánh mắt nó nhìn xuống mặt đất đang dần đến gần, trong mắt lại lóe lên một tia hy vọng. Chỉ cần có thể trở về mặt đất, nó sẽ có thể sống sót. Trong đầu nó vừa lóe lên ý nghĩ này, một luồng đao quang màu trắng trói mắt từ trên mây rơi xuống, giống như một tia sét thẳng tắp giáng xuống, trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu nó. Cùng lúc đó, trong đám mây đen xa xa, sấm sét ầm ầm lưỡi đao sấm sét này từ trên trời chém xuống mặt đất như thể thực sự là một hình phạt của trời giáng xuống một nhát chém đứt đầu rồng sinh cơ của con rồng đất hoàn toàn bị cắt đứt ẩm thân xác khổng lồ của con rồng đất rơi xuống giữa những ngọn núi phát ra tiếng nổ lớn khói bụi cuồn cuộn trên đỉnh núi không xa lầm thất dạ từ từ đứng dậy ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống xác con rồng đất từng giọt máu nhỏ xuống theo lưỡi dao thẳng nhộn đỏ một luồng hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay chảy khắp cơ thể đó là linh hồn của con rồng đất hải cảnh đỉnh cao của xác rồng đất đây là vật liệu triệu hồi thượng hạng không thể lãng phí lâm thất dạ lẩm bẩm một tiếng thân hình loạn choạng định chạy đến xác rồng ngay lúc này hắn đột nhiên rên lên một tiếng hai chân mềm nhũn ngã xuống đất một linh hồn mạnh mẽ rời khỏi cơ thể hắn sự suy yếu và mệt mỏi chưa từng có ập đến linh hồn hắn cả người như bị rút cạn trống rỗng và hư vô thân hồn nix dần nhạt nhòa trong không khí giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên bên tai lâm thất dạ cả thể xác và linh hồn của cậu đều đã đến giới hạn, nếu tiếp tục sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn. Bây giờ cậu cần tĩnh dưỡng một thời gian, nghỉ ngơi thật tốt, trong vòng nửa năm, tuyệt đối không được mang linh hồn của tôi nữa. Sau khi thân hình Nick tan biến, cơ thể lâm thất dạ hoàn toàn thả lỏng, hắn cố gắng đứng dậy nhưng không còn chút sức lực nào. Tóc hắn trở lại kích thước ban đầu, màu da cũng sẫm lại, toàn bộ diện mạo đã hoàn toàn trở lại thành lâm thất dạ trước đây. Những thay đổi trên người hắn vốn là do mang linh hồn Nick gây ra, đến khi nix rời đi hắn tự nhiên sẽ trở lại như cũ tiếng mưa xung quanh càng lúc càng nhỏ cảnh vật trước mắt cũng dần tối đi lâm thất dạ chỉ cảm thấy ý thức của mình đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể sắp chìm vào giấc ngủ xác rồng của tôi lần này lỗ to rồi lâm thất dạ cuối cùng lẩm bẩm nói một câu rồi hoàn toàn mất đi ý thức nằm yếu ớt giữa rừng núi trong khu rừng ẩm ướt và tối tăm một vài giáo quan đang chạy nhanh như bay ánh mắt hướng về phía vừa phát ra tiếng ầm ầm trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng vừa rồi từ trên trời rơi xuống là cái gì vậy? Giáo quan Trương vừa chạy vừa cau mày. Giáo quan Hàn lật lắc đầu, không biết, nhìn có vẻ rất to, hẳn là một sinh vật bí ẩn nào đó. Sinh vật bí ẩn lớn như vậy sao? Ít nhất cũng phải hài cảnh chứ. Chẳng phải vừa rồi nghe thủ trưởng nói trong liên lạc sao? Trận động đất siêu lớn ở núi Thương Nam trước đó có thể là do rồng đất gây ra, không chừng thứ rơi xuống là rồng đất. Không thể nào, rồng đất sống dưới lòng đất, sao có thể bay lên trời được? hơn nữa thân hình nó lớn như vậy nếu thực sự bay lên thì không thể không có người nhìn thấy giáo quan trương quả quyết lắc đầu giáo quan hàn lật hít sâu một hơi dù thế nào thì cũng phải cẩn thận thủ trưởng bọn họ đang nghĩ cách cứu đội cứu hộ số một bị mắc kẹt trong tuyệt đối thổ vực chúng ta chỉ cần nhanh chóng điều tra xem thứ rơi xuống đó là gì là được hơn nữa thủ trưởng đã nói trong ngọn núi này còn có người của giáo hội cổ thần các giáo quan không nói gì nữa chỉ âm thầm tăng tốc độ chạy về phía nơi vật nặng rơi xuống không biết qua bao lâu, giáo quan Hàn Lật dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về một hướng trong rừng. Các giáo quan khác thấy vậy cũng dừng lại. Anh phát hiện ra gì vậy? Hàn Lật cao mày, bước nhanh vào khu rừng bên cạnh. Các giáo quan khác nhìn nhau, ăn ý đi theo. Vén những cành cây đan sen, mấy người nhanh chóng đi đến một khoảng đất trống, chỉ thấy trong khu rừng tối tăm, một thiếu niên mặc áo khoác quân đội nằm trên bùn đất, bên cạnh cắm một thanh đao nhuốm máu. Lâm thất dạ. Các giáo quan nhìn thấy cảnh này, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, giáo quan Hàn lật bước nhanh tới, xác nhận Lâm Thất Dạ chỉ là hôn mê, mới thở phào nhẹ nhõm. Ông quay người cõng Lâm Thất Dạ đang hôn mê, nhặt thanh đao trên mặt đất, cắm lại vào vỏ. "Sao cậu ta lại ở đây? Tôi còn tưởng cậu ta cũng bị cuốn vào tuyệt đối thổ vực rồi chứ?" Giáo quan Trương thấy Lâm Thất Dạ không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là may mắn, vừa khéo tránh được phạm vi lật mình của rồng đất. Giáo quan Hàn nhìn vết máu nhỏ xuống đất từ thanh đao. Nhưng mà, cậu ta hẳn cũng đã trải qua một trận chiến ác liệt rồi chiến thắng, quả nhiên là người giỏi nhất trong số tân binh khóa này, lợi hại thật. Giáo quan Trương cười hắc hắc, rồi nghi hoặc hỏi, "Nhưng mà xác kẻ địch của cậu ta đâu? Chẳng lẽ đối phương không chết? Không thể nào người của giáo hội cổ thần không thể nào tha cho cậu ta?" Giáo quan Hàn lắc đầu, "Không biết, tóm lại chúng ta cứ tiếp tục tiến lên, mọi chuyện đợi cậu ta tỉnh lại rồi sẽ rõ." Các giáo quan không lãng phí thời gian, nhanh chóng chạy về phía trước. Không lâu sau, họ đã đến nơi xác rồng đất rơi xuống. Truy cập haleyi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn con rồng khổng lồ không đầu trước mắt, các giáo quan đều kinh ngạc há hốc mồm, trong mắt đầy vẻ khó tin. Thật sự là rồng đất sao? Nhưng mà rồng đất làm sao bay lên trời được? Hơn nữa, thực lực của nó ít nhất cũng phải ở cảnh giới hải chứ? Ngay cả thủ trưởng đấu tay đôi cũng chưa chắc đã giết được nó. Trong thành phố Thương Nam này, còn ai có thực lực giết chết rồng đất? còn ném xác nó vào núi tương nam nữa chứ ngay khi mọi người đều bối rối không hiểu giáo quan hàn ngẩn người vô thức quay đầu nhìn về phía lâm thất dạ đang hôn mê trên lưng mình chết tiệt không thể nào chứ dưới lòng đất ngồi trên bóng kiếm màu vàng do giao quang biến thành ba người từ từ bay lên không ai nói gì bách lý phì phì ngẩng đầu nhìn lớp đá dường như vô tận lo lắng nói thất dạ sẽ không sao chứ giáo quan hồng im lặng một lúc không biết nhưng nhìn vào thực lực mà cậu ta vừa thể hiện hẳn là không có vấn đề gì lớn cậu ta làm thế nào vậy thẩm thanh trúc không hiểu nổi có không ít cách để bùng nổ tiềm năng trong thời gian ngắn nâng cao cảnh giới huy hiệu của người canh gác là một cách nhưng như cậu ta một hơi nâng thẳng lên cảnh giới hải tôi chưa từng nghe thấy hơn nữa lúc cậu ta vừa ra tay tôi dường như cảm nhận được hơi thở của thần thần bách lý phì phì trợn tròn mắt là vị thần mà thất dạ đại diện đang giúp cậu ta sao không biết nhưng chắc chắn là Bí mật trên người Lâm thất dạ có thể vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Giáo quan Hồng lắc đầu. Nghe vậy, cả ba người cùng im lặng. Một lúc lâu sau, Bách Lý Phi Phi mới thăm dò hỏi, Giáo quan Hồng, tôi thấy sau khi chúng ta ra ngoài, chuyện này tốt nhất là đừng nhắc đến. Giáo quan Hồng bình tĩnh nói ra nửa câu sau của Bách Lý Phi Phi. Mỗi người ít nhiều đều có một số bí mật và cơ hội, điều này rất bình thường. Mặc dù người canh gác cũng là một tổ chức cởi mở, nhưng khi đối mặt với những vấn đề liên quan đến thần minh họ đều sẽ xử lý rất thận trọng thậm chí là cực đoan nếu để họ biết lâm thất dạ và thần minh còn có bí mật nào đó chắc chắn sẽ tạm thời tước đoạt tự do của cậu ta chuyển đến kinh đô để thẩm vấn điều tra cho đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ xác nhận cậu ta không liên quan đến những thần minh hoặc cấm vật nguy hiểm cao không còn rủi ro khác họ mới thả cậu ta đi giáo quan hồng bình tĩnh nói lâm thất dạ là một mầm non tốt cả về tâm tính lẫn tiềm năng đều vậy cậu ta không phải người xấu chúng ta hiểu rõ điều này nhất không cần vì chuyện nhỏ này mà làm chậm trễ tương lai của cậu ta. Nghe giáo quan Hồng nói vậy, Bách Lý Phi Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì. Tôi còn tưởng giáo quan Hồng sẽ trực tiếp tố cáo chuyện của Lâm Thất Dạ với người canh gác. Bây giờ xem ra là tôi đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Hừ, trong mắt các ngươi, chúng ta lại cổ hủ đến vậy sao? Giáo quan Hồng tức giận nói. Bách Lý Phi Phi, dường như nghĩ đến điều gì đó. Quay đầu nhìn về phía thẩm thanh trúc không nói một lời, anh đẹp trai, anh đừng nói hối nhé. Yên tâm, miệng của tôi còn chặt hơn cả người chết. Thẩm Thanh Trúc khẽ nói. Nếu vậy, tôi thấy chúng ta cần thông đồng lời khai. Bách Lý Phì Phì suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Đợi đến khi ba người trao đổi xong, Bách Lý Phì Phì thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, bất lực nói, sao vẫn chưa đến mặt đất vậy? Với tốc độ này của cậu, chúng ta bây giờ hẳn mới đi được một nửa chặng đường, thêm vài phút nữa mới đến đỉnh. Giáo quan hồng vẫn luôn tính toán lộ trình, bình tĩnh nói, Bách Lý phì phì nhún vai, định nói gì đó thì bức tường đá bên cạnh anh ta đột nhiên nổ tung. Một bóng đen mơ hồ chui ra từ bức tường đá, nhanh như chớp đâm vào người Bách Lý phì phì, tốc độ của nó quá nhanh, lại còn chui thẳng ra từ bức tường đá, căn bản không ai kịp phản ứng. Bách Lý phì phì bị bóng đen này đâm trúng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đập mạnh vào bức tường đá bên kia, rên lên một tiếng. Bóng kiếm màu vàng dưới chân ba người trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Giáo quan hồng đột nhiên co đồng tử lại, ông ta vội vàng đưa tay kéo bách lý phì phì sắp rơi xuống đường hầm tay kia rút thẳng dao từ thắt lưng ra đâm mạnh vào bức tường đá bên cạnh dừng lại thân hình đang rơi xuống thẩm thanh trúc cũng rút dao đâm vào bức tường đá nhưng cơ thể anh ta quá yếu thân dao chỉ cắm vào một phần ba cả người hơi nghiêng về phía trước dường như không thể trụ được bao lâu chỉ thấy mã giật thiên bị đứt một cánh tay toàn thân đầy máu đang đứng thẳng trên bức tường đá cười lạnh nhìn ba người trước mặt đột nhiên sửng sốt cậu nhóc đó đâu rồi anh ta lại nhìn lên nhìn xuống một lần nữa xác nhận rằng không có bóng dáng lâm thất dạ trong đường hầm này trong lòng đầy nghi hoặc trước khi viêm mạch địa long phun ra quả cầu lừa anh ta đã lợi dụng năng lực rời khỏi hang động bay về phía trước dưới lòng đất một hồi lâu sau khi phát hiện vụ nổ không xảy ra lại quay đầu lại trong nghi hoặc bay trở về hang động lúc này anh ta mới phát hiện ra cả viêm mạch địa long và những người khác đều biến mất anh ta bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây nhưng rất nhanh anh ta phát hiện ra một đường hầm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu đoán rằng họ có thể đã đi qua đường hầm này lên mặt đất, vì vậy anh ta nhanh chóng đuổi theo, cố gắng truy sát Lâm Thất Dạ. Đến đây, lại phát hiện Lâm Thất Dạ căn bản không ở đây, cả người trong nháy mắt ngây ngốc. Thẩm Thanh Trúc cau mày, định mở miệng nói gì đó, Bách Lý Phi Phi đảo mắt, nhanh chóng mở miệng, Thất Dạ hắn chết rồi. Chết rồi. Mã Giật Thiên sửng sốt, chết thế nào? Bị viêm mạch địa long đánh vào dung nham bị thiêu chết. Bách Lý Phi Phi nhìn chằm chằm Mã Giật Thiên, bảy phần đau buồn, ba phần thương cảm mở miệng, lâm thất dạ đã làm gì sai tại sao các người nhất định phải giết cậu ta đáng chết đáng chết nhìn đôi mắt đột nhiên nổ tung của bách lý phì phì giáo quan hồng đầu tiên là sửng sốt sau đó phối hợp nhìn chằm chằm vào mắt mã giật thiên vẻ mặt dữ tợn dường như muốn đem anh ta lăng trì mã giật thiên nhướng mày vậy thì các người làm sao sống sót được tại sao viêm mạch địa long không giết các người còn đường hầm này là sao bách lý phì phì thật ra viêm mạch địa long thấy chúng ta trông hiền lành nên đã tha cho chúng ta một mạng, còn mở đường cho chúng ta về. Bách Lý Phì Phì nói một cách nghiêm túc. Mã giật thiên nhìn chằm chằm Bách Lý Phì Phì, sau đó cười lạnh, anh nghĩ, tôi sẽ tin lời ma quỷ của anh sao? Giọng nói vừa dứt, nửa người anh ta biến thành ánh sáng đen, tràn vào bức tường đá dưới chân. Ngay sau đó, những bức tường đá xung quanh như sống lại, điên cuồng trào dâng. Hàng chục chiếc gai đất cứng cáp đột nhiên nổ tung, đâm thẳng vào cơ thể ba người. Chỉ là khi đâm, anh ta cố ý tránh những chỗ hiểm của thẩm thanh trúc và bách lý phì phì còn đối với giáo quan hồng anh ta thực sự muốn giết chết ông ta bỏ chạy một đại lý song thần cho dù tôi có sống sót trở về cũng không có kết cục tốt đẹp gì nhưng nếu có thể đưa tiểu thái ra nhà họ bách lý và thiên tài kia về biết đâu còn có thể bù đắp được khuôn mặt mã giật thiên đầy vẻ điên cuồng những chiếc gai đất nhọn hoắt xuất hiện rất đột ngột hơn nữa vị trí đều rất hiểm hóc thẩm thanh trúc vốn đã kiệt sức mặc dù đã cố gắng né tránh nhưng vẫn bị hai chiếc gai đất đâm xuyên qua chân phải, cơn đau dữ dội khiến anh ta tái nhợt vô cùng nhưng anh ta vẫn luôn nghiến chặt răng, không nói một lời. Còn Bách Lý Phi Phi bị giáo quan hồng kéo lại, ngay khi những chiếc gai đất sắp đâm xuyên qua cơ thể anh ta, một lực rất lớn chuyển đến từ cánh tay, giáo quan hồng toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh. Giống như người nhện kéo Bách Lý Phi Phi nhảy qua nhảy lại trên hai bức tường bên, tránh được phần lớn những chiếc gai đất một cách vô cùng nguy hiểm chỉ có vài chiếc vì giáo quan hồng không kịp né tránh, sượt qua má. Anh ta, để lại vài vết máu sâu hoắm. Anh nên giảm cân đi. Giáo quan hồng kéo một tên mập ú nặng gần 200 cân như vậy, thân hình chậm chạp đi rất nhiều. Việc nhảy giữa hai bức tường thẳng đứng này có phần không đủ sức. Bách Lý phì phì mặt đỏ bừng, cũng không nhàn rỗi, anh ta thuận tay rút nhất hóa tam thiên trong túi ra, kiếm quăng lóe lên, một trận mưa kiếm bay về phía mã giật thiên. Một nửa thân thể hòa vào bức tường đá, Mã giật thiên cười lạnh một tiếng, trước người liên tục nổ ra hàng trăm chiếc gai đất, chính xác chặn lại tất cả kiếm ảnh, đồng thời hoàn toàn phong tỏa đường lên của họ. Cấm khư của tôi có thể đồng hóa bản thân với môi trường xung quanh, trong môi trường cực đoan như vậy, các người không thể thắng tôi được. Thân thể mã giật thiên lại chìm vào bức tường đá thêm một chút, đường hầm vốn tròn trệ lập tức co lại, đồng thời từng chiếc gai đất nổ tung, như muốn đâm chết ba người họ trong không gian chật hẹp này. Giáo quan hồng nheo mắt lại, bình tĩnh nói, Trước đó anh ta đã bị thương nặng, bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta toàn lực ra tay, chưa chắc không thắng được anh ta. Bách Lý phì phì và Thẩm Thanh Trúc cùng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. Lúc này thực sự là tình thế sống còn. Trong đường hầm chật hẹp này, chắc chắn chỉ có một bên sống sót. Xoẹt, con dao của Thẩm Thanh Trúc lại nghiêng đi một chút, cả người anh ta sắp rơi vào đường hầm, anh ta không hề hoảng hốt mà nhẹ nhàng đưa tay kia ra, búng một cái thật mạnh về phía trên. Ẩm. Um vụ nổ dữ dội nổ ra trong không gian chật hẹp vô số gai đất nằm ngang trên đầu mọi người trực tiếp vỡ tan luồng khí nóng gần như nướng chín giáo quan hồng và bách lý phì phì nhưng họ không hề do dự nắm bắt cơ hội đột nhiên ra tay ánh sáng xanh trên người giáo quan hồng lóe lên trước tiên dùng sức ném bách lý phì phì lên phía trên đồng thời bản thân nhẹ nhàng nhảy giữa hai bức tường đá nhanh như chớp di chuyển lên trên bách lý phì phì hít một hơi thật sâu lấy ra một chiếc nhẫn màu đen từ trong túi ánh sáng đen tràn ra hóa thành thân đao được bách lý phì phì nắm trong tay dùng sức chém về phía mã giật thiên đoạn hồn đao mã giật thiên cười gằn bức tường đá bên dưới lăn lộn dữ dội hóa thành một chiếc búa tạ đập về phía đoạn hồn đao màu đen Khóe miệng bách lý phì phì hơi nhếch lên ngay sau đó chiếc búa tạ thực sự xuyên qua đoạn hồn đao như không có gì đập mạnh vào người bách lý phì phì cùng lúc đó đoạn hồn đao cũng xuyên qua mọi khối đá trước người mã giật thiên hung hăng để lại một vết dao trên ngực anh ta. Đoạn hồn đao, chỉ thương hồn thể, không màng phòng ngự. Bách Lý Phì Phì bị búa tạ đập trúng, cả người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đập vào bức tường đá phía sau, lực va chạm cực lớn khiến anh ta ngất đi. Trong tình huống tranh lệch chiến lực như vậy, Bách Lý Phì Phì chỉ có thể dùng cách đánh đổi cả hai bên như thế này, để tạo cơ hội cho giáo quan hồng. Á à, hồn thể bị thương, sắc mặt mã giật thiên tái nhợt, cơn đau dữ dội từ linh hồn tràn ngập tinh thần anh ta, cả người mơ hồ đau đớn rên rỉ ngay lúc này bóng dáng giáo quan hồng lóe lên trước mặt mã giật thiên đôi mắt mở to toàn thân ánh sáng xanh lóe lên hai nắm đấm như mưa điểm rơi xuống người anh ta ầm thân hình mã giật thiên bị đánh chìm vào bức tường đá tinh thần hoảng hốt giáo quan hồng không dừng tay lôi cả người anh ta ra khỏi bức tường đá đấm mạnh lên phía trên tiếp theo ông ta rút ngược con dao thẳng trên bức tường đá nhảy lên nhanh như chớp đâm vào ngực mã giật thiên sau đó là một cú đấm mạnh ầm toàn thân đầy thương tích ngực bị đâm thủng mã giật thiên máu me đầm đìa cơ thể bị cú đấm này đánh thẳng đứng xuống đường hầm rơi xuống tận cùng đường hầm như vô tận nơi đó là dung nham và ngọn lửa đang cuộn trào sau khi hoàn thành một loạt động tác nhanh như chớp bóng dáng giáo quan hồng nhanh chóng bật nhảy trên hai bức tường bên một tay kéo bách lý phì phì đang hôn mê rơi xuống còn có thẩm thanh trúc suýt trượt chân giáo quan hồng một vai cõng một người nghiến chặt răng hít một hơi thật sâu, dùng hết sức toàn thân bật nhảy giữa hai bức tường, di chuyển nhanh chóng theo hình chữ Z lên phía trên đường hầm. Không có thang máy của Bách Lý Phì Phì, ông ta chỉ có thể dùng cách thô sơ nhất này nhưng trên vai cõng hai người, cho dù giáo quan hồng có thể tăng cường sức bật của bản thân, vẫn rất vất vả. Nhưng ông ta không còn lựa chọn nào khác. Hai người này đều là binh lính của Hồng Hạo, không thể bỏ rơi một ai. Giáo quan hồng cõng hai người trên vai, Dùng phương pháp bật nhảy liên tục tiến lên trên 2 phút, toàn thân đau nhức vô cùng, còn ánh sáng xanh nhạt bao quanh người cũng ngày càng yếu ớt. Khoảng cách đến mặt đất còn bao xa? Giáo quan Hồng không biết, kể từ khi bắt đầu cõng hai người bật nhảy, tinh lực của ông ta không cho phép ông ta tiếp tục phân tâm tính toán khoảng cách, ông ta đã dồn hết mọi thứ vào đôi chân. Nhảy, nhảy liên tục, không được dừng. Dừng lại, cả ba người họ đều phải chết. Ngay lúc này, trong đường hầm sâu hun hút như vô tận dưới chân họ, một tia lửa nhỏ le lói xuất hiện. Sóng nhiệt từ dưới chân ập đến, giáo quan hồng và thẩm thanh trúc đều sừng sốt, đồng thời nhìn xuống. Trong đường hầm đen tối sâu thẳm, cơn lốc lửa dữ dội như một ngọn núi lửa phun trào, tràn ngập bức tường đá hẹp, với tốc độ kinh hoàng lao lên trên, nơi nó đi qua, những bức tường đá xung quanh như tan chảy, đổ sụp vào hang động không đáy. Giống như một con rồng lửa gầm thét, há chiếc miệng khổng lồ dữ tợn, muốn nuốt chửng mọi thứ vào trong. Nhưng họ đều biết rõ, đó không phải là rồng lửa, bởi vì trên đỉnh ngọn lửa đó, là một khuôn mặt quen thuộc. Là khuôn mặt của mã giật thiên. Chết chết chết. Lão tử muốn chết, cũng phải kéo tất cả các người chôn cùng. Trong ngọn lửa, khuôn mặt mã giật thiên chỉ còn một nửa nhưng vẫn giữ tận vô cùng. Hắn ta chừng mắt nhìn ba người phía trên, trong mắt đầy vẻ điên cuồng và oán độc. Sao có thể như vậy? Trong mắt thẩm thanh trúc tràn đầy vẻ khó tin, tim hắn ta đã bị đâm thủng rồi. Sao có thể còn sống được? Sắc mặt giáo quan hồng có chút khó coi trầm giọng nói biến động tinh thần lực của hắn ta đã hoàn toàn hỗn loạn hắn ta hẳn là đã dùng một loại thuốc nào đó cưỡng ép kéo dài mạng sống con chó điên này hai chân giáo quan hồng vì mệt mỏi mà run nhẹ ông ta nhìn cơn lốc lửa đang nhanh chóng áp sát bên dưới cùng bức tường đá đang nhanh chóng đổ sụp trong lòng đã hoàn toàn chìm xuống mã giật thiên đã quyết tâm kéo họ chôn cùng cho dù thẩm thanh trúc có thể dập tắt những ngọn lửa này cũng không thể xử lý được dung nham siêu nhiệt độ ẩn chứa bên trong những dung nham này sẽ làm tan chảy những bức tường đá xung quanh khiến đường hầm sụp đổ mất đi điểm tựa ba người họ chỉ có thể rơi trở lại hang động chôn vùi trong dung nham hiện tại chỉ còn một cách trước khi cơn lốc lửa điên cuồng đến đoạn hang động nơi họ đang đứng hãy bóp chết mã giật thiên trước để ngọn lửa và dung nham mà hắn ta đồng hóa rơi trở lại hang động giáo quan hồng nhìn cơn lốc lửa bên dưới không ngừng áp sát trong lòng đã hạ quyết tâm rút con dao găm bên hông cắm sâu vào bức tường đá sau đó ông ta rút con dao của thẩm thanh trúc cũng đâm vào bức tường đá hai con dao găm trên bức tường đá hoàn toàn thẳng đứng này để lại một điểm tựa vừa nãy ánh sáng đen xuyên thủng mặt đất của lâm thất dạ rất rõ ràng những giáo quan khác chắc chắn sẽ sớm đến đây tìm cách cứu chúng ta cô ở đây cùng bách lý đồ minh chở hai con dao này chống đỡ hai người các cô không thành vấn đề giáo quan hồng đặt thân hình bách lý phì phì lên hai con dao găm cắm sâu vào bức tường đá bình tĩnh nói với thẩm thanh trúc thẩm thanh trúc cau mày Ông định làm gì? Làm những gì mà một giáo quan nên làm?" Giáo quan Hồng khẽ trả lời. Thẩm Thanh trúc nheo mắt, không nói gì. Giáo quan Hồng hít sâu một hơi, dường như nghĩ đến điều gì, khóe miệng hơi nhếch lên, không cần đau buồn, không cần áy náy, chết một cách đường đường chính chính trước mặt binh lính của mình theo cách này, đối với chúng tôi những giáo quan mà nói, là kết cục tốt nhất. Giáo quan Hồng từ từ nhắm mắt lại, đưa tay sờ vào ngực mình. Trước đó bị thằng nhóc Lâm Thất Dạ kia làm gián đoạn vẫn có chút không vui, dù sao cũng hiếm khi được oai phong một lần. Nhưng không ngờ, cơ hội thứ hai lại đến nhanh như vậy. Vẫn có chút tiếc nuối. Giáo quan hồng thở dài trong lòng. Đột nhiên, cả người ông ta ngây ra tại chỗ. Tay ông ta sở loạn trên ngực, một lúc sau, ngơ ngác cúi đầu. Huy hiệu của tôi đâu? Giáo quan hồng ngây người, ông ta rõ ràng nhớ. Trước đó đã kẹp huy hiệu vào lớp lót áo. Khóe miệng thẩm thanh trúc hơi nhếch lên, cô nhẹ nhàng cúi người từ tay bách lý phì phì đang hôn mê tháo chiếc nhẫn đen sau đó từ trên con dao găm nhảy xuống gió mạnh khi rơi xuống hòa cùng luồng nhiệt thổi tung chiếc áo khoác quân đội màu đen nhuốm máu của anh ta trong lòng bàn tay phải của anh ta một huy hiệu quen thuộc sáng lấp lánh giáo quan hồng nhìn thấy cảnh này đồng tử đột nhiên co lại lúc nào đột nhiên cơ thể ông ta run lên nghĩ đến lúc ông ta dùng dao làm điểm tựa trên vách đá tay thẩm thanh trúc đã lướt qua trước người ông ta anh ta giáo quan hồng trợn tròn mắt không thể tin nhìn bóng người không ngừng rơi vào cơn lốc lửa luồng nhiệt thổi bay mái tóc thẩm thanh trúc anh nhìn ngọn lửa trước mắt ngày càng sáng từ từ nhắm mắt lại bình tĩnh nói tôi đã nói hôm nay không muốn nhìn thấy ai hy sinh nữa hồng hạo tôi không thích anh từ khi vào trại tôi đã không thích anh nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh là một giáo quan tốt người tốt không nên chết keng một tiếng động nhẹ một cây kim bạc nhỏ bắn ra từ bên hông huy hiệu thẩm thanh trúc dùng sức ấn mạnh vào lòng bàn tay mình ngay sau đó, hơi thở của anh ta bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Cảnh giới chi, đỉnh cảnh giới chi, cảnh giới xuyên, đỉnh cảnh giới xuyên. Ngón, tay anh ta nhẹ nhàng cọ sát trên bề mặt chiếc nhẫn đen, dưới sự rót vào của tinh thần lực đỉnh cảnh giới xuyên của anh ta, một thanh đao đoạn hồn đen khổng lồ dài hơn 2 mét xuất hiện trong tay anh ta. Đao đoạn hồn, anh ta đã từng dùng, là tên mập chết tiệt kia cho anh ta mượn. À, đúng rồi, anh ta còn nói với tên đó, nếu không thể tiêu diệt toàn bộ tín đồ thì phải đem cho cốt trôn xuống đáy biển chết tiệt tôi nói là nếu lần này có thể sống sót trở về tên mập chết tiệt đó sẽ không quên chứ hắn sẽ không ngốc đến mức đào xác tôi lên đem cho cốt giải xuống biển chứ nếu thế thì dù có thành quỷ tôi cũng không tha cho hắn ồ quên mất nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lần này hẳn là không còn xác để trôn thẩm thanh trúc nhìn cơn lốc lửa mang khuôn mặt mã giật thiên ngày càng gần tự giễu cười nhưng được chôn cùng anh em trong một ngọn núi hình như cũng không tệ trong tiếng gào thét của gió mạnh và ngọn lửa thẩm thanh trúc giơ cao thanh đao đoạn hồn trong tay dùng hết sức vung xuống lưỡi đao đen kịt trong nháy mắt chém đôi khuôn mặt trong ngọn lửa dưới vẻ mặt cực kỳ đau đớn và oán độc của mã giật thiên hồn thể cuối cùng của hắn ta bị chém diệt hoàn toàn khuôn mặt biến mất trong ngọn lửa thần hồn câu diệt bóng người mặc áo khoác quân đội màu đen kia cũng rơi vào ngọn lửa dữ dội thẩm thanh trúc Hồng giáo quan hai mắt đỏ ngầu, hướng về phía dưới gầm lên giận dữ, "Huấn luyện thì mày chống đối tao, kiểm tra thì mày chống đối tao. Bây giờ đến lúc tao anh dũng hy sinh, mày còn muốn giành với tao sao? Tao dạy ra loại lính phản nghịch như mày thế nào hả? Chết tiệt!" Tiếng của Hồng giáo quan rất lớn, trong đường hầm hẹp này vang vọng như sấm rền, nhưng Thẩm Thanh Trúc đã không còn nghe thấy nữa. Ngọn lửa vô tận liếm lắp cơ thể anh ta, mọi thứ xung quanh anh ta dường như đều trở nên chết chóc, chỉ có nỗi đau thiêu đốt cơ thể anh ta hình như có người đang mắng mình chết tiệt ai gan to thế chờ tao có cơ hội nhất định sẽ đánh cho mày một trận nhưng mà khả năng cao là không có cơ hội đó rồi tín đồ vẫn chưa bị tiêu diệt bản thân cũng chưa trở thành cường giả thực sự đội người gác đêm ở thượng kinh như thế nào nhỉ có phải mạnh đến mức vô lý không nói mới nhớ mình còn chưa kịp tham gia nghi lễ tuyên thệ của người gác đêm ha ha bận rộn cả nửa ngày hóa ra mình còn chẳng phải là người gác đêm những núi tiếc này chỉ có thể là núi tiếc Chết tiệt, ít nhất cũng phải chết theo cách của một người gác đêm, chết một cách đường đường chính chính. Không biết lời tuyên thệ mình đọc có tác dụng không nhỉ? Trong biển lửa, thẩm thanh trúc toàn thân cháy đen đột nhiên mở mắt, anh ta cười. Suýt quên mất, mình là thẩm thanh trúc, cái quy tắc cho má gì? Mình nói nó có tác dụng thì nó có tác dụng. Trong biển lửa đỏ rực vô tận, anh ta mở đôi môi khô nứt đen xì, gầm lên không tiếng, ta là thẩm thanh trúc, dưới lá cờ đỏ của đại hạ tuyên thệ. Anh ta nắm chặt huy hiệu trong tay, mặc dù lòng bàn tay đã cháy đen hơn một nửa nhưng vẫn không có ý định buông ra, ngọn lửa liếm láp những dòng chữ sáng lấp lánh ở mặt sau huy hiệu, tỏa sáng rực rỡ. Nếu đêm đen cuối cùng buông xuống, trong đường hầm, ngọn lửa vẫn đang lan tràn. Mặc dù mã giật thiên đã chết, nhưng ngọn lửa dữ dội vẫn theo quán tính tràn vào đường hầm hẹp, hồng giáo quan buông bàn tay đầy vết máu, nghiến răng ôm lấy bách lý phì phì đang hôn mê, nhảy vọt lên phía trên. Ta nhất định phải đứng trước môn người. Hồng giáo quan liên tục nâng đôi chân đau nhức, nhảy qua nhảy lại giữa hai vách đá hai bên, ngọn lửa dữ dội bên dưới tràn đến rất nhanh, mặc dù ông đã cố gắng hết sức nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn đang thu hẹp lại. Cơ thể ông run rẩy nhưng ông tuyệt đối không thể dừng bước. Ông đã tận mắt nhìn thấy một người lính của mình chết ngay trước mặt, một người khác tuyệt đối không thể chết nữa. Đào ngang vực thẳm, ngọn lửa dữ dội chỉ còn cách bóng dáng hồng giáo quan một mét, lưỡi lửa nhảy múa gần như chạm vào cơ thể hai người. Hồng giáo quan không cúi đầu, mà nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên đỉnh đầu. Gân xanh trên người nổi lên, rơi vào trong hang động đầy lửa, Thẩm Thanh Trúc đã không còn hình người, từ từ nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt huy hiệu hoàn toàn mất cảm giác, từ từ buông ra. Máu nhuộm bầu trời. Ầm, một tiếng u vang đột ngột vang lên khắp thế giới ngầm, trong khoảnh khắc này, toàn bộ không khí trong hang động và đường hầm đều bị hút sạch, mọi ngọn lửa trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Trong thế giới chân không này, cơ thể cháy đen của Thẩm Thanh Trúc nặng nề rơi xuống đáy đất, những mảnh đá vụn tan chảy rơi xuống như mưa. Ẩm. trong tiếng ù vang toàn bộ hang động ngầm bị chôn vùi hoàn toàn mọi thứ trở về im lặng trong thế giới đen tối im lặng chỉ có một miếng ngọc mỏng lấp lánh ánh sáng mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống từ khuôn mặt hồng giáo quan ngay khi bóng dáng hai người họ sắp bị lửa nuốt chửng ngọn lửa sau lưng họ đột nhiên biến mất cảm giác ngạt thở thoáng qua bao trùm cơ thể hồng giáo quan nhưng cảm giác ngạt thở này chỉ kéo dài chưa đầy một giây rồi hoàn toàn biến mất như thể chưa từng xuất hiện chỉ có không khí còn sót lại hơi nóng mới có thể chứng minh rằng nơi đây từng xảy ra một trận hỏa hoạn dữ dội dưới lòng đất là thẩm thanh trúc hồng giáo quan nghiến chặt răng từng chút một di chuyển về phía trên đường hầm không biết bao lâu sau trên đỉnh đầu ông xuất hiện một tia sáng yếu ớt đó là ánh sáng của đèn pin bên dưới có người hình như là hồng hạo trên đỉnh đầu có tiếng nói mơ hồ chuyển đến ánh sáng đèn pin tập trung vào người hồng giáo quan những bóng người đó nhanh chóng hạ xuống đó là những giáo quan đeo dây thừng ở thắt lưng. Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, hồng giáo quan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng cuối cùng không chịu nổi nữa, bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi như thác nước nhỏ giọt. Các giáo quan nhanh chóng tiếp nhận Bách Lý Phì Phì đang hôn mê, đeo cho cả hai người thiết bị hạ dây, nói gì đó qua bộ đàm, rồi từ từ kéo lên. Hồng giáo quan, hồng giáo quan, ông ổn chứ? Trong quá trình kéo lên, Hàn Lật kiểm tra tình trạng cơ thể của hồng giáo quan, lo lắng hỏi hồng giáo quan ý thức có chút mơ hồ, vẫy tay, tôi không sao, chỉ hơi kiệt sức. Bên dưới, bên dưới còn một người. Nghe vậy, Hàn Lật quay đầu nhìn hai giáo quan khác, hai giáo quan kia gật đầu, tiếp tục hạ xuống, đi tìm người cuối cùng. Từ đây đến mặt đất còn bao xa? Hồng giáo quan bất lực hỏi. 200 mét, lên thêm 200 mét nữa là đến mặt đất. Hàn lật cúi đầu nhìn xuống hang động sâu hun hút, nơi này sâu bao nhiêu? 2 km. 2 km. Hàn lật trợn tròn mắt, không thể tin được nói, các ông đã lên đây bằng cách nào. Hồng giáo quan lắc đầu, ra hiệu rằng bây giờ ông không muốn nói chuyện. Hàn lật dường như nghĩ đến điều gì đó, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chìm vào im lặng. Thiết bị của họ hoàn toàn không đủ để họ hạ xuống 2 km. Tuy nhiên, anh ta không nói tin này cho Hồng giáo quan. Không lâu sau, Hồng giáo quan và Bách Lý phì phì được đưa trở lại mặt đất, trực tiếp được khiêng lên cáng, được nhân viên y tế khiêng ra khỏi núi. Lâu lắm sau, bên ngoài núi Thương Nam, Viên cường lặng lẽ nhìn Bách Lý phì phì, hồng giáo quan được đưa lên xe cứu thương, trong tiếng còi hú inh ỏi lao đi về phía xa. Còn chiếc xe chở lâm thất dạ đã khởi hành từ 10 phút trước. Thủ trưởng, người đi tìm kiếm thẩm thanh trúc đã trở về. Hàn lật chạy đến bên anh ta, mở lời, thiết bị hạ dây của chúng ta chỉ xuống được 1 km dưới lòng đất, sau đó hai giáo quan liều lĩnh, trực tiếp dùng công cụ hạ xuống đáy hang động. Nhưng mà... nhưng mà sao? Viên cường hơi nhíu mày hang động do tuyệt đối thổ vực tạo ra trước đó đã hoàn toàn sụp đổ đất đá vùi lấp mọi thứ họ không thể tìm thấy thẩm thanh trúc ở đâu hơn nữa theo phản ứng của thiết bị dò tìm sự sống trong hang động dưới lòng đất không có bất kỳ dao động sự sống nào hàn lật hít một hơi thật sâu kết hợp với tình hình mà hồng giáo quan vừa mô tả thẩm thanh trúc đã có thể xác nhận là đã hy sinh viên cương nắm chặt hai nắm đấm anh ta quay đầu nhìn lại ngọn núi thương nam chìm trong màn đêm một lúc sau chậm rãi mở miệng rút lui đi còn lại, giao cho người xử lý hậu sự. Đêm tối dần lui, trong ngọn núi thương nam chết chóc, một tia sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây đen kịt, chiếu sáng những ngọn núi hoang vu trùng điệp. Trận mưa như chút nước trước đó càng lúc càng nhỏ, những giọt mưa lất vất rơi xuống ngọn núi thương nam sau thảm họa, theo những cành lá xanh tươi nhỏ xuống đất. Thời gian trôi đi, mây đen tan đi, nắng vàng rực rỡ. Khi mặt trời dần lặn về phía tây, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những ngọn núi, như phủ lên mọi thứ một lớp màn mỏng màu vàng nhạt giữa một vùng đất hoang vu một cái kén nằm trên đất khẽ rung lên dường như một sinh mệnh mới sắp phá kén chui ra phía tây một bóng người yêu kiều từ từ bước ra từ hư không tóc dài mắt phượng mặc lễ phục đuôi én cao quý và tao nhã hắn là một trong ba thần của giáo hội cổ thần lên cảnh ngôn ngữ hơi thở của hình chiếu đó đã biến mất ở dưới lòng đất nơi đây ngôn ngữ cúi đầu nhìn xuống đất dưới chân ánh mắt như có thể xuyên qua lớp đất dày Linh hồn của hình chiếu bị xóa sổ, cách chết vô cùng kỳ lạ, cũng từ đó mà tinh thần của tôi. Ngôn ngữ nhíu chặt mày, lắc đầu, không nói tiếp nữa. Nơi đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngôi sao biển lớn, chúng ta đi bắt sứa đi nào. Ngôn ngữ vừa nói được nửa câu, toàn bộ khuôn mặt đột nhiên méo mó dữ dội, một giọng nói nhọn và kỳ lạ phát ra từ cổ họng hắn. Đồng thời, hai cánh tay hắn đột ngột mở ra, trên mặt nở một nụ cười khoa trương. Chát, tiếng tát giòn dã vang lên ngôn ngữ tát mạnh vào má mình hắn cúi đầu thờ hổn hển cổ đỏ bừng trong mắt đầy vẻ tức giận và khó hiểu chết tiệt trên người ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn gào lên tức giận hai tay ôm chặt đầu mình dường như muốn kéo thứ gì đó ra khỏi đó vài phút sau hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại sự hoảng loạn và tức giận vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết thay vào đó là sự bình tĩnh và điềm đạm dù ngươi là gì ta nhất định sẽ bóp chết ngươi không để ngươi hành hạ linh hồn ta nữa Ngôn ngữ cao mày nói nhỏ, mọi chuyện đều bắt đầu từ khi hình chiếu đó biến mất, nhất định đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Hắn đưa tay ra, áp lòng bàn tay xuống đất, từ từ nhắm mắt lại. Cảnh tượng dưới lòng đất này là viêm mạch địa long. Nơi đây còn có một con viêm mạch địa long sao? Mã giật thiên phế vật kia quả nhiên đã chết, hừ, còn có ồ. Ngôn ngữ khựng lại, mở mắt ra, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Do dự một lát, hắn đưa tay ra, trong hư không nắm lấy một cái gì đó, dường như đã lấy được thứ gì đó từ dưới lòng đất. Khoảnh khắc sau, một thi thể cháy đen xuất hiện trước mắt hắn. Thi thể này đã bị ngọn lửa thiêu dụi không ra hình dạng, không có chút sinh khí nào, một chân đã bị thiêu dụi hoàn toàn, vỡ vụn thành cho, ngay cả khuôn mặt cũng không thể nhận ra ngũ quan. Bị thiêu thành thế này mà vẫn còn một hơi thở. Trên mặt ngôn ngữ hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cẩn thận quan sát thi thể trước mặt, đôi mắt hơi sáng lên. Tiềm lực không tệ, là một mầm non tốt, hắn khẽ nhách môi cúi đầu nhìn thẩm thanh trúc mặt mày không còn nguyên vẹn chậm rãi nói ta biết ngươi vẫn có thể nghe thấy thiên phú của ngươi rất tốt hơn nữa bị thương như vậy mà vẫn có thể sống sót cũng coi như là kỳ tích rồi ta quyết định cho ngươi một cơ hội ngôn ngữ tiến đến bên tai thẩm thanh trúc từng chữ từng chữ nói một cơ hội để vứt bỏ quá khứ tái sinh một lần nữa ta có thể chữa lành toàn bộ vết thương cho ngươi ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn nhanh hơn ta chỉ cần ngươi tin tưởng ta trở thành tín đồ của ta nghe đến hai chữ tín đồ thi thể trước mặt khẽ run lên không thể nhận ra người trước kia là ai đã làm gì ta đều không quan tâm bởi vì đối với ta mà nói những thứ đó đều vô nghĩa trên thế giới này không ai có thể phản bội ta giọng nói của ngôn ngữ rất có từ tính trong ngữ điệu bình hòa tràn đầy sự tự tin là chết ở đây một cách tủi nhục hay là đi theo ta mở ra một cuộc sống mới nói cho ta biết câu trả lời của ngươi đôi mắt ngôn ngữ hơi nheo lại một giây hai giây ba giây thi thể đó như đã chết, không hề nhúc nhích. Ngay khi ngôn ngữ sắp mất kiên nhẫn, thi thể cháy đen kia khẽ rung lên, rơi xuống những mảnh vụn lớn, đôi môi hắn khẽ run rẩy, một giọng nói cực kỳ nhỏ bé phát ra từ đó. Được, giọng nói của hắn rất nhỏ, rất yếu ớt nhưng ngôn ngữ đã nghe thấy. Trên khuôn mặt ngôn ngữ nở một nụ cười, hắn đứng dậy, cảnh vật xung quanh méo mó kỳ lạ, những hình ảnh kỳ quái lan tỏa từ khắp người hắn, mọi thứ đều lơ lửng giữa thực tại và mộng cảnh. Đây là thần khư của cảnh giới Klen, trình tự 018, mộng kỳ. Trong thế giới dường như không tồn tại này, thi thể cháy đen kia từ từ bay lên, ánh sáng lung linh huyền ảo tràn ngập trên người hắn, những mảnh thịt cháy đen bắt đầu hồi sinh, chân phải bị đứt bắt đầu mọc lại, nội tạng sắp chết bắt đầu tái sinh. Ngứa ngáy, đau đớn, như thể có người dùng dao cắt hết tất cả phần thịt hoại tử, rồi nhét vào các mô cơ tươi sống, mặc dù phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp như vậy, hắn vẫn nghiến chặt răng, không nói một lời, thời gian trôi qua từng chút một, ánh sáng hư ảo tan biến, một cơ thể tươi mới đã ra đời. Thẩm Thanh Trúc phục hồi nguyên trạng từ từ hạ xuống đất, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông yêu dị trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Ngôn ngữ phất tay xua tan thần khư, mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Trúc, có chút ngạc nhiên nói, "Ta tưởng rằng sau khi ngươi hồi phục, việc đầu tiên ngươi làm là ra tay với ta. Ta đánh không lại ngươi." Thẩm Thanh Trúc bình tĩnh nói, "Vậy ngươi có muốn thử chạy trốn không?" Biết đâu có thể trốn thoát thành công. Không, thẩm thanh trúc lắc đầu ta không chạy ta muốn gia nhập tín đồ lần này ngôn ngữ thực sự có chút kinh ngạc hắn cẩn thận quan sát thẩm thanh trúc một lúc rồi cười gật đầu tốt rất tốt ta có thể cảm nhận được trong tương lai tín đồ sẽ có một vị trí dành cho ngươi hắn đưa tay phải ra đầu ngón trò xuất hiện một luồng sáng nhạt luồng sáng rời khỏi ngón tay hắn bay đến trước chán thẩm thanh trúc đây là khế ước linh hồn của tín đồ do chính ta tạo ra chỉ cần chưa đặt đến cấp độ thần đều sẽ bị nó khắc vào trong linh hồn từ đó thực sự trở thành tín đồ của ta. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi là một mầm non tốt, ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào suy nghĩ của ngươi. Chỉ cần ngươi không phản bội, ta sẽ không dùng nó để trói buộc ngươi. Thẩm Thanh Trúc nhìn chầm chầm vào luồng sáng trước mắt, trong mắt không hề có chút do dự nào, hắn nắm lấy luồng sáng này, ấn vào huyệt ấn đường của mình. Ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Thấy động tác dứt khoát của Thẩm Thanh Trúc, ngôn ngữ kinh ngạc nhướng mày, sự tán thưởng dành cho hắn lại tăng thêm đôi chút. Đợi, đến khi ánh sáng tan đi bóng dáng thẩm thanh trúc từng bước đi ra từ đó hắn hơi cúi người tay phải đặt lên ngực bình tĩnh nói tín đồ thẩm thanh trúc sẽ mãi mãi đi theo bước chân của ngài trên khuôn mặt ngôn ngữ nở một nụ cười hài lòng hắn rất thích cảm giác này tốt lắm đứng lên đi ngôn ngữ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm tâm trạng dường như rất tốt nên đi rồi ta đưa ngươi về tổng bộ tín đồ nếu còn ở lại đây nữa đám người đáng ghét kia lại đuổi theo mất vâng thẩm thanh trúc cung kính đáp Ngôn Ngữ quay người lại, phía trước xuất hiện một cánh cổng hư ảo, hắn thong thả bước vào trong, thân hình biến mất không thấy. Thẩm Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng biến mất của Ngôn Ngữ, khóe miệng hơi nhếch lên. Thằng ngốc. Thẩm Thanh Trúc cúi đầu, đưa tay sờ vào ngực mình. Ở đó, là một vòng ngọc vỡ vụn. Hắn đã cược đúng. Hồi Thiên Ngọc đã thành công ngăn chặn được linh hồn lạc ấn của Ngôn Ngữ, tức là hắn đã trở thành người duy nhất trong toàn bộ tín đồ thoát khỏi sự khống chế của Ngôn Ngữ xem ra hắn nợ tên mập chết tiệt kia ngày càng nhiều rồi hắn quay đầu lại nhìn dãy núi quen thuộc này ánh mắt như xuyên qua lớp đất vô tận rơi xuống huy hiệu sáng lấp lánh dưới lòng đất tạm biệt người canh gác hắn lẩm bẩm tự nói hắn bước ra đồng thời một cái kén bên chân hắn đột nhiên vỡ ra một đôi cánh lộng lẫy vùng vẫy chui ra khỏi cái kén rách nát nó cố sức đập cánh lảo đảo bay về phía xa thẩm thanh trúc dừng chân ngây người nhìn cảnh này hồi lâu sau hắn mỉm cười lắc đầu bước tới cánh cổng hư ảo kia trong gió giọng nói của hắn nhẹ nhàng trôi nổi trưởng thành sao bóng tối vô tận dần lui đi quyền kiểm soát cơ thể dần trở lại trong giấc ngủ lâm thất dạ từ từ mở mắt trần nhà màu trắng giường bệnh trắng tinh trên sàn nhà màu vàng nhạt rèm cửa nhẹ nhàng như lụa trắng đang bay trong gió bên ngoài cửa sổ mở toang là sân tập quen thuộc đây là phòng y tế lâm thất dạ cố gắng ngồi dậy nhưng cảm giác hư nhược từ linh hồn tràn ngập khắp cơ thể hắn cơ thể mệt mỏi như bị đổ trì, nặng nề vô cùng. Mỗi vết thương trên người hắn đều được băng bó cẩn thận, nhìn bộ quần áo bệnh nhân xanh trắng trên người, Lâm Thất Dạ bất lực cười khổ. Viện trưởng cũng có một ngày mặc quần áo bệnh nhân. Hắn khó khăn ngồi dậy, đi dép lê, lảo đảo đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng hét của Bách Phỉ Phỉ bên cạnh. Không thể nào, anh ấy không thể chết được. Tôi đã đưa hồi thiên ngọc cho anh ấy rồi. Cho dù là Diêm Vương đến, anh ấy cũng không thể chết được. Lâm Thất Dạ sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Ai chết? Hắn vô thức bước nhanh hơn, đi về phía phòng bệnh bên cạnh, hai chân đột nhiên mềm nhũn, thân hình loạn choạng, suýt ngã xuống đất. Lâm Thất Dạ. Giáo quan Hàn Lật thấy Lâm Thất Dạ xuất hiện ở cửa, kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ hắn. Lâm Thất Dạ vịn khung cửa, xua tay, ra hiệu mình không sao, chỉ thấy Bách Phi phì mặc cùng loại quần áo bệnh nhân, đầu được băng bó dày cộm mấy vòng, ngồi trên giường như một đứa trẻ đầu to. Thất Dạ, anh tỉnh rồi à? Bách phỉ phỉ thấy Lâm thất dạ, cũng mừng rỡ lên tiếng. Xảy ra chuyện gì? Ai chết? Lâm thất dạ co mày hỏi. Giáo quan Hàn Lật và Bách phỉ phỉ cùng im lặng. Là thẩm thanh trúc. Giáo quan Hàn Lật chậm rãi lên tiếng. Anh ấy để cứu hồng giáo quan và Bách Lý Đồ Minh. Đã lấy huy hiệu của giáo quan, nhảy vào hang động đang cháy. Anh ấy sẽ không chết. Bách phỉ phỉ lại lên tiếng, nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm thất dạ. Kiên định nói, thất dạ. Anh phải tin em. Anh ấy sẽ không chết cho dù người bị thiêu cháy, bị đè dưới đá, anh ấy cũng sẽ không chết. Anh ấy nhất định bị mắc kẹt ở một nơi nào đó dưới lòng đất. Em phải đi tìm anh ấy, em phải đào anh ấy ra. Bách phỉ phỉ lo lắng bước xuống giường, thậm chí còn không đi dép, vội vã định đi ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách Lý Đồ Minh, bình tĩnh nào. Huấn luyện viên Hàn Lật đỡ Bách Lý phỉ phỉ, bất đắc dĩ lên tiếng. Sau khi chúng ta rời khỏi Thương Nam Sơn, đội hậu cần đã đến Thương Nam Sơn cũng đã xuống hang động của các người, dưới năng lực của cấm khư hệ thổ, họ đã lật tung toàn bộ phế tích dưới lòng đất. Họ tìm thấy thi thể của hai tín đồ cảnh giới xuyên bị chôn vùi, tìm thấy huy hiệu mà Hồng giáo quan đã sử dụng nhưng trong hang động cốt lõi nhất, họ chỉ tìm thấy những mảnh than lớn vụn vỡ. Qua đối chiếu DNA, một số mảnh than vụn trong đó đến từ cường giả cảnh giới hải trong tín đồ, mã giật thiên, còn một số khác đến từ thẩm thanh trúc, bách lý phì phì há hốc mồm, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng các người không tìm thấy thi thể của anh ấy, đúng không? Vậy nên, lúc đó trong hang động đó đầy lửa và dung nham, căn bản không thể để lại thi thể. Huấn luyện viên Hàn lật lắc đầu. Bách Lý phì phì nhíu chặt mày, anh ta cúi đầu, vắt óc suy nghĩ, đột nhiên, anh ta lại ngẩng đầu lên. Không, nếu nếu trước khi ngọn lửa thiêu dụi hoàn toàn cơ thể anh ấy, anh ấy hút hết không khí trong hang động, dập tắt ngọn lửa thì anh ấy có thể sống sót. Bách Lý Đồ Minh, huấn luyện viên hàn lật nắm lấy vai anh ta mở to mắt từng chữ một nói hồi thiên ngọc không phải là thần dược nó chỉ có thể giữ hơi thở cho người sắp chết đối với người đã chết thì không có tác dụng cho dù mọi chuyện như anh nói anh ấy hút hết không khí mà sống sót thì tại sao đội hậu cần không tìm thấy thi thể của anh ấy đó là dưới lòng đất 2 km chẳng lẽ một người sắp chết còn có thể bò lên mặt đất sao nghe xong câu này môi bách lý phì phì bắt đầu run rẩy anh ta há miệng dường như còn muốn biện giải điều gì đó nhưng lại không nói nên lời huấn luyện viên hàn lật nói đúng điều này căn bản không hợp lý thẩm thanh trúc đã chết không chỉ riêng cậu đau lòng cậu tưởng rằng chúng tôi những huấn luyện viên này nhìn thấy binh lính của mình chết ngay trước mắt mà sẽ dễ chịu sao hàn lật mắt đỏ ngầu chỉ tay về phía doanh trại bên ngoài lớn tiếng quát nhưng đây không phải là câu chuyện mary sue huyền ảo gì đó không phải là chuyện sảng khoái vô địch cậu không thể vì muốn nhìn thấy điều gì đó mà chống đối phớt lờ sự tồn tại của thực tế đây chính là người gác đêm đây chính là quân nhân hy sinh, luôn luôn xảy ra. Tôi dám cá rằng, 10 năm sau, trong số những tân binh sắp rời khỏi trại huấn luyện này, chắc chắn sẽ không đến một phần ba còn sống sót. Đây không phải là tôi nói, đây chính là hiện thực đẫm máu đang diễn ra trước mắt chúng ta. Nhưng ít nhất chúng ta phải để những người hy sinh ra đi một cách đường hoàng, quang minh chính đại. Chứ không phải như bây giờ, ngay cả thực tế cũng không dám đối mặt. Tiếng nói của huấn luyện viên Hàn Lật vang vọng khắp phòng bệnh, bách lý phi phi cúi đầu, trong mắt đầy vẻ hoang mang, im lặng không nói. Lâm thất dạ từ từ bước tới, vỗ vai Bách Lý phì phì, quay sang nói với huấn luyện viên Hàn Lật, huấn luyện viên, để em ở đây. Huấn luyện viên Hàn Lật bình tĩnh lại, gật đầu, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể, các cậu nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai phải tham gia lễ tuyên thệ. Sau khi kết thúc, các cậu sẽ phải rời đi. Ông thở dài, quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Lâm thất dạ từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tình trạng cơ thể anh vẫn chưa cho phép anh đứng quá lâu anh nhìn bách lý phi phi đang mất hồn mất vía trước mặt nhẹ giọng nói vậy có thể kể cho tôi biết rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì không bách lý phi phi gãi đầu buồn bã nói lúc đó đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ lắm tôi bị đánh ngất đi nhưng sau đó nghe hồng giáo quan kể lại thì lúc đó nghe xong lời kể lại của bách lý phi phi lâm thất dạ cũng im lặng cướp huy chương của huấn luyện viên một mình chém chết mã giật thiên lao vào biển lửa thẩm thanh trúc làm ra những chuyện này thoạt nhìn thì ngoài dự đoán nhưng nghĩ kỹ lại anh ta đúng là người sẽ làm những chuyện như vậy thẩm thanh trước đó thực sự đã chết như vậy sao không hiểu sao trong lòng lâm thất dạ luôn có một cảm giác không chân thực ngay lúc này bách lý phi phi như nghĩ ra điều gì thất dạ tôi và hồng giáo quan đã bàn bạc quyết định giấu chuyện anh có thể biến thành phụ nữ chúng ta thống nhất lời khai đừng để đến lúc đó bị không phải anh đợi đã lâm thất dạ biểu cảm kỳ quái nói tôi có thể biến thành phụ nữ đây là cách nói kỳ lạ gì vậy nhưng lúc đó anh thực sự đã biến đổi mà tóc dài ra, da, da mịn màng hơn, người cũng trắng hơn, hình như cả yết hầu cũng. Chúng ta vẫn nói chuyện thống nhất lời khai đi. Lâm thất dạ cảm thấy bất lực trong lòng, sự thay đổi trên cơ thể anh chỉ là do tạm thời mang linh hồn của Nix gây ra. Hơn nữa anh cũng không thực sự biến thành phụ nữ, chỉ là bề ngoài trông có vẻ nữ tính hơn một chút, xét về mặt sinh lý, anh vẫn là đàn ông. Nhưng Bách Lý Phi Phi nói vậy, khiến anh như thể đã trở thành người chuyển giới vậy. Chuyện này cũng không thể giải thích với Bách Lý Phi Phi, chỉ có thể mơ hồ cho qua. Dầm. Bên ngoài phòng bệnh, Tào Uyên sách một giỏ trái cây trợn tròn mắt, giỏ trái cây trên tay đã rơi xuống đất. Cái gì? Thất dạ có thể biến thành phụ nữ sao? Anh ta kinh ngạc nói. Lâm thất dạ bất lực chống chán. Đêm khuya. Vị trí của trại huấn luyện cách thành phố rất xa nên ô nhiễm cũng nhẹ hơn. Ngừng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn có thể thấy từng ngôi sao sáng lấp lánh điểm suyết trên bầu trời đêm, bao la mà hùng vĩ. Lúc này, trên nóc tòa nhà y tế, ba bóng người đang tụ tập với nhau, trước mặt họ là một đống lửa chạy nhỏ, thoang thoảng mùi thịt nướng thơm phức. Bách Lý Phi Phi cắn một miếng thịt nướng trên tay, có chút không chắc chắn nói, chúng ta làm vậy thực sự sẽ không bị mắng sao. Bị thì bị, dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi, có thể ra sân tập chạy vòng đến sáng, hình như cũng không tệ. Tào Uyên thản nhiên nói, anh thì không sao nhưng hai chúng ta vẫn là bệnh nhân mà. Chạy cả đêm, anh muốn làm chúng ta mệt chết sao? Bách Lý Phi Phi nhách miệng, bệnh nhân thì không sợ bị mắng rồi, nhiều nhất là bị mắng một trận thôi. Tào Yên quay đầu, nghiêm túc nhìn Lâm. Thất dạ, thất dạ, nói thật, anh thực sự không muốn biến thành phụ nữ, để tôi mở mang tầm mắt sao. Cút! Ồ, oh, Bách Lý phì phì cúi đầu ăn hết thịt nướng trên tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thở dài thường thượt. Trước đây, khi tôi còn làm ông cụ non ở quê nhà Quảng Đông, tôi cũng từng gặp một vài người canh gác, lúc đó tôi chỉ cảm thấy họ rất ngầu, vì vậy tôi đã xin ông già tôi đến đây làm người canh gác chơi chơi nhưng tôi vẫn không hiểu trở thành người canh gác rốt cuộc có ý nghĩa gì lâm thất dạ liếc anh ta bây giờ thì sao bây giờ bách lý phì phì khựng lại từ từ nói tôi hình như đã hiểu một chút hiểu càng nhiều càng cảm thấy gánh nặng trên vai càng lớn bách lý phì phì thở dài sau đó tự diễu lắc đầu không ngờ tôi đường đường là tiểu thiếu gia của bách lý gia cũng có một ngày trở thành người canh gác nói nghiêm túc anh vẫn chưa phải là người canh gác, nghi lễ tuyên thệ mới bắt đầu vào ngày mai. Tào Uyên sửa lại. Tào Uyên anh giỏi lắm, bây giờ tôi là bệnh nhân, anh còn đến chọc tức tôi. Lương tâm anh không đau sao? Không. Bách Lý phì phì sắn tay áo, như muốn đánh nhau với Tào Uyên. Lâm thất dạ cười nói, phì phì, cậu nên trân trọng cơ hội hiện tại, bởi vì sau ngày mai, sẽ không còn ai chọc tức cậu nữa. Nghe câu này, Tào Uyên và Bách Lý phì phì đều sừng sốt, đồng thời im lặng. Lâm thất dạ im lặng một lúc, nhìn bách lý phì phì nói sau khi trở về quảng đông cậu định làm gì về nhà hay là đi làm người canh gác bách lý Phi phì không do dự đi làm người canh gác tào uyên nhướng mày không cần các chị hầu gái nữa sao cần chứ bách lý phì phì nghiêm trang nói khi tổ chức cần tôi tôi luôn là người canh gác khi tổ chức rảnh rỗi tôi vẫn là cậu em trai đẹp trai của các chị hầu gái he 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 tào uyên trợn mắt nhìn lâm thất dạ tôi ở thành phố hoài hải khá gần thương nam khi nào rảnh có thể đến tìm tôi? Lâm thất dạ ử ừ một tiếng. Thất dạ, tôi nói này anh trực tiếp lập một đội đặc biệt đi. Bách Lý Phi Phi nhách miệng. Lâm thất dạ sửng sốt, đội đặc biệt. Đúng vậy, anh nghĩ mà xem, anh là đại diện của hai vị thần. Làm đội trưởng của một đội đặc biệt không thành vấn đề chứ. Sau khi anh làm đội trưởng, anh có thể thành lập đội. Đến lúc đó kéo chúng tôi vào, chúng ta không phải lại tụ tập được rồi sao? Bách Lý Phi Phi càng nói càng phấn khích, anh là đại diện của hai vị thần tôi là tiểu thiếu gia của bách lý gia có thể coi là nhà sưu tập cấm vật làm thành viên của một đội đặc biệt không làm mất mặt anh chứ tào uyên thằng ngốc này tuy không ưa tôi nhưng cấm khư của nó cũng là siêu nguy hiểm trong số những siêu nguy hiểm người đứng đầu dưới thần khư làm thành viên của một đội đặc biệt không quá đáng chứ tiếc là anh chẳng đẹp trai nếu không bốn chúng ta tụ tập lại đội đặc biệt mạnh nhất không phải đã ra đời rồi sao bốn người làm sao đủ để thành một đội đặc biệt tào uyên lắc đầu này, thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người hợp ý chúng ta, lại có thực lực mạnh chứ. Nếu không được thì kéo cả Molly vào nữa. Phản đối tình yêu nơi công sở. Tào Uyên giơ tay. Tôi đồng ý, Lâm thất dạ lập tức giơ tay. Được, 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 vậy không dẫn Molly đi ôi, vấn đề nhân sự không phải vấn đề, sẽ có cách giải quyết thôi. Lâm thất dạ ngây người nhìn ngọn lửa chạy trước mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh đội giả mặt, họ vây quanh một chiếc bàn ăn, vừa cười vừa mắng, họ đeo hộp đựng kiếm lên lưng, không nói một lời cùng nhau đến vực sâu và địa ngục có vẻ như đúng là không tệ thành lập đội đặc biệt còn quá sớm anh đã thấy đội đặc biệt nào để một tân binh chỉ cảnh làm đội trưởng chưa lâm thất dạ lắc đầu hơn nữa điều này phải do cấp cao của người canh gác quyết định chúng ta không có quyền quyết định đúng là vậy bách lý phì phì thở dài sau đó nhìn lâm thất dạ một cách nghiêm túc nhưng nếu một ngày nào đó anh thực sự có cơ hội thành lập đội đặc biệt nhất định phải đến quảng đông tìm tôi tào uyên lập tức nói tiếp còn tôi nữa tôi đợi anh ở thành phố hoài hải lâm thất dạ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của họ gật đầu mạnh mẽ nếu có ngày đó tôi nhất định sẽ đến dưới bầu trời lấp lánh mùi thịt thơm nồng lan tỏa trong gió ba chàng trai ngồi bên nhau tiếng nói của họ vang vọng trên sân thượng không chỉ có phòng y tế cảnh tượng như vậy còn diễn ra lén lút ở mọi ngóc ngách của trại huấn luyện hôm nay không có giáo quan nào đến ngăn cản họ sáng sớm hôm sau bách lý phi phi hiếm khi không ngủ nướng mà dậy sớm rửa mặt gấp chăn dọn dẹp hành lý đứng trước gương cài cúc áo quân phục một cách nghiêm túc thất dạ trông tôi thế nào anh ta quay người nhìn lâm thất dạ đã mặc chỉnh tề từ lâu rất trang trọng rất có tinh thần lâm thất dạ quan sát kỹ một lượt nghiêm túc gật đầu bách lý phi phi cười cười liếc nhìn thời gian trên tường gần đến giờ rồi lâm thất dạ ngạc nhiên nhướng mày còn nửa tiếng nữa mới đến giờ diễn ra nghi lễ bây giờ đã đi sao đi sớm thì không sai được hai người bước ra khỏi ký túc xá đi thẳng đến sân tập đến nơi lâm thất dạ mới phát hiện ra rằng một nửa số tân binh trong toàn trại huấn luyện đã đến họ mặc quân phục nghiêm chỉnh trò chuyện với nhau trên sân tập khuôn mặt đầy vẻ trang nghiêm và phấn khích không giấu nổi họ đã vào trại huấn luyện được một năm rồi một năm qua họ đã trải qua gian khổ kêu mệt từng nghĩ đến chuyện từ bỏ nhưng cuối cùng họ vẫn kiên trì họ đã lột xác bây giờ họ phải đối mặt với thời khắc vinh quang nhất và cũng là thời khắc quan trọng nhất trong năm qua thời gian trôi qua từng phút từng giây rất nhanh đã đến lúc lễ tuyên thệ sắp bắt đầu các giáo quan lần lượt bước lên võ đài những tân binh đang náo nhiệt lập tức im lặng viên cương nhìn lướt qua mọi người bình tĩnh nói trước khi lễ tuyên thệ bắt đầu còn một việc nữa mọi người sửng sốt ngay sau đó một số giáo quan cầm hộp đen bước lên viên cương tiếp tục nói trong đợt cứu hộ lần này các bạn đã thể hiện rất xuất sắc trước đại họa các bạn đã thực sự thể hiện được vinh quang của quân nhân đại hạ của chúng ta, những người canh gác. Vì vậy chúng tôi trao tặng cho mỗi tân binh tham gia hoạt động cứu hộ một huy chương ngọn lửa. Đôi mắt của mọi người bên dưới bục sáng lên, biểu cảm đầy kinh ngạc. Và trong đợt cứu hộ lần này, chúng ta còn có hai chiến sĩ hy sinh, trong đó có một người đã chủ động hiến dâng mạng sống của mình để bảo vệ đồng đội và giáo quan. Tên anh ấy là Thẩm Thanh Trúc. Nghe thấy ba chữ này, tất cả mọi người đều im lặng. Anh ấy là kẻ gây chuyện trong trại huấn luyện, nhưng anh ấy là anh hùng của người canh gác. Tại đây, chúng tôi trao tặng cho Thẩm Thanh Trúc huy chương ngôi sao sáng." Giọng nói vừa dứt, tất cả các giáo quan trên bục đồng thời giơ tay phải lên, chào theo nghi thức quân đội. Cùng lúc đó, tất cả các tân binh bên dưới cũng đồng thời giơ tay lên, biểu cảm trang nghiêm chào theo nghi thức quân đội. Các giáo quan trao huy chương cho từng người, còn huy chương của Thẩm Thanh Trúc thì được hồng giáo quan cẩn thận cất đi. Huy chương này sẽ được chôn cùng với áo choàng, đao thẳng và huy hiệu của anh trong lăng mộ của người canh gác bên dưới lý lương và đặng vĩ đôi mắt đỏ ngầu cơ thể run rẩy họ nhìn vào huy chương sáng lấp lánh nắm chặt tay anh thẩm lên đường bình an đợi đến khi tất cả huy chương được trao xong tiếp theo là trang bị riêng của từng người canh gác trịnh trung mạc lan lý thiếu quang tảo uyên trên võ đài một số giáo quan đứng trước những chiếc hộp kim loại được niêm phong đối chiếu danh sách gọi tên từng người người được gọi tên sẽ lần lượt nhận trang bị của mình bách lý đồ minh lâm thất dạ sau khi gọi đến tên lâm thất dạ anh lập tức bước lên bục nhận trang bị của mình không ngoài dự đoán bộ ba trang bị tiêu chuẩn của người canh gác đao tinh thần áo choàng huy hiệu sau khi nhận được trang bị lâm thất dạ cũng như những người khác trước tiên mặc áo choàng vào người chiếc áo choàng màu đỏ sẫm không biết làm từ chất liệu gì mềm mại và thoải mái mặc vào người không hề có cảm giác nặng nề kích thước cũng vừa vặn tiếp theo anh cầm cán đao tinh thần cảm giác quen thuộc và trọng lượng này không có gì khác biệt so với những con dao chế thức khác mà anh đã sử dụng trước đây điểm khác biệt duy nhất là trên thân đao thẳng có khắc ba chữ nhỏ lâm thất dạ lâm thất dạ sử dụng hai con dao nhưng anh không nộp đơn xin thêm một con dao nữa vì ở nhà anh còn một con dao khác trên con dao đó khắc chữ triệu không thành cuối cùng là huy hiệu cảm giác nặng trĩu hai con dao giao nhau nên sao lâm thất dạ quan sát kỹ một lúc rồi lật mặt sau ở cuối bốn dòng chữ nhỏ quen thuộc cũng khắc ba chữ lâm thất dạ đây là bằng chứng về thân phận người canh gác của anh đợi đến khi mọi người nhận xong viên cương đứng trên bục từ từ mở lời tôi nghĩ các anh đã biết ba thứ này là trang bị tiêu chuẩn của người canh gác chúng ta nhưng có lẽ ít người biết chúng tượng trưng cho điều gì Đao thẳng áo choàng huy hiệu tại sao lại là ba thứ này tại sao không thêm giày găng tay mũ và những thứ khác truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé bởi vì chúng đặc biệt nhất đao thẳng hay còn gọi là đao tinh thần được rèn từ một loại vật liệu có nguồn gốc vô cùng bí ẩn có người nói là thiên thạch có người nói là quạng sắt biến dị trong sương mù có người nói là thần thiết thượng hạng lấy từ kho vũ khí của đại hạ tôi không biết cả đại hạ cũng không ai biết ngoại trừ người rèn những con dao này nguồn gốc của nó không quan trọng điều quan trọng là nó sẽ không bao giờ gãy không bao giờ dì xét không bao giờ tan chảy không bao giờ đóng băng bất kỳ lực bên ngoài nào cũng không thể phá vỡ cấu trúc bên trong của nó từ khoảnh khắc chúng được rèn ra chúng đã vĩnh viễn định hình ở dạng này bao gồm cả tên của các anh được khắc trên đó nó là dao tấn công mà các anh có thể hoàn toàn tin tưởng áo choàng được làm từ vật liệu công nghệ nano hàng đầu vừa đảm bảo sự thoải mái vừa có thể chống lại hiệu quả cái lạnh cái nóng độ ẩm vi khuẩn và các môi trường khắc nghiệt khác nó giống như một bộ đồ bảo hộ đa năng giúp các anh cách ly khỏi những tác động bên ngoài khi chiến đấu nhưng nó không chắc chắn chỉ là một chiếc áo choàng chứ không phải áo giáp nếu áo choàng bị rách trong trận chiến, có thể nộp về tổng hành dinh để khâu lại, có người chuyên trách sẽ khâu cho các anh, ngày hôm sau sẽ giao lại tận tay các anh. Nó là khiên phòng thủ giúp các anh thích nghi với mọi môi trường. Còn về huy hiệu nó chỉ có một tác dụng, đó là đồng quy vu tận. Nó có thể kích thích toàn bộ tiềm năng của một người trong thời gian ngắn, người không có cấm khư sẽ có được cấm khư, người có cấm khư sẽ nâng cao cảnh giới, nó có thể cho bạn một khả năng, một khả năng liều chết chiến đấu, bảo vệ phẩm giá, tạo cơ hội sống cho đồng đội. Nó là tín ngưỡng bảo vệ phẩm giá khi chết của các anh." Viên Cương hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "Giao tấn công, khiên phòng thủ vào một cách chết đàng hoàng. Đây là vũ khí tốt nhất mà chúng tôi có thể trao cho các anh." Những tân binh không, những người canh gác thế hệ mới, cúi đầu nhìn bộ trang bị trên người mình, chìm vào im lặng. Ba món trang bị, không nhiều cũng không ít, nhưng chúng mang trên mình sự tiếp nối và thịnh vượng của một quốc gia. Viên Cương đứng thẳng tắp, nhìn xuống toàn bộ màu đỏ sẫm dưới bụng, nghiêm trang mở lời, lễ tuyên thệ bắt đầu xoạt xoạt một cơn gió lớn thổi qua lá cờ đỏ trên cột cờ dựng trên đài diễn võ tung bay phấp phới toàn trường trang nghiêm viên cương nắm chặt tay phải nắm chặt huy hiệu đặt lên ngực mình tay trái đặt lên chuôi đao thẳng ở thắt lưng giọng nói âm trầm và hoàng lượng vang vọng khắp sân huấn luyện tôi viên cương dưới lá cờ đỏ của đại hạ tuyên thệ tất cả mọi người đồng thời nắm chặt huy hiệu trong tay phải đặt lên ngực tay trái nắm chặt chuôi đao khí thế ngút trời mở lời tôi vương lợi Tôi Lý Thiếu Quang. Tôi Ôn Thanh Thanh. Tôi Đặng Vĩ. Tôi Lý Lương. Tôi Tảo Uyên. Tôi Bách Lý Đồ Minh. Tôi Lâm Thất Dạ. Cuối cùng, giọng nói của tất cả mọi người đều hòa thành một câu. Dưới lá cờ đỏ của đại hạ tuyên thệ, viên cường tiếp tục nói, nếu đêm đen cuối cùng buông xuống, nếu đêm đen cuối cùng buông xuống, ta nhất định sẽ đứng trước muôn người, ta nhất định sẽ đứng trước muôn người. Ngang đao hướng vực, ngang đao hướng vực, máu nhuộm bầu trời máu nhuộm bầu trời họ nắm chặt nắm đấm trong mắt có sự phấn khích kiên định kiên cường bốn dòng chuối này sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim họ giống như khắc trên con dao của họ vậy những chú sâu nằm trong kén cuối cùng cũng phá kén chui ra từ giờ phút này trở đi họ chính là những người canh gác lớn lên có lẽ đơn giản như vậy đi thôi đi thôi, đi thôi. tôi cũng đi đây bảo trọng sau này nhất định phải đến tìm tôi ha ha yên tâm đi lúc đó tôi sẽ mời cậu uống rượu lão vương đừng chết. Nghe thấy chưa? Mẹ kiếp, mạng ông đây cứng hơn mạng mày, dễ chết như vậy sao? Đợi ông đây hai năm nữa lên làm đội trưởng, mời mày uống rượu. Trong ký túc xá, từng bóng người quen thuộc kéo vali, cố nén sự không nỡ, vừa cười vừa mắng nhau chào tạm biệt. Cuộc tụ họp kéo dài một năm này, cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay. Thất dạ, tôi đi đây. Ngoài cửa, Tào Uyên kéo vali, nghiêm túc nhìn Lâm thất dạ, nhớ đến hoài hải tìm tôi lâm thất dạ cười nói yên tâm đi trên đường cẩn thận hu 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 thất dạ tôi cũng phải đi rồi không có tôi ngủ cùng cậu đừng nhớ tôi bách lý mập mạp mắt đỏ hoe sau lưng có mấy vệ sĩ giúp hắn sách hành lý luyến tiếc nói đừng nói những lời dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy lâm thất dạ bất lực thở dài về quảng đông rồi thì đừng quá buông thả nếu không lúc chiến đấu dễ xảy ra chuyện yên tâm đi tôi biết chừng mực bách lý mập mạp vỗ ngực cậu nhất định phải đến quảng đông tìm tôi chơi chỉ cần cậu gọi một cuộc điện thoại, máy bay riêng, khách sạn 5 sao, chị gái xinh đẹp đảm bảo sắp xếp đầy đủ cho cậu. Lâm thất dạ vừa buồn cười vừa bất lực nói, biết rồi, tôi sẽ đến. Bách Lý mập mạp dẫn theo đám vệ sĩ, ba bước ngoái đầu một lần, sau đó như nghĩ ra điều gì, từ xa hét lớn với Lâm thất dạ, đúng rồi, đồ của cậu, tôi để dưới gầm giường cho cậu rồi, nhớ lấy nhé. Lâm thất dạ sửng sốt, đợi đến khi Bách Lý mập mạp đi xa, trở về ký túc xá, từ dưới gầm giường lấy ra một hộp quả lớn, đầy một hộp đồng hồ Rolex. Cậu nhóc này, Lâm thất dạ vừa cười vừa mắng, do dự một lúc rồi nghiêm túc cất nó vào vali. Hắn đứng dậy, nhìn căn ký túc xá lần cuối, kéo vali màu hồng in hình Peppa Pig, bước ra ngoài. Dần dần, những người rời khỏi trại huấn luyện ngày càng ít, cả tòa ký túc xá cũng ngày càng trống trải. Không biết từ lúc nào, cả trại huấn luyện đã chìm vào một phiến im lặng. Ánh nắng chiều tà hát xuống bãi tập, trại huấn luyện không một bóng người, toát lên một nỗi buồn man mác ký túc xá, nhà ăn, trường bắn, bãi tập, những tòa nhà quen thuộc, từng chút một lùi xa, không lâu sau, Lâm thất dạ kéo vali lại trở về trước cánh cổng sắt lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy chữ lớn trên cánh cổng sắt, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lần đầu bước vào cánh cổng này. Đi thôi. Hắn lẩm bẩm một tiếng, kéo vali bước ra khỏi cổng. Đây là căn cứ huấn luyện tân binh số 039, là nơi hắn đã trải qua một năm. Hắn là tân binh đầu tiên ở đây hắn là người canh gác cuối cùng rời khỏi đây. Theo con đường cắt vàng gập ghềnh, Lâm Thất Dạ kéo vali, đi mãi đến ngoài chốt quân sự. Ngay khi hắn chuẩn bị chờ xe buýt cuối cùng đưa họ đi, ánh mắt hắn dừng lại ở một nơi không xa, đột nhiên sửng sốt. Chỉ thấy trên con đường bên hông, một chiếc xe thùng màu đen quen thuộc đang đỗ ở đó, một người phụ nữ mặc đồ thể thao màu đỏ, đeo kính dâm đang dựa vào cửa xe, thấy Lâm Thất Dạ, cô ấy phấn khích vẫy tay. Lâm Thất Dạ cười, kéo vali đi thẳng đến trước. Chị Hồng Anh, sao chị lại đến đây?" Lâm Thất Dạ cười hỏi. Hồng Anh cười khúc khích, bước nhanh đến, ôm chầm lấy Lâm Thất Dạ. "Tất nhiên là đến đón thành viên mới của đội 136 chúng ta xuất trại rồi." Hồng Anh suýt nữa làm Lâm Thất Dạ nghẹt thở, đến khi cổ Lâm Thất Dạ sắp gãy, cô ấy mới buông tay, nhận lấy vali trong tay Lâm Thất Dạ, tiếp tục nói, "Đội trưởng từ tháng trước đã bắt đầu tính thời gian cậu xuất trại, mỗi ngày đều khoanh tròn trên lịch, lẩm bẩm còn mấy ngày nữa cậu mới về." Giống như sư thầy tụng kinh, Phiền chết đi được. Hồng Anh lên xe, đóng cửa xe, nhưng mà, cậu có thể điều về đội 136 của chúng ta, mọi người đều rất vui, chỉ có tên Lãnh Huyền kia mặt lạnh tanh, lạnh lùng nói rằng thất dạ nhà chúng ta không nên điều về Thương Nam, cậu ấy nên đến nơi cao hơn. Lâm Thất Dạ ngồi ở ghế phụ lái gãi đầu, như thể đã tưởng tượng ra cảnh Lãnh Huyền nói câu này. Hồng Anh nổ máy xe, chuẩn bị lái xe, suy nghĩ một chút, quay người lại, không nói một lời vỗ vai Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ ngơ ngác nói: chị hồng anh chị làm gì vậy đội trưởng nói bảo tôi an ủi cậu không lấy được thứ hạng tốt trong trại huấn luyện cũng không mất mặt mọi người đều tin vào tiềm năng của cậu má hồng anh hơi đỏ nhưng mà nhưng mà tôi tôi thực sự không biết an ủi người khác tôi định học theo đội trưởng vỗ vai nhưng đột nhiên lại không biết nói gì ôi phiền chết đi được hồng anh xấu hổ và tức giận dứt khoát đạp mạnh chân ga trong tiếng động cơ ầm ầm lốp xe cuốn lên một lượng lớn khói bụi xe thùng lao nhanh về phía trước Lâm Thất Dạ nắm chặt tay vị, nuốt nước bọt, "Chị Hồng anh bình tĩnh." "Bình tĩnh nào?" Lúc này, Lâm Thất Dạ cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc, xem ra thứ hạng trong trại huấn luyện không được các giáo quan công bố trực tiếp, mọi người trong đội 136 còn tưởng Lâm Thất Dạ xếp hạng không cao nên mới được điều về Thương Nam. Chuyện này có nên giải thích không? Ngay khi Lâm Thất Dạ còn đang do dự, Hồng Anh tiếp tục nói, "Thực ra, hôm nay mọi người định cùng nhau đến đón cậu nhưng đột nhiên xảy ra một số chuyện, chỉ có mình tôi có thời gian đến đây." có chuyện gì vậy phía đông thành phố xuất hiện một vụ án nghi là bí ẩn ôn kỳ mặc lãnh huyền tiểu nam đã đến đó xem tình hình còn đội trưởng và ngô lão cầu đang đi gặp một nhân vật quan trọng nhân vật quan trọng lâm thất dạ nghi hoặc hỏi nhân vật quan trọng nào mà đến thương nam vậy hồng anh cười bí ẩn nghe nói đó là một nhân vật đứng đầu loài người cái gì lâm thất dạ sửng sốt ngạc nhiên không khi tôi nghe tin này tôi còn làm rơi cả đũa hồng anh nhún vai Nghe nói hôm kia ở bên kia núi Cương Nam, phát hiện ra dao động nghi là, thần minh nên đặc biệt mời một nhân vật đứng đầu loài người đến điều tra. Bây giờ trước tiên đến gặp đội chúng ta đang đóng quân ở Thương Nam, để tìm hiểu tình hình, một lát nữa có lẽ sẽ đến doanh trại tìm vị chỉ huy kia. Nghe xong câu này, trái tim lâm thất dạ lập tức treo lơ lửng. Hôm kia ở núi Cương Nam chẳng phải là lúc hắn mang theo linh hồn của Nix, trên trời giết chết hỏa mạch địa long sao. Mặc dù ở trong trại đã thông đồng với Bách Lý Phì Phì và Hồng Giáo Quan, lừa được các giáo quan khác nhưng chuyện giết chết hỏa mạch địa long là sự thật vị nhân vật đứng đầu loài người này đến núi cương nam liệu có phát hiện ra manh mối gì không là nhân vật đứng đầu loài người nào đến vậy lâm thất dạ nhớ lúc ôn kỳ mặc phổ cập kiến thức về nhân vật đứng đầu loài người cho hắn đã dùng truyền thuyết để chia năm người thành một kiếm một kỵ một tôn một hư vô một phu tử vậy thì người đến thương nam là ai ông ấy đến bằng xe ngựa hẳn là phu tử hồng anh đoán lâm thất dạ òa một tiếng cúi đầu trầm ngâm. Lần này phiền phức rồi. Hòa bình sự vụ sở. Tầng hầm. Trần Mục Giã và Ngô Tương Nam nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên chút bất lực. Trên ghế sofa đối diện họ, một ông lão khoảng 50 tuổi đang ngồi đó, một chiếc châm gỗ cải mái tóc dài bạc trắng, khuôn mặt tuy già nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, có chút tiên phong đạo cốt. Ông ta bưng một tách trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụ, rồi từ, từ đặt xuống. Phu tử trần chuyện xảy ra trên núi Tương Nam, chúng tôi thực sự không biết nhiều, những chi tiết cụ thể, có lẽ vẫn phải nhờ ngài hỏi viên cương mới được. Trần Mục Giã cân nhắc rồi nói. Phu tử Trần cười, xua tay nói. Không sao, chuyện này không vội. Hai vị đừng dục lão phu rời đi. Chẳng lẽ ở đây cùng lão phu uống trà trò chuyện, lại khó chấp nhận đến vậy sao? Ngô Tương Nam không nhịn được lên tiếng. Nhưng phu tử chúng tôi đã ở đây cùng ngài uống trà cả một buổi chiều rồi. Giờ mặt trời sắp lặn rồi, như vậy có phải là... Không sao, không sao. Phu tử Trần thản nhiên nói, thấy phu tử Trần không muốn rời đi, Trần Mục Giã và Ngô Tương Nam chỉ còn cách cắn răng tiếp tục uống cùng ông ta. Nghe nói đội 136 của các vị mới có một người gác đêm, tên là Lâm Thất Dạ. Phu tử Trần vừa nhấp trà, vừa thản nhiên nói, không biết hai vị có thể kể cho lão phu nghe thêm về câu chuyện của cậu ấy không? Ngô Tương Nam sửng sốt, phu tử, ngài biết Lâm Thất Dạ sao? Là người đại diện cho song thần, lão phu đương nhiên có nghe nói. Phu tử Trần bình tĩnh nói. Ngô Tương Nam quay sang nhìn Trần Mục Giã, Trần Mục Giã gật đầu với anh ta, Ngô Tương Nam mới tiếp tục nói, thực ra, chúng tôi quen biết đứa trẻ lâm thất dạ này, phải kể từ vụ quỷ diện nhân lần đó. Ngô Tương Nam bắt đầu từ vụ quỷ diện nhân, kể lại gần như toàn bộ những việc lâm thất dạ đã làm, trong đó còn bao gồm cả đánh giá của đội 136 về cậu ta, ba câu khen nhỏ, năm câu khen lớn, nói đứa trẻ lâm thất dạ này tốt ở mọi phương diện, suýt nữa thì thổi phồng lên tận trời. Phu tử Trần chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đôi mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Đợi đến khi Ngô Tương Nam kể xong, Phu Tử Trần đặt tách trà trong tay xuống, thì ra là vậy. Lão Phu đã biết. Ngay khi Ngô Tương Nam đang mong đợi nhìn Phu Tử Trần, muốn ông ta nhanh chóng rời đi thì Phu Tử Trần lại lên tiếng: trà này hơi nguội rồi. Ngô Tương Nam, Trần Mục Giã hiểu ý của Phu Tử Trần, nhìn Ngô Tương Nam nói: Tương Nam, đi pha thêm trà cho Phu Tử. Được. Ngô Tương Nam cầm bộ đồ pha trà đi ra khỏi phòng, cả căn phòng chỉ còn lại Trần Mục Giã và Phu Tử Trần. Phu Tử Trần nhìn Trần Mục Giã, một lúc sau, chậm rãi lên tiếng, đội trưởng Trần, 10 năm qua, anh vất vả rồi. Chiếc xe thùng màu đen từ từ dừng trước cửa biệt thự, Lâm thất dạ và Hồng Anh bước xuống xe, đẩy cửa đi vào. Phòng khách quen thuộc, ghế sofa quen thuộc, phòng ngủ quen thuộc mọi thứ đều giống như lúc rời đi, không có chút thay đổi nào. Cậu dọn dẹp đồ đạc đi, bên đội trưởng hình như vẫn chưa xong việc. Hồng Anh liếc nhìn thời gian, cao mày nói, không phải nói chỉ đi tìm hiểu tình hình thôi sao sao cả một buổi chiều trôi qua rồi, mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Đội trưởng sẽ không phải vì không muốn nấu bữa tối nên cố tình kéo dài thời gian chứ. Chị Hồng Anh, hôm nay đi ăn ở sự vụ sở không? Đúng vậy, tối qua đội trưởng đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi, nói là muốn rửa bụi cho cậu. Ăn mừng cậu chính thức gia nhập đội 136, chắc bữa tối này sẽ thành bữa khuya mất. Hồng Anh thở dài bất lực, lâm thất dạ gật đầu kéo vali về phòng dọn dẹp khoảng nửa tiếng sau giọng hồng anh từ dưới lầu vọng lên thất dạ cậu dọn xong chưa xuống ăn cơm được rồi tới đây lâm thất dạ cất con dao thẳng và áo choàng vào phòng còn huy hiệu thì cất sát người sau đó nhanh chân đi xuống cầu thang ngồi xe đến sự vụ sở vài phút sau tinh tong chào mừng lâm thất dạ đẩy cửa sự vụ sở ra mới phát hiện ngoài trần mục dã đang bận rộn trong bếp những thành viên khác đều đã ngồi vào bàn, lúc này thấy Lâm Thất Dạ đi vào, khóe miệng nở một nụ cười. Lâm Thất Dạ đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu, mở lời, đội 136 người gác đêm Lâm Thất Dạ, đến báo cáo. Mọi người nhìn nhau, nụ cười trên khóe miệng càng đậm, ngô tương nam quay người, hướng về phía bếp hét, đội trưởng Trần, có tân binh đến báo cáo. Tiếng động trong bếp đột nhiên nhỏ lại, Trần Mục Giã bước ra khỏi bếp, quan sát Lâm Thất Dạ một lượt. Cười mắng, thôi được rồi, đội 136 chúng ta, đâu có nhiều quy củ thế ngồi xuống đi cơm sắp xong rồi lâm thất dạ đi đến chỗ ngồi ôn kỳ mặc bên cạnh vỗ vai cậu ôn hòa mở lời về cũng tốt những đội người gác đêm ở thành phố lớn quy định nhiều lắm mà nhiệm vụ lại nặng tỷ lệ hy sinh cũng cao đâu có bằng chúng ta ở thương nam lãnh huyền nhìn vào mắt lâm thất dạ bình tĩnh mở lời thất bại nhất thời không quan trọng là vàng thì sẽ sáng lâm thất dạ sửng sốt có chút giờ khóc giờ cười Bây giờ mọi người trong đội 136 còn tưởng thành tích trại huấn luyện của cậu không lý tưởng, đang tìm cách an ủi cậu. Quả nhiên vẫn nên giải thích với họ một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay khi Lâm thất dạ chuẩn bị mở lời, Hồng Anh đã hỏi trước. Ngô Tương Nam, các anh loay hoay cả buổi chiều, làm gì thế? Sao giờ mới xong? Câu hỏi này vừa nêu ra, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía đó. Dù sao thì một trong năm người mạnh nhất nhân loại giá Lâm Thương Nam, cũng là chuyện trọng đại. Ngô Tương Nam, lắc đầu chua chát, báo cáo công tác chỉ mất 10 phút là xong, mấy tiếng còn lại, lão nhân già ấy cứ kéo chúng tôi nói chuyện uống trà. Thật không biết ông ấy nghĩ gì nữa. Nói xong, Ngô Tương Nam cố ý liếc nhìn Trần Mục Giã trong bếp. 10 phút cuối cùng của cuộc nói chuyện, Ngô Tương Nam bị Trần Mục Giã cố ý chi đi, thực ra anh ta rất nghi ngờ, phu tử uống trà với họ cả buổi chiều, chính là vì 10 phút này. Chỉ là, một trong năm người mạnh nhất nhân loại, và một đội trưởng người gác đêm ở một thành phố nhỏ bình thường rốt cuộc có gì để nói chứ ngô tương nam tuy nghi ngờ nhưng anh ta không nói càng không hỏi nếu chuyện này trần mục giã có thể nói ông ấy đã nói từ lâu rồi bây giờ anh ta chỉ có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra vậy ông ấy rời khỏi thương nam chưa hồng anh tiếp tục hỏi không biết hành tung của lão nhân gia ấy không phải chúng ta có thể đoán được ngô tương nam nhún vai đồ ăn hại ngay khi hai người nhìn nhau lâm thất dạ nhìn ôn kỳ mặc đột nhiên mở lời đúng rồi nghe nói trong thành lại xuất hiện bí ẩn vẫn chưa rõ ôn kỳ mặc thở dài sáng nay có người báo án nói ở sân sau của một quán rượu ở phía đông thành phố phát hiện một thi thể mười ngón tay của người chết bị cắt đứt toàn thân bị đóng đinh vào tường dáng vẻ lúc chết vô cùng khủng khiếp giống như nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng nào đó lâm thất dạ trầm ngâm gật đầu chỉ dựa vào điểm này thực sự rất khó để xác định có phải là bí ẩn hay không nhưng vấn đề là đây đã là người chết thứ tư trong tháng này rồi ba người chết trước đó hoàn toàn không có mối liên hệ nào với người chết lần này không có quy luật nào cả nhưng cách chết thì hoàn toàn giống nhau ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng như vậy cảnh sát đã điều tra vụ án này rất lâu rồi nhưng vẫn không có manh mối nào mà điều thực sự khiến họ xác định có thế lực siêu nhiên can thiệp vào chính là vụ án sáng nay ôn kỳ mặc cau mày giọng có phần nghiêm trọng theo manh mối cảnh sát thu thập được tối hôm xảy ra án mạng Quán rượu tình cờ tổ chức tiệc rượu mừng, sau khi quay xong tiệc rượu, ông chủ quán rượu quên tắt máy quay và để trên quầy ba, máy quay tình cờ hướng thẳng vào cánh cửa thông ra sân sau, tức là nơi người chết bị đóng đinh vào tường. Quá trình đã được quay lại rồi sao? Vấn đề nằm ở đây, quá trình thực sự đã được quay lại nhưng toàn bộ quá trình quá kỳ lạ. Ôn Kỳ mặc uống một ngụm trà, tiếp tục nói, trong hình ảnh, ngoài người chết ra, không có người thứ hai nào, anh ta đột nhiên lơ lửng một cách kỳ lạ, những chiếc đinh sắt trên mặt đất tự động bay lên đóng vào tứ chi và tim anh ta rồi mười ngón tay như bị thứ gì đó gặm nhấm chỉ trong vài giây đã biến mất nghe xong lời kể của ôn kỳ mặc tư tiểu nam chỉ thấy nổi hết cả da gà khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt thảo nào thực sự không giống như con người có thể làm được ngô tương nam gật đầu hôm nay các anh đi có tiến triển gì không không có chuyện này quá kỳ lạ tôi không biết phải bắt đầu từ đâu ôn kỳ mặc ngượng ngùng gãy đầu hơn nữa chúng ta còn phải luôn đề phòng kẻ trộm bí mật kẻ trộm bí mật Lâm thất dạ sửng sốt. Trước đây tôi không nói với anh sao, mỗi lần chúng ta thanh trừng được bí ẩn, một phần thi thể của bí ẩn sẽ biến mất một cách kỳ lạ sao? Hồng Anh mở lời giải thích, tính đến bây giờ, hắn ta đã đánh cắp tổng cộng bốn phần cơ thể của bí ẩn, nên tạm thời chúng ta gọi hắn là kẻ trộm bí mật. Vẫn chưa bắt được hắn sao? Lâm thất dạ ngạc nhiên hỏi. Chưa, hành tung của hắn quá kỳ lạ. Nửa năm trước, sau khi thi thể con thần lằn bị đánh cắp, chúng ta lại thanh trừng một con xuyên cảnh băng xương đằng mạng đội xử lý phụ trách áp giải thi thể đằng mạn bị tấn công giữa đường tất cả mọi người trên xe đều bị đánh ngất khi họ tỉnh lại một nửa thi thể của đằng mạn đã biến mất sau đó chúng ta lại tốn rất nhiều công sức để truy tìm nhưng hắn như thể biến mất khỏi không khí không để lại một chút dấu vết nào hồng anh thở dài hắn giống như một bóng ma trong thành phố này chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn nhưng mãi mãi không thể tiếp cận được lâm thất dạ cao chặt mày chưa hết đâu trước đây hắn chỉ đánh cắp thi thể bí ẩn thôi nhưng tháng trước chúng ta phát hiện ra dấu vết của một ám dạ sát nhân quỷ đang chuẩn bị ra tay thanh trừng thì phát hiện ra nó đã chết rồi một nửa cơ thể bị đóng băng thành khối cơ thể hoàn toàn bị xé thành bốn mảnh tương tự như vậy một nửa thi thể của nó đã bị lấy mất từ việc đánh cắp thi thể bí ẩn biến thành chủ động săn lùng bí ẩn sao đúng vậy nếu cứ tiếp tục như vậy tôi cảm thấy cả đám chúng ta sắp thất nghiệp rồi hồng anh bất lực thở dài ôn kỳ mặc cười cười lạc quan lên nào có người giúp chúng ta chia sẻ công việc chẳng phải là chuyện tốt sao nhưng tôi không vui chút nào không có trận chiến nào để đánh tôi không thể ngày nào cũng giúp các chú các bác giải quyết mâu thuẫn tình cảm chứ hồng anh buồn bã nói tôi đã gần nửa năm không chiến đấu rồi sắp phát điên đến nơi rồi trần mục giã bưng đĩa thức ăn đi tới bình tĩnh nói bất kể hắn là ai có mục đích gì thanh trừng bí ẩn vốn là công việc của chúng ta là người canh gác hắn làm như vậy là không tuân thủ quy củ. Lãnh huyền nheo mắt lại, lần này tôi nhất định sẽ bắt được hắn. Tôi cũng có thể thử. Lâm thất dạ cũng lên tiếng. Thành thật mà nói, hắn vẫn khá tò mò về thân phận của kẻ trộm bí ẩn này. Hơn nữa Lâm thất dạ vẫn luôn nghi ngờ vào dịp Tết. Người bí ẩn truyền tin về lính đánh thuê bọ cạp điên cho hắn chính là kẻ trộm bí ẩn. Nói như vậy, có lẽ hắn không có ác ý gì thậm chí đối với hắn, hắn còn có thiện ý. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm bị bắt, bắn ra mũi tên sắt đó, không nói đến những chuyện này nữa. Trần Mục Giã nâng ly rượu trong tay lên, mỉm cười nói, để chào đón thất dạ trở về đội 136, cạn ly, cạn ly. Sau khi ăn uống no say, Lâm thất dạ trở về phòng của mình, nằm ngửa trên giường. Vừa ra khỏi doanh trại, chuyện này nối tiếp chuyện khác ập đến, phu tử vào thành, bí ẩn bị đứt ngón tay, kẻ trộm bí ẩn hành tung kỳ lạ. Những ngày tháng đơn giản nhàn nhã trong trại huấn luyện, xem ra là không bao giờ trở lại nữa rồi. Hắn từ từ nhắm mắt lại nhưng không ngủ, Trước đó hắn còn một chuyện quan trọng phải làm. Bên trong bệnh viện tâm thần, Lâm thất dạ mặc áo blues trắng chậm rãi bước xuống cầu thang tối tăm, đi đến khu vực nhà giam ẩm ướt tối tăm. Hắn đi đến trước cửa một nhà giam nào đó, dừng bước. Bên trong nhà giam này, đang bỏ một con địa long khổng lồ. Thân hình của nó so với bên ngoài đã nhỏ đi đến 5 phần tư. Mặc dù vậy, cơ thể của nó vẫn gần như chiếm hết cả nhà giam. Lâm thất dạ nhìn con viêm mạch địa long trước mặt, nhướng mày, hắn không ngờ, nhà giam ở đây lại có tác dụng giảm cân. Viêm mạch địa long vốn có thể che trời khi răng rộng đôi cánh, giờ đây lại chỉ to bằng một căn phòng. Lúc đầu hắn còn lo lắng không biết sau khi viêm mạch địa long đến đây, có làm nổ tung nhà giam ở đây không? Viêm mạch địa long dường như nhận ra lâm thất dạ đến, mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Tội nhân, viêm mạch địa long lựa chọn là sinh vật thần thoại bị chính tay ngươi giết chết. Ngươi có quyền quyết định số phận linh hồn của nó, lựa chọn một, trực tiếp xóa sổ linh hồn của nó, khiến nó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Lựa chọn 2 khiến giá trị sợ hãi của nó đối với ngươi đạt đến 60, có thể thuê nó làm nhân viên bảo vệ bệnh viện, vừa có thể chăm sóc bệnh nhân, vừa có thể bảo vệ ngươi ở một mức độ nhất định. Giá trị sợ hãi hiện tại, 84 Lâm Thất Dạ xem thông tin của Viêm Mạch Địa Long, bắt đầu quan sát kỹ càng. Thành thật mà nói, giá trị sợ hãi của Viêm Mạch Địa Long có phần vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Theo lý mà nói, là một sinh vật hải cảnh mạnh mẽ, những thứ có thể khiến nó sợ hãi đã rất ít rồi nếu giá trị sợ hãi của nó cao như vậy thì chỉ có thể giải thích một vấn đề hóa thân thành thần đêm tối của lâm thất dạ đã đánh cho nó ám ảnh tâm lý viêm mạch địa long nhận ra ánh mắt của lâm thất dạ rụt cổ lại vẻ cảnh giác trong mắt càng đậm hơn đồng thời còn có chút do dự từ khi nó đến nhà giam này nó đã biết mình sắp phải đối mặt với số phận như thế nào cũng biết số phận của mình nằm trong tay người đàn ông trước mặt nó muốn sống nhưng lòng tự hào của một con rồng không cho phép nó khuất phục cầu toàn nó đang do dự lâm thất dạ cũng đang do dự con địa long này có thể làm gì biết nấu ăn không lâm thất dạ thử dò hỏi địa long lắc đầu quét dọn địa long lắc đầu sửa sang sân vườn địa long lắc đầu dỗ bà già vui vẻ dỗ ông già vui vẻ hát hò nhảy múa dọn giường lâm thất dạ hỏi một loạt câu hỏi địa long đều lắc đầu ngơ ngác lâm thất dạ nhách miệng cậu không biết nói luôn à địa long gật đầu lâm thất dạ đây là một kẻ an hại kết luận xong nhưng là sinh vật hải cảnh đầu tiên mà lâm thất dạ đưa vào bệnh viện tâm thần nếu cứ giết như vậy lâm thất dạ còn thấy đau lòng không những không lấy được xác của nó làm vật hiến tế triệu hồi nếu ngay cả linh hồn cũng không thể sử dụng hiệu quả vậy thì treo không phải là vô ích sao hắn còn nghĩ đến việc đợi đến khi mình thăng cấp lên xuyên cảnh hoặc hải cảnh có thể triệu hồi địa long ra chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực nhưng mà con quái vật trước mắt này ngoài việc trông coi cửa ra vào thì có vẻ như thực sự không có tác dụng gì có vẻ như nhìn thấy sự thất vọng trong mắt lâm thất dạ viêm mạch địa long lập tức căng thẳng nó dường như đã thấy trước kết cục bị xóa sổ trực tiếp của mình trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi sâu sắc chẳng lẽ cứ thế mà chết sao vẻ do dự trong mắt viêm mạch địa long lập tức trở nên nồng đậm một lúc sau nó dường như đã hạ quyết tâm toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt thân hình khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường vảy rồng trên người từng mảnh một chui vào trong cơ thể, đôi chân rồng thô to bắt đầu thu nhỏ lại, cái đầu trông giữ tợn uy nghiêm cũng thay, đổi thành hình người với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi ánh sáng đỏ nhạt tan đi, viêm mạch địa long hung dữ khổng lồ ban đầu đã biến mất. Thay vào đó, là một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, dáng người cao giáo, làn da trắng mịn, mái tóc dài màu đỏ lửa tự nhiên buông xuống ngang eo, đôi mắt vàng sẫm nhìn mọi thứ trước mắt một cách thờ ơ, chớp mắt, viêm mạch địa long đã biến thành một cô gái tóc đỏ có thân hình quyến rũ khí chất lạnh lùng đặc điểm duy nhất còn sót lại của loài rồng có lẽ là vài mảnh vảy rồng ẩn hiện ở bụng và chiếc đuôi rồng dài mềm mại màu đỏ sau lưng hơn nữa vì nó vốn không mặc quần áo nên khi hóa thành hình người cô ta cũng không mặc gì lâm thất dạ há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt hắn nuốt nước bọt cô được nhận rồi lâm thất dạ không phải là kiểu người bị sắc đẹp hấp dẫn tuyệt đối không phải hắn quyết định nhận viêm mạch địa long chỉ vì đối phương đã có hình người mà chỉ cần có hình người thì có thể làm được rất nhiều việc không biết rửa bát không sao lý nghị phi sẽ dạy không biết quét nhà không sao lý nghị phi sẽ dạy không biết chảy giường không sao lý nghị phi sẽ dạy bản thân viêm mạch địa long không hề ngu ngốc điểm này lâm thất dạ đã lĩnh giáo sâu sắc khi chiến đấu với nó để nó học cách nấu cơm rửa bát quét nhà không phải là chuyện khó khăn gì nói cho cùng lâm thất dạ do dự trước đó chỉ vì kích thước của đối phương mà thôi bây giờ viêm mạch địa long đã biến thành người trước mắt hắn lại còn là một cô gái tóc đỏ có thân hình và khí chất rất ổn hắn đương nhiên sẽ không từ chối việc để tay sai hài cảnh này vào bệnh viện tâm thần nghe thấy mình được nhận đôi mắt rồng của cô gái tóc đỏ hiện lên niềm vui mừng thoát chết còn có một chút xấu hổ cuối cùng mình vẫn phải nhún nhường tay lâm thất dạ vung lên trong không khí một bản hợp đồng xuất hiện trong tay hắn hắn đưa hợp đồng cho cô gái tóc đỏ đối phương thậm chí không thèm nhìn liền nuốt chửng nó còn không thèm nhai lâm thất dạ cô ăn nó làm gì lâm thất dạ bất lực lên tiếng tôi bảo cô ký tên ký tên cơ mà đôi mắt của cô gái tóc đỏ hiện lên vẻ bối rối cô không hiểu lâm thất dạ đang nói gì trong thế giới của rồng không có thứ gọi là ký tên tay lâm thất dạ lại vung lên đưa một bản hợp đồng khác vào tay cô trước khi cô kịp nhét vào miệng như tia chớp lâm thất dạ đã chặn miệng cô lại đồng thời nắm lấy bàn tay cô dùng bút tô lên đó sau đó dùng sức đóng dấu lên hợp đồng hắn không hy vọng đối phương có thể thực hiện động tác ký tên khó khăn như vậy chỉ không biết cách nguyên thủy như đóng dấu tay này có tác dụng không sự thật chứng minh chức năng của bệnh viện tâm thần này mạnh hơn hắn tưởng tượng khi dấu tay ấn lên hợp đồng hợp đồng liền biến mất trong không khí hiệu lực hợp đồng có hiệu lực cùng lúc đó lồng sắt trước mặt cô gái tóc đỏ cũng biến mất không còn dấu vết một bộ đồng phục y tá màu xanh lam xuất hiện trên người cô, che đi hoàn hảo thân hình đầy đặn của cô. Trên tấm bảng tên trước ngực cô, viết ba chữ nhỏ, 004. Lâm thất dạ thở dài, thông qua quá trình ký kết hợp đồng này, hắn có thể mơ hồ cảm thấy, muốn thuần phục hoàn toàn con viêm mạch địa long không có chút kiến thức thưởng thức nào này, chắc chắn là một quá trình gian nan và lâu dài. Cô tên gì? Lâm thất dạ nhìn vào mắt cô hỏi. Cô gái tóc đỏ lắc đầu. Quên mất cô còn không biết nói, Lâm thất dạ xoa chán, suy nghĩ một chút, vì cô là viêm mạch địa long, vậy sau này gọi cô là nhị nữ đi. Viêm mạch địa long, chỉ thấy cô gái tóc đỏ kiên quyết giơ hai tay lên, làm thành hình chữ X trước mặt, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sự bất khuất và nghiêm túc. Vậy gọi là hồng nhan, hồng nhan được chứ? Lâm thất dạ nói rất miễn cưỡng. Cô gái tóc đỏ suy nghĩ một lúc, gật đầu thật mạnh. Thời buổi này, nhân viên còn dám cãi lời ông chủ, loại tà khí này, sau này nhất định phải kiểm soát lâm thất dạ khoanh tay lắc đầu bước ra khỏi nhà tù một phút sau lý nghị phi a à, chu đứng trước mặt lâm thất dạ há hốc mồm nhìn hồng nhan trước mặt cầm như muốn rớt xuống đất thất thất dạ anh chọn y tá này có trình độ lý nghị phi cười hì hì giơ ngón tay cái với lâm thất dạ a à, chu cũng há to miệng chớp chớp mắt cảm thán chị gái chị đẹp quá khóe miệng hồng nhan hơi nhếch lên trực tiếp phớt lở ánh mắt của lý nghị phi ngồi xổm xuống cưng chiều xoa đầu a chu Cô ấy là Hồng Nhan, sau này sẽ là y tá thứ tư của bệnh viện chúng ta. Nhưng tình hình của cô ấy có chút đặc biệt, Lý Nghị Phi, anh hãy dẫn dắt cô ấy thật tốt. Lâm thất dạ đứng trước mặt Hồng Nhan giới thiệu. Nói xong, hắn mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng, nhìn quanh một vòng, khối Rubik đâu. Nó à, bị Merlin bắt mất rồi, bây giờ đang ở trong thư phòng chơi như đồ chơi, không thoát ra được. Lý Nghị Phi nhún vai. Nói xong, anh ta bước tới trước mặt Hồng Nhan, ho hai tiếng, mỉm cười đưa tay phải ra, xin chào tôi tên là lý nghị phi tôi là đầu bếp ở đây hồng nhan cuối cùng cũng rời mắt khỏi a chu quan sát lý nghị phi một lúc nhìn bàn tay anh ta đưa ra trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc ngay sau đó vị cô gái tóc đỏ lạnh lùng mặc đồng phục y tá này từ từ ngồi xuống ao o một ngụm nuốt trừng bàn tay lý nghị phi vào miệng lâm thất dạ a chu lý nghị phi chết tiệt lý nghị phi đột ngột rút tay khỏi miệng hồng nhan trên lòng bàn tay đỏ ửng đầy những vết răng Lý Nghị Phi ngơ ngác quay đầu nhìn Lâm Thất Dạ, hắn gật đầu, tôi đã nói rồi, tình hình của cô ấy hơi đặc biệt. Ngay lúc này, một con chó bác khục khặc chạy đến chân Hồng Nhan, có chút nghi hoặc nhìn cô, dùng đầu cọ vào chân cô. Quác, quác quác quác. Trong mắt Hồng Nhan lại hiện lên vẻ nghi hoặc, cô từ từ ngồi xuống, bế chú chó bác lên, rồi ao. Bốn chân của chú chó bác vung vẩy điên cuồng trong không trung. Chết tiệt. Hồng Nhan em gái, cái này không ăn được, cái này thực sự không ăn được. Lý Nghị Phi hoảng sợ chạy tới, cứu chú chó bắc bị dọa sợ khỏi miệng hồng nhan, đặt nó xuống đất. Sự thật chứng minh, chú chó bắc thực sự bị một ngụm này dọa sợ. Nó nằm bật ra đất một lúc, sau đó đột ngột bật dậy, cắm đầu cắm cổ chạy điên cuồng, trong miệng con chó còn phát ra tiếng người, nhã, mỹ, điệp, bốp. Nó đâm sầm vào bức tường phía trước, bốn chân co giật, ngất xỉu một cách gọn gàng. Lâm thất dạ liếc nhìn hồng nhan đang bị lý nghị phi giáo huấn, lại liếc nhìn chú chó bắc ngất xỉu trên mặt đất, biểu cảm đột nhiên trở nên kỳ lạ. Hắn luôn cảm thấy, sau khi được hắn tận tình điều trị và quản lý, những bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện tâm thần này sao lại ngày càng nhiều? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hắn rời khỏi bệnh viện tâm thần hỗn loạn, đi thẳng lên cầu thang, hướng về phòng đọc sách ở tầng 2. Vừa bước vào phòng đọc sách, Lâm Thất Dạ đã ngây người đứng ở cửa. Chỉ thấy Merlin đang nằm thư thái trên ghế, tay cầm khối Rubik, tùy ý xoay, sự thích thú trong mắt càng lúc càng nồng đậm còn khối Rubik thì một bộ dạng chán nản, bị mơ nghịch ngợm, nó dường như không hiểu nổi. Tại sao thương hiệu khối Rubik giặt quần áo, rửa bát, sáo bài tự động, trợ thủ đắc lực của Lý Nghị Phi lại có thể xa sút đến mức như ngày hôm nay? Thấy Lâm thất dạ bước vào phòng sách, Merlin liền buông khối Rubik trong tay, mỉm cười mở lời, chào buổi tối, viện trưởng. Chào buổi tối, ngài Merlin. Lâm thất dạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Merlin, khối Rubik trên bàn phát ra ánh sáng nhấp nháy, Tự động dịch chuyển về phía Lâm Thất Dạ, giống như một đứa trẻ bị ủy khuất. Lâm Thất Dạ trực tiếp phớt lờ hành động của nó, đi thẳng vào vấn đề chính, "Ngài Merlin, lần này tôi đến, thực ra là có một số chuyện muốn hỏi ngài. Ngài đã nghe nói đến Thiên Tùng Vân Kiếm chưa?" Merlin nhíu mày suy nghĩ một lúc, lắc đầu, "Rất xin lỗi, tôi chưa từng nghe nói." Lâm Thất Dạ thầm thở dài trong lòng nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, Merlin là thần minh cổ xưa của anh, đương nhiên sẽ không nghe nói đến câu chuyện thần thoại của Nhật Bản đó là một vũ khí tồn tại trong thần thoại. Nói chung, người bị nó chém chúng, mọi vết thương trên cơ thể đều không thể phục hồi, hơn nữa còn tổn thương đến linh hồn, ngay cả khi chết đi sống lại cũng không thể lành lại. Lâm thất dạ dựa vào lời mô tả của Hồng giáo quan, đơn giản giới thiệu với Merlin một chút. Tôi muốn biết, đối với vết thương do thần khí này để lại, có cách xử lý nào tốt không? Để lại vết thương vĩnh viễn trên linh hồn sao? Merlin trầm ngâm. Mặc dù tôi không biết loại thần khí này nhưng theo mô tả của anh. Bản thể của nó hẳn là mang theo hai thuộc tính vĩnh cửu và linh hồn, bất kỳ vũ khí nào liên quan đến vĩnh cửu đều rất khó xử lý. Lâm Thất Dạ nhíu chặt mày, chẳng lẽ không có cách nào chữa khỏi sao? Cũng không phải là không có. Merlin trầm ngâm một lúc, giơ hai ngón tay, "Theo tôi suy đoán, muốn chữa lành vết thương này, có lẽ có hai cách. Thứ nhất, đơn giản và thô bạo nhất, anh chỉ cần phá hủy bản thể của Thanh Thiên Tùng Vân kiếm này, các thuộc tính đi kèm của nó tự nhiên sẽ biến mất, vết thương cũng có thể lành lại." khóe miệng Lâm Thất Dạ giật giật, anh gọi đây là đơn giản sao? Tự mình tìm đến Cao Thiên Nguyên, giết chết Tố Tả Chi Nam, sau đó đập vỡ Thiên Tùng Vân kiếm, nếu có thể làm được đến bước này, hắn tuyệt đối đã là một trong số những vị thần minh đỉnh cao rồi. Đối với hắn hiện tại mà nói, chẳng khác nào chuyện viển vông. Thứ hai thì sao? Thứ hai chính là tìm một thần khí khác có thuộc tính vĩnh cửu, đồng thời có thể chữa lành vết thương. Merlin bình tĩnh nói, "Ừm, um, ví dụ như tôi cũng không biết Lâm thất dạ, được rồi, hai giải pháp này, giải pháp nào cũng không đáng tin cậy. Không còn cách nào khác sao? Lâm thất dạ không nhịn được hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôi không nghĩ ra nữa. Merlin lắc đầu, nếu nhất định phải nói đến phương pháp thứ ba, thì đó là cầu nguyện cho phép màu xảy ra. Lâm thất dạ thở dài, đứng dậy khỏi ghế. Tôi, biết rồi, đã làm phiền anh. Lâm thất dạ bước ra khỏi thư phòng, nhìn đám y tá đang hỗn loạn trong sân dừng lại một lúc bất lực lắc đầu xem ra muốn giúp ngô tương nam chữa lành vết thương trên tay thật khó ngày hôm sau một chiếc xe tải màu đen dừng trước cửa quán rượu ôn kỳ mặc và lâm thất dạ bước xuống xe đi về phía quán rượu đã bị cảnh sát phong tỏa quán rượu này không lớn nhưng trang trí khá tinh tế phong cách cổ điển kết hợp với không khí đèn nê ông tạo nên một phong cách riêng biệt trên con phố này cũng có thể coi là một điểm check in nổi tiếng chỉ là trước đây còn là quán rượu nhộn nhịp nhưng giờ đây lại trống rỗng ảm đạm vô cùng lâm thất dạ và ôn kỳ mặc đi qua giải băng phong tỏa màu vàng đi thẳng vào quán rượu hiện trường vụ án này không có ai canh gác sao lâm thất dạ nhìn xung quanh không thấy một cảnh sát nào không khỏi hỏi một cách kỳ lạ vụ án này liên quan đến bí ẩn nên cảnh sát bình thường không thể can thiệp canh giữ hiện trường tìm kiếm manh mối khám nghiệm tử thì những việc này đều do bộ phận xử lý chuyên môn của chúng tôi tiếp nhận mặc dù nhìn thì không có ai canh gác nhưng thực ra bên ngoài có người ẩn núp 24 giờ, nếu có người khả nghi đến, lập tức có thể bắt giữ. Lâm Thất Dạ gật đầu, đúng lúc này, một thanh niên mặc áo khoác đen đi từ bên ngoài vào. "Anh Ôn, hôm nay lại đến tìm anh mối sao?" Người thanh niên nhìn thấy Lâm Thất Dạ bên cạnh Ôn Kỳ Mặc, có chút ngạc nhiên hỏi, "Vị này là?" "Thành viên mới, Lâm Thất Dạ, Thất Dạ, đây là người của bộ phận xử lý chuyên môn mà anh nói với em, Tiểu Hắc. Hai người làm quen với nhau đi, sau này hành động sẽ thường xuyên hợp tác." Ôn Kỳ Mặc mỉm cười nói, "Khác với những thành viên tạm thời trước đây, Lâm Thất Dạ bây giờ là người canh gác chính thức, sắp chính thức tiếp quản công việc của người canh gác, thực sự hòa nhập vào tổ chức này." "Xin chào, anh Lâm." Tiểu Hắc cười, đưa tay ra, "Xin chào." Lâm Thất Dạ nắm tay anh ta, "Tiểu Hắc, giới thiệu sơ qua tình hình cho Thất Dạ đi." Ôn Kỳ Mặc lên tiếng, "Được." Biểu cảm của Tiểu Hắc trở nên nghiêm túc, "Chuyện xảy ra vào hôm qua, tức là 10 giờ 45 phút sáng ngày 26 tháng 8." Ông chủ quán rượu này vào mở cửa hàng nhưng phát hiện trong cửa hàng có mùi máu nồng nặc, đi vào sân sau thì phát hiện nhân viên phục vụ của quán rượu là Tôn Hiểu đã chết thảm ở đó. Nói xong, anh ta dẫn hai người đi về phía sân sau. 10 giờ sáng mới mở cửa sao? Lâm Thất Dạ có vẻ hơi ngạc nhiên. Quán rượu kiểu này đều làm ăn vào buổi tối, 10 giờ mới bắt đầu mở cửa đã là siêng năng lắm rồi. Ôn Kỳ mặc ở bên cạnh giải thích. Lâm Thất Dạ gật đầu, rất nhanh ba người đã đi đến cửa sân sau. Trên mặt đất sân sau, đặt từng tấm biển số có đánh số, bên cạnh mỗi tấm biển số đều có một bức ảnh hiện trường, trên tường thì dùng phấn trắng phác họa một hình người, treo lơ lửng giữa không trung theo hình chữ thập. Người chết là Tôn Hiểu, nam, 28 tuổi, 2 năm trước đến quán rượu này làm phục vụ, trước đó vẫn làm việc trong một nhà hàng, thật ra làm phục vụ quán rượu rất ít người có thể kiên trì lâu như vậy, anh ta có thể làm được 2 năm, một là vì ông chủ quán rượu đối xử với anh ta rất tốt, Đãi ngộ cũng không tệ, hai là vì trong nhà còn có hai người già cần phụng dưỡng, rất cần tiền. Tiểu Hắc cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, tiếp tục nói: "Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong vào khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng cùng ngày, trên người người chết có tổng cộng 5 vết đinh đóng vào, trong đó 4 vết phân bố ở tứ chi, đều là vết thương xuyên thấu, tương ứng với 4 chấm đỏ trên tường này." Lâm Thất Dạ nheo mắt nhìn, quả nhiên ở vị trí tay chân của hình người màu trắng trên tường có 4 vết đục sâu trong vết đục còn sót lại vết máu, chính bốn chiếc đinh này đã đóng người chết lên tường. Còn vết thương chí mạng của người chết chính là chiếc đinh xuyên qua tim, một đòn chí mạng. Tiểu Hắc đưa tay chỉ vào tường, ở vị trí tim của hình người, một chấm đỏ nhỏ được đánh dấu, đại diện cho vị trí đinh đâm vào tim. Ngoài ra, 10 ngón tay của người chết đều bị cắt đứt, hơn nữa vết cắt rất phẳng, trong quán rượu này không tìm thấy công cụ có thể gây ra vết thương như vậy. Cắt ngón tay sao? Lâm Thất Dạ như có điều suy nghĩ, rất nhiều bí ẩn đều có sở thích biến thái, ví dụ như quỷ diện nhân trước đây, sau khi giết người nhất định sẽ cắn nát mặt người trước, sau đó mới ăn những bộ phận khác trên cơ thể. Thích cắt ngón tay người anh ta thực sự chưa từng nghe nói đến. Vết máu tại hiện trường thì sao? Lâm thất dạ trầm ngâm một lát, ngừng đầu hỏi. Vết máu để lại tại hiện trường không nhiều, phần lớn đều là do 10 ngón tay bị cắt đứt mà gây ra. Vết máu chảy từ trên tường xuống đất, những bức ảnh đó có ghi lại tiểu hắc cúi người nhặt hai bức ảnh bên cạnh biển số đưa vào tay lâm thất dạ lâm thất dạ cẩn thận xem xét một hồi mày hơi nhíu lại lạ thật sao vậy các anh không thấy lượng máu chảy ra này hơi ít sao lâm thất dạ chỉ vào vết máu trên ảnh chỉ có một vũng nhỏ trên tường và dưới thi thể ngón tay người nối với mạch máu không nhiều lắm cho dù bị cắt đứt cũng không gây ra hiệu quả như suất huyết động mạch vết máu không nhiều cũng có thể hiểu được tiểu hắc nói lâm thất dạ nheo mắt không nói gì Tóm lại, trước tiên hãy xem máy quay đó, có lẽ đó là manh mối duy nhất giúp chúng ta tìm ra bí ẩn kia. Ôn kỳ mặc dẫn lâm thất dạ vào quán rượu, tiểu hắc lấy máy quay từ túi đựng vật chứng ra, đưa cho hai người. Mở máy quay, video bắt đầu phát. Đầu tiên đập vào mắt là một người đàn ông hói đầu bóng nhẫy, ông ta tò mò nghịch ngợm máy quay, má ửng hồng, trông có vẻ như đã uống say. Đây là chủ quán rượu, tối hôm kia họ đang tổ chức tiệc rượu, rất náo nhiệt. Tiểu hắc ở bên cạnh giải thích. Có vẻ như chủ quán rượu đã hiểu cách dùng máy quay, ông ta cầm nó trên tay, quay cảnh náo nhiệt của toàn bộ tiệc rượu, phải nói rằng, tiệc rượu này thực sự rất tuyệt, có rất nhiều khách đến ủng hộ, hơn nữa còn có rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Vài giờ sau đều là quay những cảnh không liên quan đến tiệc rượu, các anh có thể tua nhanh đến đoạn sau để xem. Tiểu Hắc nhấn nút tua nhanh. Tiệc rượu nhanh chóng kết thúc, để lại một quán rượu hỗn loạn, ông chủ lấy máy quay xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng, trông có vẻ đã uống khá nhiều, đi lại cũng bắt đầu lảo đảo. Cũng chính vì lý do này, ông ta mơ màng tiện tay ném máy quay lên quầy ba, quên tắt máy, thậm chí quên cả dừng quay, chỉ dặn dò nhân viên phục vụ tôn hiểu vài câu, rồi lào đào đẩy cửa đi ra ngoài. Nửa giờ tiếp theo, đều là cảnh tôn hiểu dọn dẹp quán rượu. Đột nhiên, hình ảnh trên máy quay dung chuyển kỳ lạ, giống như bị thứ gì đó làm nhiễu, lúc sáng lúc tối, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Lâm thất dạ cao mày, ngẩng đầu nhìn tiểu hắc, tiểu hắc lắc đầu, ra hiệu cho anh ta tiếp tục xem. Màn hình đen khoảng 10 giây, hình ảnh lại xuất hiện, góc quay của máy quay có vẻ hơi lệch một chút, không, phải nói là toàn bộ góc quầy 3 đều lệch một chút, giống như có thứ gì đó đã đâm vào đây. Trong hình, có thể nhìn thấy tình hình ở sân sau qua cánh cửa thông ra sân sau, chỉ có điều sân sau là ngoài trời, không lắp đèn, tối om nên trong khi quán rượu sáng trưng thì sân sau ở xa có phần mờ ảo. Nhưng điều đó không cản trở họ nhìn rõ những gì xảy ra tiếp theo. Chỉ thấy tôn hiểu mặc quần áo nhân viên phục vụ như bị một sức mạnh vô hình nào đó túm lấy cơ thể ấn chặt vào bức tường ở sân sau giống như bị người ta bóp cổ từng chút một bị nâng lên giữa không trung tứ chi của anh ta điên cuồng đung đưa giữa không trung như đang vùng vẫy ngay sau đó từng chiếc đinh sắt tự động bật lên từ mặt đất ở xa đâm mạnh vào cơ thể anh ta đóng đinh anh ta vào tường tôn hiểu há to miệng như đang gào thét đau đớn mặc dù khoảng cách rất xa cộng thêm lý do ánh sáng từ góc quay của máy quay rất khó nhìn rõ chi tiết nhưng họ nhìn kỹ vẫn có thể thấy ngón tay của tôn hiểu dường như ngày càng ngắn lại cuối cùng hoàn toàn biến mất sau đó chiếc đinh sắt cuối cùng bay lên đâm thẳng vào tim tôn hiểu cơ thể tôn hiểu run lên đầu cúi xuống bất động lại thêm một hoặc hai phút nữa hình ảnh hoàn toàn chìm vào bóng tối có lẽ là do quay quá lâu máy quay đã hết điện xem xong đoạn băng ghi hình này lâm thất dạ đi đến vị trí ban đầu đặt máy quay nhìn về phía sân sau dường như đang suy nghĩ điều gì đó không ổn rồi ôn kỳ mặc và tiểu hắc nhìn nhau có gì không ổn trong đoạn ghi hình ngón tay của người chết không bị chặt đứt ngay mà biến mất từng chút một nhưng trong báo cáo khám nghiệm tử thi lại nói ngón tay của anh ta bị một loại vũ khí sắc bén nào đó cắt đứt một cách trơn tru ôn kỳ mặc trầm ngâm một lát hình ảnh quá xa chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ chi tiết có lẽ là dùng dao giống như cắt cà rốt từng chút một cắt đứt ngón tay cuối cùng cắt đến tận gốc ngón tay vậy ngón tay đâu lâm thất dạ nheo mắt những ngón tay bị cắt đứt đi đâu rồi có lẽ bị ăn rồi giống như ăn bít tết cắt một miếng ăn một miếng sao lâm thất dạ lắc đầu nếu như vậy con bí ẩn này cũng thật có tình thú sau đó lâm thất dạ lại hỏi tiệc tối hôm qua kết thúc lúc mấy giờ hai giờ rưỡi sáng thời gian có thể trùng khớp lâm thất dạ trầm ngâm một lát gần đây không có camera sao chỉ có một camera duy nhất ở ngã tư đường phía đông nhưng chỉ có thể quay được cảnh bên ngoài quán rượu từ xa không nhìn thấy bên trong chúng tôi cũng đã điều tra hình ảnh nhưng trong khoảng thời gian xảy ra vụ án không có người đáng ngờ nào khác đến gần nhìn từ hình ảnh người chết từng kêu cứu những cư dân gần đây có nghe thấy không có thể dựa vào điểm này để xác định thời gian tử vong cụ thể không tiểu hắc lắc đầu gần đây đều là khu thương mại thời điểm xảy ra vụ án các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa nghỉ ngơi căn bản không có ai ở gần đây lâm thất dạ lại chìm vào trầm tư không hiểu sao anh ta luôn cảm thấy vụ án này kỳ lạ nhưng cụ thể kỳ lạ ở đâu anh ta nhất thời lại không nói nên lời anh ta cần thêm thông tin cần suy nghĩ thêm dù sao thì hiện tại đã có thể xác định có một bí ẩn đang lang thang ở gần đây từ đoạn ghi hình có thể suy ra một số đặc điểm của nó ôn kỳ mặc nói có khả năng tàng hình hoặc khống chế đồ vật thích cắt đứt ngón tay người có thể gây ra ảnh hưởng nhỏ đến các thiết bị điện tử xung quanh ôn kỳ mặc thở dài phạm vi này hơi quá rộng không biết bao lâu mới có thể sàng lọc ra bí ẩn phù hợp với những điều kiện này ngay lúc này lâm thất dạ dường như nghĩ ra điều gì đó lại lên tiếng không phải trước đó còn xảy ra ba vụ án tương tự sao hồ sơ liên quan ở đâu ba vụ án trước đó vì không lộ ra đặc điểm bí ẩn nên đều do sở cảnh sát địa phương tiếp nhận điều tra như một vụ án giết người hàng loạt bình thường chúng tôi cũng có hồ sơ liên quan lát nữa sẽ đưa cho anh xem ôn kỳ mặc nói lâm thất dạ suy nghĩ một lát nếu có thể tôi muốn đích thân xem thi thể của họ anh muốn đích thân xem thi thể ôn kỳ mặc có chút kinh ngạc hơi do dự nói thi thể của vụ án này đã được đưa vào bộ phận xử lý đang được giải phẫu thêm hiện tại kết quả vẫn chưa có nếu muốn xem có lẽ phải đến ngày mai nhưng ba người chết trước đó thi thể của họ do cảnh sát xử lý sau khi giải phẫu xong đã được đưa vào nhà xác nếu muốn xem thì chúng tôi có thẩm quyền bây giờ có thể trực tiếp đi xem lâm thất dạ gật đầu được vậy tôi sẽ đi xem ba thi thể đó trước không biết có thể phát hiện ra điều gì không tôi phải về sắp xếp lại tài liệu về bí ẩn này và xin phép đối chiếu cơ sở dữ liệu anh tự đi xem đi chỉ cần xuất trình giấy tờ là được ôn kỳ mặc lái xe rời đi trước còn đích đến của lâm thất dạ không xa nơi này lắm nên anh ta chọn đi bộ anh ta vừa bước ra khỏi quán rượu thân hình khẽ khựng lại quay đầu nhìn về phía bên phải chỉ thấy ở góc quán rượu một con chuột nhỏ màu xám đang co do ở đó Dường như phát hiện ra ánh mắt của Lâm Thất Dạ, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Chuột. Lâm Thất Dạ cau mày, anh ta đột nhiên cảm thấy, cảnh tượng này có vẻ hơi quen thuộc, nhưng anh ta không nhớ ra. Anh ta lắc đầu, không để tâm đến chuyện này, bước chân đi về phía xa. Nhà xác của sở cảnh sát không xa vị trí của Lâm Thất Dạ, đi bộ khoảng mười mấy phút, Lâm Thất Dạ đã đến trước cửa. Sau khi xuất trình giấy tờ của mình, rất nhanh đã có một cảnh sát đứng dậy, dẫn Lâm Thất Dạ lên thang máy tất nhiên lâm thất dạ xuất trình không phải là giấy tờ của người canh gác hơn nữa bản thân người canh gác cũng không có thứ gọi là giấy tờ huy hiệu chính là biểu tượng cho thân phận của họ thông tin của mỗi người đều được lưu giữ trong dự án bảo mật hàng đầu của đại hạ không lưu lại chứng minh giấy tờ cho từng người anh ta xuất trình là giấy chứng nhận tương tự như đặc phái viên mà người canh gác đưa ra để phối hợp với cảnh sát địa phương dù sao thì không phải cảnh sát nào cũng biết đến sự tồn tại của người canh gác lỡ như khi truy đuổi bí ẩn mà gặp cảnh sát bị hiểu lầm là hung thủ còn không tra được thông tin về thân phận thì trò vui sẽ lớn mất nhà xác lưu giữ thi thể ở tầng cao nhất của sở cảnh sát lâm thất dạ đi theo viên cảnh sát kia đi thẳng qua một hành lang dài ngay lúc này ở phía đối diện hành lang một nhân viên bảo vệ đeo khẩu trang đẩy một xe chở xác đi tới túi niêm phong màu trắng bọc kín thi thể bên trong không để lộ ra ngoài chút nào không hiểu sao lâm thất dạ nhìn người bảo vệ đẩy xác kia lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ đáng tiếc là khoảng cách giữa anh ta và lâm thất dạ không chỉ trăm mét, nên anh ta không thể dùng năng lực tinh thần để cảm nhận dung mạo của đối phương, nhưng nhìn tình hình này thì hai bên sẽ sớm gặp nhau thôi. Người bảo vệ đẩy xe nheo mắt lại, khi sắp bước vào phạm vi cảm nhận của lâm thất dạ, thì không nhanh không chậm rẽ vào ngã rẽ bên phải, động tác vô cùng tự nhiên, cứ như thể anh ta vốn đã định rẽ vào đây vậy. Lâm thất dạ thấy cảnh này, nhíu mày kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Do dự một lát, anh ta hỏi viên cảnh sát bên cạnh, ở đây của các anh, thường xuyên có thi thể được chuyển ra ngoài không viên cảnh sát sửng sốt cũng không phải thường xuyên bởi vì bình thường chỉ có liên quan đến án mạng mới có thi thể được đưa vào nhà xác để giải phẫu thương nam này không lớn ngày thường cũng khá yên ổn án mạng là chuyện không thường xảy ra cho nên nghe đến đây trong lòng lâm thất dạ dâng lên một dự cảm không lành anh ta lập tức tăng tốc bước chân hai người đẩy cửa bước vào nhà xác lâm thất dạ đi đến trước mặt bác sĩ pháp y đang trực rút giấy chứng nhận của mình ra nghiêm túc nói tôi muốn xem ba thi thể trong vụ án ngón tay đứt lìa chúng ở đâu bác sĩ pháp y trong mắt đầy vẻ bối rối còn có chút đờ đẫn chúng chúng không phải vừa mới được chuyển đi sao chuyện được đọc bởi kênh haleji audio trong lòng lâm thất dạ khẽ trùng xuống quay đầu nhìn viên cảnh sát viên cảnh sát lắc đầu lão giả ông có phải lú lẫn rồi không cấp trên chưa từng hạ lệnh chuyển thi thể ai có thể đến chuyển thi thể đi được nhưng mà đúng là có người xuất trình giấy tờ nói là muốn chuyển ba thi thể này đến cơ sở y tế ở thành phố Hoài Hải, để giải phẫu thêm. Vẻ đờ đẫn trong mắt bác sĩ Pháp Y dần tan đi, có chút lo lắng nói. Chuyện khi nào? Lâm thất dạ cao mày hỏi. Mới vừa rồi, trước khi hai người vào. Trong mắt Lâm thất dạ lóe lên một tia sáng, anh ta nhanh chân chạy đến bên giường, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy ở cửa sau, người bảo vệ đã gặp trước đó đang đặt túi nghiêm phong vào cốp sau của một chiếc xe ô tô màu đen sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi này, lên xe từ từ lái đi. Xong rồi. Người bảo vệ đó quả nhiên có vấn đề. Lâm thất dạ không nói hai lời, quay người đẩy cửa nhà sắc ra, chạy về phía sân thượng trên lầu. Đẩy cửa sân thượng ra, lâm thất dạ đơn giản phân biệt phương hướng một chút, chạy về phía hướng chiếc xe lái đi đến mép sân thượng, không chút do dự, nhảy ra ngoài. Thân hình anh ta như chiếc lá nhẹ nhàng lướt qua không trung, dưới chân anh ta là độ cao 6 tầng lầu, cúi đầu nhìn xuống, còn có thể thấy từng chiếc ô tô chạy trên con đường dưới chân. Phía trước anh ta, là một tòa nhà chỉ có 5 tầng. Lâm thất dạ nhảy một cái này, trực tiếp nhảy qua khoảng cách gần trăm mét, từ đỉnh sở cảnh sát 6 tầng lầu, bay đến sân thượng tòa nhà 5 tầng này. Dưới sự gia trì của vũ giả bóng đêm, trong mắt người thường, thể chất của anh ta không khác gì siêu nhân. Thân hình lâm thất dạ đáp xuống sân thượng, không hề dừng lại, dọc theo hướng đường phố kéo dài, tiếp tục phi về phía trước. Thân hình anh ta bay lượn giữa muôn vàn ánh đèn nê ông. Cùng lúc đó, anh ta cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Thất dạ. Giọng Ngô Tương Nam truyền đến từ điện thoại. Phó đội, tôi tìm thấy nghi phạm có khả năng là kẻ trộm bí mật, tôi cần tra một chiếc xe. Giọng Ngô Tương Nam khựng lại, ngay sau đó nghiêm túc nói. Được, cậu nói đi. Một chiếc xe ô tô màu đen, một phút trước rời khỏi sở cảnh sát, biển số xe là X, đi về hướng đông. Lâm thất dạ vừa nhìn rõ biển số xe đó, liền quả quyết nói tôi biết rồi, cha ra được thì tôi sẽ gọi điện cho cậu ngay. Ngô Tương Nam do dự một lát, bổ sung thêm một câu, nếu tình hình không ổn, không cần cố chấp, sống sót là quan trọng nhất. Vâng. Lâm Thất Dạ cúp điện thoại. Thân hình Lâm Thất Dạ bay lượn giữa nhiều tòa nhà, dọc theo hướng chiếc xe rời đi trong trí nhớ, tiến về phía trước, cẩn thận phân biệt từng chiếc xe, cố gắng tìm ra tung tích của nó. Trong con hẻm chật hẹp, một chiếc xe ô tô màu đen tắt đèn xe, lặng lẽ chạy trong đó. Trên ghế lái, người bảo vệ đó kéo khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thiếu niên trắng trẻo sạch sẽ. Anh ta lấy một cặp kính từ ghế phụ đeo lên, toát lên khí chất của một học giả. Ánh mắt anh ta lướt qua cửa sổ, khoái miệng hơi nhếch lên. Lâm thất dạ, muốn bắt được tôi thì phải xem cậu có bản lĩnh đó không? Dưới bầu trời đêm, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Phó đội, thất dạ, tìm được tung tích chiếc xe đó rồi. Giọng ngô tương nam chuyển đến từ đầu dây bên kia. 5 phút trước, nó đi ra từ ngã tư đường Hoa Sơn, đi qua đường Chu Phương. Lần cuối cùng camera giám sát quay được nó là ở đầu hẻm nhị đạo. Hẻm nhị đạo. Lông mày lâm thất dạ nhíu chặt lại. Con đường ở đó hẹp như vậy, có thể cho một chiếc xe ô tô đi qua không? Có lẽ có thể nhưng anh ta đến đó để làm gì? Nơi đó ngoài những tòa nhà cũ đã bị bỏ hoang thì chẳng có gì cả. Ngoài ra, tôi tiện thể tra cứu thông tin chủ sở hữu chiếc xe đó, phát hiện ra chủ sở hữu không phải người bản địa thương nam và chiếc xe này, Đáng lẽ phải là một chiếc Toyota màu đỏ, có lẽ là xe giả. Tôi biết rồi. Lâm thất dạ cúp điện thoại, không chút do dự, phóng về phía hẻm nhị đạo. May mắn thay, anh ta là người bản địa Thương Nam, nếu không có lẽ anh ta còn không biết hẻm nhị đạo ở đâu. Là một con hẻm cũ đã lặng lẽ vô danh từ vài chục năm trước, có thể nói nó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, hầu hết người dân Thương Nam đều không biết, trong thành phố hiện đại này vẫn còn tồn tại một con hẻm cũ như vậy nói cách khác kẻ đánh cắp xác chết đó cũng là người bản địa thương nam nhưng tại sao anh ta lại đánh cắp ba xác chết đó anh ta không chỉ đánh cắp những xác chết bí ẩn sao nhưng ba người đó chỉ là người bình thường hay là anh ta muốn điều tra bí ẩn đó tìm ra vị trí của nó trước người canh gác theo tình hình hiện tại đây có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất sau khi biết được đích đến lâm thất dạ đã nhảy khắp thành phố anh ta đi thẳng đến ngoại ô khu phố cổ dựa vào tuyến đường trong trí nhớ nhanh chóng chạy về phía hẻm nhị đạo rất nhanh, anh ta đã đến đầu hẻm nhị đạo. Trên con đường ngoại ô hẻo lánh, một con hẻm cũ kỹ tối tăm không có ánh sáng. Hai bên là những nhà máy cũ đã bị bỏ hoang hơn 10 năm, nơi này hoàn toàn không có chút nhân khí nào. Đôi mắt lâm thất dạ hơi nheo lại, bước chân vào con hẻm tối tăm. Nhận thức tinh thần của anh ta đã bao, phủ phạm vi lớn nhất từ lâu, luôn chú ý đến mọi chuyển động của gió và cỏ xung quanh. Trong phạm vi trăm mét xung quanh anh ta, không có chi tiết nào có thể thoát khỏi nhận thức của anh ta. Đi dọc theo con hẻm khoảng 10 phút, Lâm Thất Dạ dừng lại, sắc mặt hơi thay đổi. Trong nhà máy cũ bên phải anh ta, đỗ một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc, biển số đã bị tháo ra nhưng Lâm Thất Dạ không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc xe ô tô vừa nhìn thấy, bởi vì trong cốp xe vẫn còn dấu vết của túi đựng xác. Lâm Thất Dạ ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt đất dưới chân, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhà máy cũ này không sử dụng nền xi măng, mà giống như xưởng thủ công trước đây chỉ là đất bình thường trên mặt đất như vậy nếu kéo lê túi đựng xác thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết nếu dùng xe đẩy hoặc các dụng cụ khác cũng phải để lại dấu vết của bánh xe lùi một bước nữa nếu nói người đó tự mình khiêng xác đi cũng sẽ để lại dấu chân sâu nhưng mặt đất bây giờ đừng nói là dấu chân ngay cả một vết lõm cũng không để lại chẳng lẽ đối phương cũng giống như mình có cấm khư có thể tăng cường sự nhanh nhẹn tiếp theo lâm thất dạ lại lục soát nhà máy cũ gần đó căn bản không có dấu vết sinh hoạt của con người Chiếc xe ô tô này đột ngột xuất hiện ở đây, căn bản là không hợp lý. Cho dù là người bảo vệ đó hay túi đựng sắc đó, đều giống như bốc hơi khỏi thế gian. Lúc này, Lâm Thất Dạ lại nghĩ đến đánh giá của Hồng Anh về kẻ trộm bí mật, hắn giống như bóng ma của thành phố này, chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng mãi mãi không thể tiếp cận được. Bóng ma? Đôi mắt Lâm Thất Dạ hơi nheo lại, anh ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, xa xa vài con rơi đang nhanh chóng bay về phía này dưới mặt đất đủ loại côn trùng chui ra khỏi đất vây quanh lâm thất dạ càng ngày càng nhiều sinh vật hoạt động về đêm vây quanh lâm thất dạ tiếp theo chúng giống như nhận được một mệnh lệnh nào đó tản ra bốn phía một cách chỉnh tề kể cả là bóng ma chỉ cần ngươi còn ở thành phố thương nam này ta cũng có thể lôi ngươi ra lâm thất dạ thản nhiên nói thành phố thương nam dưới lòng đất đàn chuột cuồn cuộn tràn ngập trong cống ngầm chúng trật tự đi lại giữa các đường hầm cẩn thận lục soát từng ngóc ngách của cống ngầm trong một hang động dưới lòng đất, bốn chiếc bình thủy tinh chứa đầy dung dịch formalin, ngâm những phần thi thể quái dị, có đầu rắn dữ tợn, có nửa thân thằn lằn, có một ngón tay đen, còn có một đám dây leo hỗn độn như cỏ. Phía sau những mẫu vật này là một vài chiếc bàn phẫu thuật gọn gàng, tuy trông có vẻ hơi cũ nhưng các chức năng đều rất hoàn thiện, bên cạnh còn có một đĩa thép không gì đựng đầy đủ các dụng cụ phẫu thuật, sạch sẽ không tì vết. Lúc này, trên ba chiếc bàn phẫu thuật đang nằm ba thi thể trắng bệch một thiếu niên mặc áo blues trắng đeo kính gọng đen, cầm dao phẫu thuật, đứng trước ba thi thể này, cúi đầu trầm ngâm điều gì đó, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ nghi hoặc. Không đúng không giống nhau. Ngay khi anh ta đang trầm ngâm, một con run đất rơi xuống bên chân anh ta, anh ta liếc nhìn khẽ, giờ chân dẫm chết nó. Ngay sau đó, một con rết rơi xuống phía bên kia hang động, ngơ ngác di chuyển một lúc, rồi bị đàn chuột ầm ầm xé thành từng mảnh. Anh ta lại nhìn về phía trước, cao mày, hôm nay, sâu bọ nhiều quá, lúc này cảnh tượng như thế này đang diễn ra khắp cống ngầm trong bóng tối lâm thất dạ đột ngột mở mắt cúi đầu nhìn xuống chân mình dưới cống ngầm anh ta hơi nhướng mày anh ta không thể chia sẻ tầm nhìn với các sinh vật hoạt động về đêm theo thời gian thực nhưng điều này không có nghĩa là anh ta không thể biết được tình hình dưới lòng đất anh ta thả ra rất nhiều sinh vật hoạt động về đêm chỉ có nhóm vào cống ngầm là chết nhanh nhất điều này tự nó đã có thể thuyết minh một số vấn đề ngay sau đó một con rơi từ cống ngầm gần đó bay lên bay vòng quanh lâm thất dạ một lúc. Đàn chuột. Lâm thất dạ sửng sốt, nhanh chóng nghĩ đến con chuột mà anh ta thấy trong quán rượu hôm nay, đôi mắt hơi nheo lại. Có vẻ như, lần này thực sự tìm đúng chỗ rồi. Anh ta đi đến bên một nắp cống, do dự một lúc, đưa tay ấn vào hư không, một vòng tròn ma thuật rực rỡ mở ra trên lòng bàn tay anh ta. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, một xác ướp gỗ nhỏ màu trắng nhanh chóng chạy đến trước mặt lâm thất dạ, kích động nhìn xung quanh. Sau đó chán nản xoay tay. Mộc mộc, lần này vẫn không có đồ ăn. Lâm thất dạ có chút ngượng ngùng xoa đầu nó. Mặc dù biết rằng mình không thể cung cấp vũ khí cho mộc mộc, trong thời gian ngắn nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu cảm thất vọng của đối phương, Lâm thất dạ lại thấy có chút áy náy. Làm phiền cậu trước, đi xuống dưới cùng tôi một chuyến. Lâm thất dạ và mộc mộc nhảy xuống cống ngầm, môi trường ẩm ướt tối tăm khiến Lâm thất dạ cao mày. Bên cạnh thường xuyên có vài con chuột chạy qua phát ra tiếng kêu chít chít, vang vọng trong không gian chật hẹp. Lâm thất dạ nheo, mắt nhìn những con chuột này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn có khả năng điều khiển đàn chuột, nói cách khác là khi họ vào cống ngầm, có thể đã bị lộ. Nhưng đây không phải là chuyện gì to tát, vì đối phương chọn đi vào hệ thống cống ngầm từ đây, chứng tỏ nơi ẩn náu của hắn ta nhất định rất gần đây. Cộng thêm nếu đối phương di chuyển, còn phải mang theo xác chết, lầm thất dạ tự tin có thể đuổi kịp hắn ta trước khi hắn ta rời đi. Lầm thất dạ cõng mộc mộc lên, cảm nhận tinh thần mở rộng đến cực hạn, toàn thân anh ta như bóng ma lướt đi giữa các đường ống tốc độ cực nhanh cùng lúc đó trong hang động dưới lòng đất thiếu niên đang trầm ngâm đối mặt với ba thi thể như cảm nhận được điều gì đó hơi sửng sốt ngạc nhiên nhìn về một hướng nào đó hắn ta thực sự tìm đến đây sao phải nói rằng không hổ là hắn ta hắn ta suy nghĩ một lúc cởi chiếc áo khoác trắng trên người khoác chiếc áo gió đen bên cạnh dùng chiếc mũ trùm rộng che kín khuôn mặt toàn thân chìm trong bóng tối quay người đi ra khỏi hang động Xem ra lần này, phần lớn là không thể giấu được nữa rồi. Hắn ta quay đầu nhìn lại những mẫu vật ngâm trong dung dịch formalin đầy hang, cùng với bàn phẫu thuật, còn có những tài liệu nghiên cứu dày cộp trên bàn đá bên cạnh, bất lực thở dài. Càng đi về phía trước, đàn chuột trong hang càng đông. Lúc đầu chỉ có vài con, sau đó là mười mấy con, rồi đến vài chục con. Bây giờ, trong đường ống nước chật hẹp trước mặt Lâm Thất Dạ, gần như chật kín chuột, thậm chí không có chỗ để đặt chân. Anh ta biết, mình đã đi đúng hướng. Mộc Mộc Lâm thất dạ nhìn đàn chuột trước mặt, bình tĩnh nói. Hay xì. Băng quấn tay phải của mộc mộc trên lưng được nới lỏng, để lộ một đoạn nòng súng sáng bóng. Ngọn lửa chói mắt phun ra trong nháy mắt, trực tiếp nhấn chìm đàn chuột trước mặt. Thân hình lâm thất dạ loạn choạng, tiếp tục lao về phía trước. Có mộc mộc, kho vũ khí di động này, đàn chuột không thể cản bước lâm thất dạ. Họ giống như pháo đài di động hình người, một đường lửa và tiếng nổ, ngang ngược lao về phía trước. Vài phút sau, lâm thất dạ đột nhiên dừng bước. Từ một nút nào đó, những con chuột vốn tràn ngập cống ngầm đều biến mất không thấy, giống như cả đàn cùng nhau chạy trốn, toàn bộ cống ngầm rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Anh ta dừng bước, vì trong bóng tối phía trước có một người đang đứng. Thể chất của hắn ta không cường tráng, thậm chí có thể nói là hơi gầy, chiếc mũ trùm đen che khuất khuôn mặt, lúc này đứng trong bóng tối, toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở bí ẩn. Lâm Thất Dạ nheo mắt, tìm được ngươi rồi. Bóng người kia không nói gì nhưng ngay sau đó, mặt đất dưới chân Lâm Thất Dạ đột nhiên nổ tung những dây leo màu trắng thô to như những cổ tay linh hoạt nhanh như chớp vươn ra nắm lấy cơ thể lâm thất dạ cùng lúc đó một luồng băng giá cực độ tỏa ra mặt nước xung quanh đóng băng ngay lập tức lâm thất dạ chỉ cảm thấy cơ thể mình bị ảnh hưởng bởi luồng băng giá này động tác trở nên chậm chạp nhưng ngay sau đó một luồng bóng tối cực độ lan tỏa ra từ anh ta làm trung tâm ngay lập tức bao trùm những dây leo đang vung vẩy kia dưới sự xâm thực của bóng tối tốc độ của những dây leo màu trắng chậm lại ngay lập tức ngay lúc này mộc mộc sau lưng lâm thất dạ phình to lại có thêm hai nòng súng vươn ra nhắm vào những dây leo dưới chân và bắn phá ầm um, ngọn lửa trói mắt bùng nổ trong đường cống tối tăm gạch đá và những mảnh vụn của dây leo bắn tung tóe ra trong làn khói bụi dày đặc mộc mộc đã khổng lồ sau khi bảo vệ lâm thất dạ lại trở về kích thước ban đầu ngay sau đó một bóng đen nhanh chóng lóe lên từ trong làn khói bụi lâm thất dạ vừa chạy vừa ấn hai tay vào khoảng không ở hai bên những vòng tròn ma thuật rực rỡ mở ra anh ta đưa lòng bàn tay vào đó rút ra hai thanh đao thẳng một thanh là của anh ta một thanh là của triệu không thành lâm thất dạ một mình đi truy đuổi kẻ trộm bí mật đương nhiên không thể không chuẩn bị nhưng lúc nào cũng đeo hai chiếc hộp đen đó trên lưng thì quá phiền phức vì vậy anh ta đã vẽ ma thuật triệu hồi chỉ định trên thanh tinh thần đao chỉ cần không ra khỏi thành phố thương nam anh ta có thể triệu hồi hai thanh đao này bất cứ lúc nào chứng kiến lâm thất dạ rút đao trong hư không bóng người kia rõ ràng sửng sốt, sau đó đưa tay xuống ao nước bên cạnh, băng kết thành một thanh kiếm băng dài tỏa ra hơi lạnh. Thanh kiếm vừa mới vào tay, bóng dáng lâm thất dạ đã đến trước mặt hắn ta. Hai thanh đao để lại một tàn ảnh trong không khí, chém ra trong nháy mắt nhưng tốc độ phản ứng của bóng người kia cũng không chậm, nhanh như chớp đưa thanh kiếm băng ngang trước ngực và chạm với hai thanh đao. Keng! Bóng người kia chỉ cảm thấy một lực mạnh truyền đến từ thân kiếm, cả người bị một nhát chém này đánh bay ra ngoài, thân hình loạn trọng lùi lại mấy bước mới đứng vững, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta đã dùng hợp sức mạnh của tổ chức giả dạ yêu nan đả và quỷ giết người, vậy, mà vẫn không bằng hắn ta. Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Hắn ta lẩm bẩm bằng giọng chỉ mình hắn ta nghe được. Hắn ta lắc đầu, lòng bàn tay khẽ vung về phía mặt nước bên cạnh, hàng chục mũi băng nhọn tách ra khỏi mặt nước, bắn về phía lâm thất dạ với tốc độ không kém gì đạn. Lâm thất dạ khẽ liếc nhìn chúng, tốc độ không hề chậm lại, dường như hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của chúng. Đến khi những mũi băng nhọn tiến vào vùng bóng tối xung quanh anh ta, chúng như đông cứng trong bóng tối, không thể tiến vào thêm chút nào. Lâm thất dạ hử lạnh một tiếng, những mũi băng nhọn lơ lửng trong trí ám thần khư lập tức vỡ tan. Hắn ta rốt cuộc có bao nhiêu cấm khư? Sự nghi ngờ trong lòng bóng người kia càng tăng thêm. Những mảnh băng vỡ vụn từ từ rơi xuống, bóng dáng lâm thất dạ đâm xuyên màn xương băng, một lần nữa đột phá đến trước mặt bóng người kia, hai thanh đao một lần nữa chém ra điểm khác biệt là lần này bóng người kia không chọn phòng thủ dường như muốn mặc cho hai nhát chém này chém vào người mình đồng thời thanh kiếm băng trong tay đâm ra nhắm thẳng vào cổ lâm thất dạ đồng tử của lâm thất dạ đột nhiên co lại đao ở tay trái từ bỏ tấn công nhanh như chớp đỡ lấy thanh kiếm băng đao ở tay phải chém mạnh vào ngực người kia phụt máu bắn tung tóe ngực của bóng người kia lập tức xuất hiện một vết chém dữ tợi hắn ta cúi đầu nhìn vết thương trong mắt không có chút đau đớn nào mà là lắc đầu tiếc nuối hắn ta lùi lại mấy bước kéo giãn khoảng cách với lâm thất dạ lần này lâm thất dạ không tiếp tục tấn công mà đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn đối phương ta còn tưởng rằng cho dù không đánh bại được ngươi thì cũng có thể hòa nhau không ngờ lại bị đánh thảm đến vậy vết thương ở ngực người kia lành lại với tốc độ kinh người chỉ trong vài giây vết chém dữ tợn chỉ còn lại một vệt đỏ tái sinh siêu tốc lâm thất dạ nhìn thấy cảnh này trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc người kia nhẹ nhàng cởi mũ trùm đầu để lộ khuôn mặt trắng trẻo thanh tú đôi mắt nhìn chằm chằm vào lâm thất dạ như thể đang nhìn một loài động vật quý hiếm tràn đầy sự tò mò và phấn khích đã lâu không gặp lâm thất dạ an khanh ngư sao lại là cậu lâm thất dạ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cao mày nói vừa giao thủ anh đã dùng tinh thần cảm nhận để nhìn thấy khuôn mặt đó nói thật kết quả này thực sự khiến anh vô cùng kinh ngạc trong trí nhớ của anh sau sự kiện xạ yêu nan đà an khanh ngư thiên tài này hẳn đã quên hết mọi ký ức liên quan đến bí ẩn trở về với cuộc sống học đường bình thường mới đúng hắn ta làm sao có thể tránh được việc xóa ký ức lại từng bước trở thành bóng ma của thành phố thương nam an khanh ngư cười cười rất ngạc nhiên sao hắn ta quay người bước về phía sâu trong cống ngầm đi theo tôi cậu là vị khách đầu tiên ở đây trong hơn một năm qua lâm thất dạ do dự một lát vung tay giải tán mộc mộc bước theo sau sự kiện xạ yêu nan đà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lâm thất dạ không nhịn được hỏi an khanh ngư thở dài trong mắt hiện lên vẻ hồi tưởng bình tĩnh nói hôm đó sau khi các cậu đi tôi đã lén ôm đầu xạ yêu nan đà trốn vào cống ngầm sau đó an khanh ngư đơn giản kể lại cho lâm thất dạ về quá trình hắn ta thức tỉnh cách hắn ta tránh được sự truy tìm của người canh gác lại trốn vào hệ thống cống ngầm này xây dựng phòng thí nghiệm ngầm của riêng mình cấm khư của cậu có thể sao chép được năng lực bí ẩn lâm thất dạ nghe xong kinh ngạc nói không giống An Khanh Ngư lắc đầu, bản chất cấm khư của tôi là phân tích, thông qua việc giải phẫu và thử nghiệm nhiều lần, phân tích nguyên lý tồn tại của một đặc tính bí ẩn nào đó, ví dụ như loài rắn của xạ yêu khả năng tái sinh của thần lằn, bản năng chiến đấu và tấn công tinh thần của sát nhân, còn có sức mạnh đóng băng của dây leo băng giá. Nó có bản chất khác biệt với việc sao chép theo nghĩa truyền thống, từ việc lấy được xác chết đến khi phân tích ra một khả năng nào đó, cần rất nhiều thời gian, khả năng càng đặc biệt thì thời gian cần càng dài nhưng ưu điểm là sau khi tôi hiểu rõ hoàn toàn nguyên lý vận hành của chúng tôi có thể tự mình cải tiến và tăng cường ngoài việc giải phẫu bí ẩn khả năng này cũng có thể dùng để phân tích những thứ khác ví dụ như cấu tạo của một thiết bị chính xác nào đó tôi chỉ cần nhìn một lần là có thể sử dụng thành thạo còn có trạng thái cấu trúc của cơ thể người tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng đại loại như vậy nói xong an khanh ngư quay đầu nhìn lâm thất dạ trong mắt hiện lên một tia xám xịt ví dụ như cậu trạng thái cơ thể hiện tại của cậu so với người bình thường thì quả thực là một phép màu nhưng trên người cậu còn bao phủ một sức mạnh kỳ lạ hiện tại tôi vẫn chưa thể phân tích được lâm thất dạ nhướng mày không nói gì bây giờ anh vẫn còn đang trong trạng thái cộng hưởng của vũ giả bóng đêm sức mạnh của nữ thần đêm tối với an khanh ngư hiện tại tất nhiên là không thể phân tích được vậy cậu đã từng tìm hiểu xem cấm khư của mình là gì chưa lâm thất dạ không nhịn được hỏi loại cấm khư có thể phân tích vạn vật thậm chí có thể đạt đến hiệu quả sao chép năng lực như thế này nếu xếp vào danh sách cấm khư thì chắc chắn là loại cực kỳ nguy hiểm, hẳn là rất nổi tiếng. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tìm hiểu rồi nhưng trong danh sách cấm khư hiện có, dường như không có cấm khư của tôi, chỉ có một cấm khư tương tự là chân thị chi nhãn ở thứ tự 315 nhưng cũng chỉ tương tự thôi, chức năng hoàn toàn khác nhau. Lâm thất dạ sửng sốt, nói cách khác, đây là một cấm khư hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện. Nên như vậy an khanh ngư gật đầu cấm khư của tôi không có trong danh sách cấm khư trước đây cũng chưa từng có ai sở hữu tôi đặt tên cho nó là đáp án duy nhất tên này sao lại kỳ lạ thế đây là sự theo đuổi chân lý của một chàng trai theo khoa học được rồi lâm thất dạ thở phào nhẹ nhõm dù sao thì anh cũng không phải là người đặt tên tệ nhất nữa vậy những con chuột này đều do tôi điều khiển an khanh ngư gật đầu tôi đã phân tích ra một khả năng tương tự như loài rắn từ xạ yêu Nanda, nhưng khả năng này rất phức tạp Đến bây giờ vẫn chưa phân tích xong, lúc đầu chỉ có thể dùng trên chuột, bây giờ đã có thể áp dụng cho tất cả các sinh vật không phải con người, nhưng vì chuột có khả năng ẩn nấp tốt nhất nên tôi không phát triển thêm loài nào khác. Tôi đặt tên cho khả năng này là loài cá. Tên hay. Khóe miệng Lâm Thất Dạ hơi giật giật. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một hang động ngầm, nhìn thấy những mẫu vật, dụng cụ, bàn thí nghiệm chất đầy không gian, trong mắt Lâm Thất Dạ hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô đã dựng một phòng thí nghiệm lớn ở đây đúng vậy tất cả các thiết bị đều là những thiết bị đã bị các bệnh viện và phòng thí nghiệm trên mặt đất thải loại nhưng cấu tạo của chúng không phức tạp tôi đã cải tiến chúng một chút vẫn có thể tiếp tục sử dụng thậm chí hiệu quả còn tốt hơn cả những thiết bị tiên tiến nhất nói đến thí nghiệm trong mắt an khanh ngư lại hiện lên ánh sáng phấn khích lâm thất dạ đi đến trước bốn mẫu vật ngâm trong dung dịch formalin nhìn những xác chết bí ẩn ngâm trong đó từ từ mở miệng những thứ này là những xác chết mà cô đã đánh cắp trước hết tôi không đồng ý với việc anh dùng từ đánh cắp có lẽ có thể nói là mượn đây chỉ là biện pháp cần thiết mà tôi sử dụng để tiếp cận chân lý an khanh ngư nói rất nghiêm túc thứ hai chỉ có ba xác là mượn xác của tên giết người cuối cùng là chiến lợi phẩm do chính tôi ra tay giết chết lúc đầu ngoài loài cá tôi không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào vì vậy tôi chỉ có thể mượn xác của con thẳng lằn nhưng ít nhất tôi vẫn để lại một nửa xác cho người canh gác đêm sau khi có được tái sinh siêu tốc khả năng sinh tồn của tôi chỉ tăng lên, vẫn không có khả năng tấn công. Vì vậy tôi chỉ có thể làm theo cách cũ là mượn sắc của cây dây leo băng giá. Sau khi có được khả năng đóng băng, tôi mới thực sự có được khả năng chiến đấu. Sau đó, tôi đích thân ra tay, giết chết tên giết người. Theo một nghĩa nào đó, tôi đã thay người canh gác đêm mạo hiểm mạng sống. Sau đó nhường công trạng và phần thưởng cho họ, chỉ giữ lại một nửa xác bí ẩn. Đây thực sự là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Lâm thất dạ nhìn anh ta thật sâu, thở dài, Mặc dù những gì anh nói thực sự có lý nhưng anh phải biết rằng, bất kỳ siêu năng lực ra nào không thuộc về tổ chức người canh gác đêm đều có nguy cơ gây rối loạn an ninh xã hội, người canh gác đêm sẽ không để anh tiếp tục hoạt động như vậy. Một khi bị bắt, anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc bị cưỡng chế gia nhập người canh gác đêm, hoặc bị giam vào nhà tù. An Khanh Ngư đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi, nhìn thẳng vào mắt Lâm Thất Dạ, từ từ mở miệng, "Bây giờ, anh đã bắt được tôi ngay cả khi anh biết tôi sẽ không gây hại cho xã hội, anh vẫn muốn giao nộp tôi?" đúng không? Lâm thất dạ sửng sốt, do dự một lúc rồi nói, tôi chỉ không hiểu, anh rõ ràng sở hữu một cấm khư độc đáo như vậy, tại sao lại không muốn gia nhập người canh gác đêm? Tôi không hứng thú với việc trở thành người canh gác đêm. An Khanh Ngư bình tĩnh nói, tôi chỉ muốn giải phẫu bí ẩn một cách thỏa thích, hiểu biết nhiều hơn về mặt thực sự nhất của thế giới này, tôi theo đuổi, là chân lý. Nếu gia nhập người canh gác đêm, tôi sẽ bị ràng buộc bởi đủ loại quy tắc, họ sẽ không để tôi giải phẫu xác của những con quái vật này như một nhà khoa học điên, và sẽ dành nhiều thời gian cho những việc vô nghĩa lâm thất dạ nghe xong lời của an khanh ngư có chút không nói nên lời nhà khoa học điên anh tự định vị mình khá rõ ràng không thể phủ nhận rằng những gì an khanh ngư nói là đúng nếu gia nhập người canh gác đêm đồng đội của anh ta chắc chắn sẽ không để anh ta làm những thí nghiệm trông rất độc ác trừ khi họ cũng là một nhóm những kẻ điên và đối với an khanh ngư người theo đuổi chân lý đây chắc chắn là một đòn dáng mạnh trước đây khi vừa phá được vụ án rắn yêu nan đà anh ta còn muốn nhờ lâm thất dạ giúp đỡ đưa anh ta vào người canh gác đêm nhưng lúc đó anh ta vừa không hiểu người canh gác đêm là tổ chức như thế nào vừa chưa thức tỉnh cấm khư muốn tiếp cận bí ẩn chỉ có thể chọn con đường này nhưng bây giờ thì khác rồi anh ta hoàn toàn có được môi trường lý tưởng nhất của mình như vậy tại sao anh ta lại phải lui mà cầu kỳ thứ để đến với người canh gác đêm lâm thất dạ nhìn an khanh ngư trước mặt thở dài vậy thì bây giờ vấn đề đặt ra là anh ta có nên giao nộp An Khanh Ngư cho người canh gác đêm hay không? An Khanh Ngư đã từng cùng anh ta phá giải vụ án rắn yêu nan đà, mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng anh ta biết bản chất của An Khanh Ngư không xấu, chỉ là thứ anh ta theo đuổi khác với người bình thường. Hơn nữa, trong một năm qua, anh ta cũng không làm gì gây hại đến an toàn xã hội, ngay cả thiết bị trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất cũng là hàng thải loại nhặt được, thậm chí khi lén mang đi một vài xác bí ẩn, anh ta cũng rất có đạo đức khi để lại một nửa cho người canh gác đêm lâm thất dạ do dự một lúc rồi lại lên tiếng tôi còn một câu hỏi nữa người đã truyền thông tin cho tôi vào dịp tết là anh sao là tôi an khanh ngư gật đầu nhưng đó chỉ là việc tiện tay đối với tôi đây không chỉ đơn giản là việc tiện tay lâm thất dạ hít một hơi thật sâu chuyện lần đó tôi thực sự nợ anh một ân tình lần này tôi nên trả lại nó anh nói là tôi sẽ không giao nộp anh nhưng nếu anh làm điều gì gây hại đến an toàn xã hội dù anh có trốn tránh thế nào tôi cũng sẽ lôi anh ra lâm thất dạ nheo mắt nói khoái miệng an khanh ngư hơi nhếch lên trên khuôn mặt rụt rè nở một nụ cười chân thành được anh ta gật đầu sau đó như nhớ ra điều gì quay người đi về phía bàn thí nghiệm đi theo tôi tôi sẽ cho anh xem một thứ lâm thất dạ đi theo anh ta đến trước bàn thí nghiệm nhìn ba xác chết nằm trên đó lông mày hơi nhướng lên anh đến nhà xác là muốn xem mấy xác chết này sao an khanh ngư hỏi đúng vậy không cần xem đâu cách chết của họ hoàn toàn trùng khớp với báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y an khanh ngư khoác áo blues trắng bình tĩnh nói vết thương trí mạng ở ngực một chiếc đinh sắt đâm xuyên tim không có dấu vết thuốc còn sót lại cũng không có dấu vết vật lộn ngoài bốn vết thương do đinh sắt dùng để cố định cơ thể và mười ngón tay bị gãy không có vết thương nào khác nói cách khác ba xác chết này không có gì bất thường sao lông mày lâm thất dạ hơi nhíu lại nghe giọng anh có vẻ như anh cho rằng xác chết trong quán rượu có gì bất thường ánh mắt An Khanh Ngư sáng lên, xác chết đó vừa được phát hiện, đã được đưa đến bộ phận chuyên xử lý những vụ án như thế này, của người canh gác đêm, tôi không thể tận mắt nhìn thấy anh ta, cũng không thể tự tay giải phẫu. Không, tôi cũng chưa nhìn thấy xác chết đó. Lâm thất dạ lắc đầu, ngày mai tôi mới có thể đi xem nhưng từ những bức ảnh chụp tại hiện trường, tôi phát hiện ra một số điểm kỳ lạ. Điểm kỳ lạ, ánh mắt An Khanh Ngư hơi nheo lại, ví dụ như lượng máu chảy ra. Lâm thất dạ sửng sốt, anh cũng phát hiện ra sao. Với thân thủ của An Khanh Ngư, việc vào quán rượu mà không bị tiểu hắc phát hiện không khó, vì vậy Lâm Thất Dạ không nghi ngờ gì khi anh ta tận mắt chứng kiến hiện trường, thậm chí có thể đã xem đoạn băng ghi hình đó. An Khanh Ngư nhìn anh đầy ẩn ý, quay người đi về phía bên kia, "Đi theo tôi." Lâm Thất Dạ đi theo anh ta đến một khoảng đất trống, một bên của khoảng đất trống là bức tường, trên bức tường có vẽ một hình người bằng phấn trắng, vị trí gần như giống hệt với hiện trường. Và ở mười ngón tay của hình người trên tường, có một vệt máu đỏ tươi tôi cũng phát hiện ra rằng lượng máu tại hiện trường có vẻ hơi ít vì vậy tôi đã mô phỏng lại tình huống xảy ra vụ án cốc bên trái này là lượng máu tôi mô phỏng cốc bên phải này là lượng máu tôi phục dựng từ những bức ảnh chụp tại hiện trường an khanh ngư cầm hai cốc thủy tinh từ trên bàn bên cạnh lượng chất lỏng trong cốc thủy tinh bên trái rõ ràng cao hơn nhiều so với cốc thủy tinh bên phải tổng lượng chất lỏng nhiều hơn gần gấp ba lần anh đợi đã lâm thất dạ ngắt lời an khanh ngư anh mô phỏng lượng máu chảy ra khi xảy ra vụ án sao Mô phỏng thế nào? An Khanh Ngư nhìn vào mắt Lâm Thất Dạ, cười mà không nói. Anh chặt ngón tay của mình sao? Lâm Thất Dạ co mày hỏi. Tôi có khả năng tái sinh siêu tốc của loài thần lằn. Chỉ cần tôi muốn, việc ngón tay đứt mọc lại không phải là chuyện khó. An Khanh Ngư thản nhiên nói. Lâm Thất Dạ, quả nhiên, chàng trai trước mặt này là một kẻ điên. Sự thật chứng minh rằng, lượng máu chảy ra từ xác chết đó ít hơn nhiều so với người bình thường. Lâm Thất Dạ cúi đầu trầm ngâm một lúc, vậy thì... Điều này có thể thuyết minh gì? Đó không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Không thể nào, đoạn băng ghi hình đã ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình, hay là con bí ẩn đó có thói, quen khát máu, hoặc là công cụ mà nó dùng để cắt ngón tay có tác dụng ngăn chặn lưu lượng máu. Chỉ dựa vào điểm này, vẫn chưa thể kết luận được. An Khanh ngư lắc đầu, nghiêm túc nói, tôi phải xem xác chết trong quán rượu. Anh không vào được đâu. Anh có thể đưa tôi vào. Lâm thất dạ nghe vậy, cao mày, sau khi xác nhận vẻ mặt của an khanh ngư không phải đang đùa, anh lắc đầu, tôi không bắt anh đã là tốt lắm rồi, tôi sẽ không đưa anh vào đâu, cứ coi như tôi lại nợ anh một ân tình. ân tình của anh có ích gì? không biết nhưng sẽ có lúc hữu dụng. an khanh ngư quả quyết nói, hơn nữa, có tôi giúp, anh có thể phá án nhanh hơn, mặc dù anh cũng rất thông minh nhưng so với tôi, vẫn kém một chút. lâm thất dạ cứng nhắc quay đầu, nhìn chăm chăm vào mắt an khanh ngư, an khanh ngư khẽ ho hai tiếng ý tôi là về phương diện tiếp xúc với xác chết tôi giỏi hơn anh tại sao anh lại muốn giải quyết vụ án này đến vậy lâm thất dạ hỏi tôi có thể cảm nhận được thứ gây ra chuỗi sự kiện này rất thông minh an khanh ngư liếm môi càng là những câu đố phức tạp tôi càng có ham muốn giải đáp lần trước khiến tôi có ham muốn giải mã mãnh liệt như vậy là khi đối mặt với yêu quái nan đà xà giải phẫu xác chết trong bóng tối dưới lòng đất lâu rồi tôi muốn đổi khẩu vị lâm thất dạ âm thầm trợn mắt biến thái trong hành lang chống chảy và sạch sẽ hai bóng người đi trước sau cuối hành lang là một cánh cửa tự động bằng kim loại bên cạnh cánh cửa có một thanh niên đang ngồi dựa vào tường ngáp dài thấy có hai người đi tới anh ta lập tức tỉnh táo đứng dậy khỏi ghế xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân anh ta nghiêm túc nói lâm thất dạ rút huy hiệu ra đưa cho anh ta anh ta xem xét cẩn thận có chút kinh ngạc nói hóa ra anh chính là người gác đêm mới đến thất lễ rồi anh ta hơi cúi đầu với lâm thất dạ hai tay đưa trả lại huy hiệu đồng thời có chút kinh ngạc nhìn người phía sau lâm thất dạ anh lâm đây là ồ anh ấy là chuyên gia tôi mời đến xem thử tử thi lâm thất dạ cất huy hiệu bình tĩnh nói được tôi sẽ mở cửa cho anh ngay người thanh niên mở một chiếc hộp nhỏ bên cạnh cánh cửa tự động bằng kim loại nhập vào mười mấy chữ số mật khẩu cánh cửa tự động bằng kim loại mở ra để lộ ra lối đi bên trong an khanh ngư mặc áo sơ mi đeo khẩu trang đi theo lâm thất dạ vào trong có chút kinh ngạc nói, phòng thủ ở đây lỏng lèo vậy sao? Tôi còn tưởng phải khám người, đăng ký danh tính các kiểu chứ. Đây chỉ là nhà xác thôi, cần gì phải phiền phức như vậy. Những nơi thực sự là trọng điểm cơ mật, anh còn không biết có tồn tại hay không, nói gì đến việc đi vào một cách dễ dàng như vậy. Lâm thất dạ trả lời. Cuối cùng, anh vẫn đưa An Khanh Ngư theo, không phải vì lý do gì khác, mà là vì khả năng giải mã tử thi của An Khanh Ngư. Chắc chắn là hàng đầu đại hạ, ngay cả bác sĩ pháp y giỏi nhất cũng chưa chắc đã giỏi hơn anh ta có anh ta ở đây, biết đâu lại tìm ra được manh mối nào đó. Hai người đẩy cửa bước vào nhà xác, so với nhà xác của cục cảnh sát, nơi này rõ ràng nhỏ hơn nhiều, bởi vì chỉ có những tử thi liên quan đến sự kiện bí ẩn mới được đưa vào đây, mà những sự kiện như vậy, một năm cũng không xảy ra mấy lần. Sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân cho bác sĩ Pháp Y, đối phương lập tức đưa cho Lâm Thất Dạ một bản báo cáo khám nghiệm tử thi, đồng thời theo yêu cầu của Lâm Thất Dạ, đẩy tử thi của Tôn Hiểu ra khỏi tủ lạnh lâm thất dạ chỉ lướt qua bản báo cáo khám nghiệm tử thi rồi tập trung sự chú ý vào tử thi trước mặt theo báo cáo tử thi này cũng giống như ba tử thi trước không có gì đặc biệt muốn có đột phá thực sự vẫn phải bắt đầu từ tử thi an khanh ngư đã hoàn toàn nhập tâm với vẻ mặt lạnh lùng và chính xác tuyệt đối anh ta quan sát toàn bộ tử thi đôi mắt ánh lên một tia sáng xám nhạt sau khi xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết của tử thi anh ta vô thức đưa tay vào túi lấy ra một con dao mổ sắc bén Lâm thất dạ giữ chặt tay anh ta, lắc đầu, chỉ được xem, không được giải phẫu. An Khanh Ngư bất lực gật đầu, cúi đầu nhìn tử thi, trong kính phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo. Anh ta trầm giọng nói, nhìn chung, giống như ba tử thi trước, vết thương trí mạng ở ngực, 10 ngón tay bị cắt đứt, ngoài vết thương bị đóng đinh, không có vết thương nào khác. Anh ta nhận lấy báo cáo khám nghiệm tử thi từ tay Lâm thất dạ, tiếp tục nói, vết đứt ở 10 ngón tay có phản ứng hoạt động, chứng tỏ ngón tay bị cắt đứt khi còn sống, Điểm này cũng giống với ba tử thi trước. Vậy là không có gì bất thường sao? Lâm Thất Dạ có chút tiếc nuối hỏi. Có. An Khanh Ngư gật đầu mạnh mẽ, tử thi này có một điểm khác với ba tử thi trước. Điểm nào? Hướng vết đứt ở mười ngón tay. Đôi mắt An Khanh Ngư sáng ngời, ba tử thi trước hướng vết đứt ở ngón tay là từ trên xuống dưới. An Khanh Ngư áp sát người vào tường, tay trái làm tư thế bị đóng đinh vào tường, lòng bàn tay hướng vào tường, mu bàn tay hướng ra ngoài. Đồng thời, anh ta giơ tay phải thành hình dao, nhẹ nhàng chém vào ngón tay. Thông thường, người chết bị đóng đinh vào tường như thế này, muốn cắt đứt ngón tay của anh ta, chỉ có thể chém từ hướng mu bàn tay về hướng lòng bàn tay, vì dao không thể chém từ trong tường ra ngoài. Đây cũng là hướng vết đứt ở ngón tay của ba tử thi trước. Nhưng tử thi này thì khác. Anh ta dùng tay phải chém một đường từ dưới lên trên ngón tay của tay trái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngón tay của anh ta bị chặt từ dưới lên trên là từ lòng bàn tay chém lên mu bàn tay. Nhưng tư thế đứt ngón tay như vậy, với tư thế đặt lòng bàn tay của tôi hiện tại thì không thể làm được, vậy nên khi anh ta bị đứt ngón tay, nhất định phải ở tư thế này. An Khanh ngư lật úp bàn tay trái, cũng bị đóng đinh vào tường nhưng lòng bàn tay hướng ra ngoài, mu bàn tay hướng vào tường. Mắt Lâm thất dạ sáng lên nhưng ngay sau đó lại cau mày. Nhưng trong đoạn video, vị trí của tử thi quá xa, ánh sáng lại mờ, chúng ta thực sự không thể nhìn rõ hướng lòng bàn tay của anh ta có thể anh ta thực sự bị đóng đinh theo cách đó thì sao? Chỉ dựa vào cách đóng đinh ở lòng bàn tay, có thể nhìn ra được điều gì? Chỉ dựa vào điểm này, tất nhiên là không thể nhìn ra được điều gì nhưng vấn đề nằm ở đây. An Khanh Ngư đi đến trước tử thi, chỉ vào hai vết thương ở lòng bàn tay của tử thi, tiếp tục nói. Một chiếc đinh, đóng từ lòng bàn tay vào và đóng từ mu bàn tay vào. Mặc dù hình dạng vết thương gây ra có vẻ giống nhau nhưng thực ra là không giống nhau. Vết thương trên tay tử thi này là do đóng từ trên xuống dưới. An Khanh Ngư dùng một ngón tay giả làm đinh, từ mu bàn tay đâm xuyên qua lòng bàn tay của bàn tay kia, nghiêm túc nói, nói cách khác hướng đóng đinh và hướng ngón tay bị cắt đứt là ngược nhau. Điều này chứng tỏ, chứng tỏ anh ta bị cắt đứt ngón tay trước, sau đó mới bị đóng đinh vào tường. Đôi mắt Lâm Thất Dạ hơi nheo lại, tiếp lời An Khanh Ngư. An Khanh Ngư gật đầu, đúng vậy. Nhưng quá trình mà đoạn video thể hiện lại không nhất quán với suy luận của chúng ta. Lâm Thất Dạ cau mày, hơn nữa sau khi giám định đoạn video này không có dấu vết xử lý hiệu ứng đặc biệt nghĩa là những hình ảnh mà đoạn video ghi lại thực sự đã xảy ra nếu vậy chỉ còn lại một khả năng an khanh ngư từ từ mở lời người chết trong đoạn video không phải là tôn hiểu lâm thất dạ và an khanh ngư đồng thời lên tiếng do khoảng cách và ánh sáng hình ảnh mà máy quay ghi lại không rõ nét thậm chí không thể nhìn rõ mặt của người chết nói cho cùng lý do khiến mọi người phán đoán người chết trong hình là tôn hiểu chính là bộ đồng phục của nhân viên phục vụ hơn nữa, ngày hôm sau, họ thực sự phát hiện ra xác chết bị đóng đinh của Tôn Hiểu trên tường, giống hệt như trong hình. Không ai nghi ngờ danh tính của người chết trong băng ghi hình. Nói cách khác, có một người khác mặc quần áo của Tôn Hiểu, bị bí ẩn đóng đinh vào tường nhưng sau khi máy quay hết điện, lại có người dùng Tôn Hiểu đã bị cắt đứt ngón tay thay thế người kia. An Khanh ngư cau mày, nhưng rốt cuộc là tại sao? Suy luận của chúng ta còn có một vấn đề chết người. Lâm Thất Dạ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói nếu theo suy luận của chúng ta cộng lại trước sau thì người bị đóng đinh vào tường phải là hai người chết khác nhau nhưng từ vết máu tại hiện trường chúng ta chỉ phát hiện ra dna của một mình tôn hiểu an khanh ngư im lặng đúng vậy nếu theo giả thiết của hai người thì đêm đó trên bức tường đó đã bị đóng đinh hai người chết nhưng kết quả phân tích máu tại hiện trường chỉ hiển thị máu của tôn hiểu như vậy giả thiết của hai người sẽ không khả thi hơn nữa nếu đêm đó xuất hiện người chết thứ hai thì xác của anh ta ở đâu Lâm Thất Dạ tiếp tục nói, anh ta mặc đồng phục nhân viên phục vụ của quán rượu này, nhưng những nhân viên phục vụ khác đều không chết, vậy thì người chết rốt cuộc là ai? Suy luận đến bước này, cả hai đều bắt đầu nghi ngờ suy luận của mình là sai, nhưng nếu không phải như vậy thì không thể giải thích được hướng vết thương trên cơ thể. Vụ án càng trở nên khó hiểu. Ngay khi hai người đang trầm ngâm, tiếng chuông điện thoại của Lâm Thất Dạ vang lên, anh lấy điện thoại ra xem, trong mắt hiện lên một tia sáng. Phó đội nói đã tìm được một số manh mối về bí ẩn này. Tôi phải quay lại một chuyến." Lâm Thất Dạ cắt điện thoại, nói với An Khanh Ngư, cũng đã cho cô xem xác chết rồi, cô nên đi thôi." An Khanh Ngư thở dài bất lực, vụ án này phức tạp hơn tôi tưởng, chỉ dựa vào bốn xác chết này, có thể phân tích được quá ít thứ. Tôi nghĩ, tôi phải đến hiện trường vụ án xem thêm lần nữa. Đây là số điện thoại của tôi, có phát hiện gì thì gọi cho tôi. Tôi hình như chưa nói sẽ giúp anh phá án thì phải. Tôi chỉ muốn đến xem xác chết thôi." Biểu cảm của An Khanh Ngư có chút kỳ lạ. Lâm thất dạ quay đầu, nhìn chăm chăm vào mắt An Khanh Ngư, không nói gì. An Khanh Ngư cười khổ, được rồi, tôi biết rồi, vì anh không giao nộp tôi cho người canh gác, nên tôi sẽ báo cho anh ngay khi có phát hiện. Ừ, văn phòng hòa bình, tầng hầm, bên trước bàn dài, tất cả các thành viên của đội 136 đã có mặt đông đủ. Ngô Tương Nam cầm trên tay một tập tài liệu dày cộp, ánh mắt đầy nghiêm túc. Hôm kia, sau khi kỳ mặc báo cáo với tôi về đặc điểm của bí ẩn ở Đông Thành, tôi đã lập tức điều tra kho dữ liệu nội bộ của người canh gác cố gắng tìm ra nó là thứ gì đối với người canh gác bước quan trọng nhất để xử lý các sự kiện bí ẩn là xác định danh tính của bí ẩn chỉ cần xác định được bí ẩn là gì thì có thể biết được khả năng sức mạnh thói quen và điểm yếu của nó nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha